Các bạn mến, chuyện bản dịch đã dừng. Chuyện bản cân vớt đã ra hết. Mình đăng tiếp chuyện bản cân vớt xem ra sao. Mình chỉ đổi tên nhân vật chính Triệu Vân thành Triệu Bân cho dễ nghe tí, còn lại để như bản cân vớt. Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 68. Hắc Sơn lão ma không nhìn ngoài điện, chỉ nhàn nhạt một tiếng. Không hổ là lão tổ cấp. Ra giá chính là sư tử há mồm. Dễ nói. Triệu Bân giá cả đều không mang theo nói, tại chỗ dâng lên túi chữ vật. Chớ nói 500 vạn, 5.000 vạn hắn cũng mua, đây chính là phụ thân hắn mệnh. Hắc Sơn lão ma lão con mắt lại một cái chớp mắt híp lại, có thể tiện tay lấy ra 500 vạn, tuyệt không phải người bình thường, hắn càng tin tưởng vững chắc chính mình ngờ tới, đó chính là cái này tiểu tiên sau lưng, có một mạch thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Cất kỹ. Hắc Sơn lão ma phật tay, trong tay áo bay ra một đạo tiên quang. Chính là đèn trong, là hắn tàn sát Vương gia lúc có được. Triệu Bân thận trọng đón lấy, kích động hơi kém khóc. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo lui. Triệu Bân thu đèn trong, khom người ra khỏi, tiện tay còn phủ một kiện áo bào đen. Ra đại điện, thì thấy Lương Khâu, cũng như lúc trước, Lương Khâu nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái, cuối cùng cảm giác ở đâu gặp qua, đặc biệt là cái kia hai con ngươi. Trước nay chưa có quen thuộc, hắn tuyệt đối gặp qua người này. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, lanh lẹ rút lui. Cho dù hắn đi ra rất xa, Lương Khâu còn tại mong nhìn. Tiểu Hữu, ngoài điện trưởng lão kêu một tiếng. Lương Khâu lúc này mới thu thần, đi vào đại điện. Siêu, Triệu Bân ra Thánh Hỏa Điện Sơn Môn, liền một đường bão táp. Cố thủ Sơn Môn hai người giả, nhìn chính là gương mặt mộng, hàng này là thế nào, chạy nhanh như vậy. Trên thực tế, còn có một cái mau hơn. Chỉ có điều, hai người bọn họ cũng không phát giác thôi. Triệu Bân một đường trở về Thánh Hỏa Thành, thẳng đến trong thành, nghĩ cũng không nghĩ liền vào truyền tống trận, đèn trong đã đến tay, chỉ đợi trở về phàm giới, mượn dùng phụ thân nhục thân, liền có thể nếm thử phục sinh phụ thân. Đương nhiên, trước đó nếu lại tìm được vài cọng hồn linh hoa, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nói đến trở về phàm giới, hắn bây giờ sợ là làm không được. Mấu chốt là, hắn không biết như thế nào trở về. Ân, hắn đang suy tư lúc, chợt cảm thấy một vòng mịt mờ chi khí. Chờ ngoái nhìn, lọt vào trong tầm mắt thì thấy một cái áo mãng bào màu đen lão giả, cũng không chính là Hắc Sơn lão ma sao. Lão giả này không phải tại Thánh Hỏa Điện sao, lúc nào cùng lên đến, đi theo hắn làm gì, giết người cướp của. Tiền bối, thật là đúng dịp a. Triệu Bân lui một bước. Xem ra, người đã có một loại nào đó giác ngộ. Hắc Sơn lão ma âm trầm nở nụ cười. Ngươi là một mạch lão tổ, cũng làm đánh cướp hoạt động. Cho dù lão phu tiễn đưa ngươi lên hoàng thuyền, lại có gì người biết được. Ngươi đừng làm ta sợ, sư phụ ta thế nhưng là một tôn thần minh. Triệu Bân còn tại lui. Bịa đặt lung tung, Hắc Sơn lão ma lười nhác nói nhảm, một tay cách không dò tới. Oanh! Hắc Sơn lão ma trưởng uy rộng rãi, thông đạo đều một hồi lắc lư. Triệu Bân từ không dám ngạnh chiến, quay người liền đột, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi bắt. Ai nha? Hắc Sơn lão ma trao lên lông mày, vật nhỏ này chạy không chậm đi. Hắn lại một lần lấy tay, lòng bàn tay có vòng xoáy diễn hóa, rất có sức cắn nuốt. Ta đột! Triệu Bân một tiếng lạnh quát, làm thiên nhãn thuấn thân, nhảy ra thôn phệ phạm vi. Hắc Sơn lão ma con mắt có kinh ngạc, đây là không gian chi pháp A. Cái này tiểu tiên có thể sử dụng bước nhảy không gian. Có ý tứ. Hắc Sơn lão ma khóe miệng hơi vỉnh, nhô ra đi đại thủ, nhiều phong cấm chi lực. Triệu Bân cũng là ngoan nhân, nghĩ cũng không nghĩ tại chỗ tự bạo, nổ thành một mảnh huyết quang. Đương nhiên, đây là làm cho Hắc Sơn lão ma nhìn, thân thể mặc dù nổ diệt, nhưng nguyên thần lại trốn vào vĩnh hằng giới. Hắn diễn quá thật, nắm cũng có phần chính xác, thậm chí Hắc Sơn lão ma đều bị lừa qua. Nguyên nhân chính là bị lừa qua, hắn mới lông mi hơi nhíu, cái này tiểu tiên chính xác cương liệt a. Nói tự bạo liền tự bạo. Suối quẩy. Hắc Sơn lão ma mặt mo xanh xám, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống tiểu tiên nhân, sau đó thôn vệ huyết mạch. Ai có thể nghĩ, hắn cái này một cái không xem trọng, đối phương nhưng vẫn bạo. Sớm biết là như thế cái kiểu đoạn, lúc trước liền không bán đèn trong. Bây giờ ngược lại tốt, tiểu tiên không có bắt được. Đại đội trưởng đèn sáng cũng đi theo chôn theo. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hắn quay người rời đi,
lại nghịch không gian thông đạo trở về Thánh Hỏa Thành. Hô! Gặp rời, Vĩnh Hằng Giới bên trong Triệu Bân thở dài một hơi. Hắn không đi ra, vội vàng hoảng ngồi xếp bằng, lấy nguyên thần làm căn cơ, cực điểm tái tạo nhục thân, vì lừa qua Hắc Sơn lão ma, hắn thực sự là dốc hết vốn liếng, nếu diễn không thật, lại như thế nào lừa qua một tôn đáng sợ thái hư cảnh. Hắn sức khôi phục bá đạo, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều lần lượt tái tạo. Dù sao cũng là tự bạo nhục thân, không có ám thương là giả. Còn tốt, hắn nội tình hùng hậu, cái này cũng không có trở ngại. Chẳng biết lúc nào, hắn mới ra Vĩnh Hằng Giới, cũng nghịch thông đạo trở về Thánh Hỏa Thành. Bởi vì một cái thiên khung di tích, trong thành người càng ngày càng nhiều, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, để cho vốn là phồn hoa Thánh Hỏa Thành, lại nhiều một vòng huyên náo, đi đâu đều có thể nghe được líu ríu âm thanh. Lão già, chờ đó cho ta. Triệu Bân được áo bào đen, một đường đi một đường thầm mắng. Hôm nay vốn là tâm tình không tệ, hết lần này tới lần khác có người cho hắn âm ức. Tất nhiên đối phương không biết xấu hổ, vậy hắn còn giảng gì võ đức, nhất thiết phải nhượng Hắc Sơn lão ma nhớ lâu. Ân, đang lúc đi, hắn chợt cảm thấy Long Uyên run lên. Hoặc có lẽ là Long Uyên kiếm bên trên độn giáp chữ thiên đang run. Vận khí tốt như vậy sao? Triệu Bân định thân, một mắt vòng nhìn bốn phía. Nhìn một vòng, ánh mắt của hắn mới dừng lại tại trong một cái gian hàng, nơi đó có một khỏa độn giáp chữ thiên. Nhìn quầy hàng lão bản, càng là người quen, áo vest nhỏ lão đạo. Lúc trước tại Chu gia sòng bạc, chính là cái kia hàng khai ra một khối vô cực tiên sắt. Bất quá, hôm nay áo vest nhỏ lão đạo, sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn, mặt mo đen kịt như than cốc, nếu đoán không sai, nên đổ thạch đánh cược táng ra bại sản, thậm chí trong tay không có tiền, lúc này mới bán thành tiền bảo vật, dễ xoay tiền đi gỡ vốn. Điển hình dân cờ bạc tâm tính. Tại thạch phường thua tinh quang người, cơ bản đều ý tưởng này. Triệu Bân chân trơn chu, hai ba bước liền đến. Tùy tiện nhìn, áo vest nhỏ lão đạo ực một hớp rượu. Dễ nói. Triệu Bân nói, từ trong gian hàng nhặt lên một mặt gương đồng, chất liệu coi như có thể, chỉ có điều, là một mặt tàn phá tấm gương. Cái này cũng bó tay. Để cho Triệu Bân vui chính là tấm gương mặt sau, in một khỏa chữ cổ, chợt nhìn không có gì, cẩn thận một nhìn cũng không gì, nhưng nó lại là hàng thật giá thật độn giáp chữ thiên. Hôm qua mới từ thạch phường cắt ra tới, áo vest nhỏ lão đạo vuốt râu một cái, vừa nói chuyện lời nói ý vị sâu xa, đừng nhìn nó là tàn phá, lại là một món bảo vật, nếu là rèn đúc thành bản mệnh pháp khí, uy lực vô song. Bao nhiêu tiền? Triệu Bân hỏi. 30 vạn, áo vest nhỏ lão đạo dựng lên ba ngón tay. 3 vạn, Triệu Bân thuận miệng nói. Ngươi chạy cái này ăn cướp đâu? Áo vest nhỏ lão đạo liếc qua Triệu Bân. Liền 3 vạn, nhiều không có. Không bán tính toán, Triệu Bân nói liền muốn đi. Được, quyền đương kết một thiện duyên, bán cho ngươi, áo vest nhỏ lão đạo đưa tay, lại cho Triệu Bân túm trở về, hàng này có vẻ như không ra thế nào dễ lắc lư, mà lại còn là cái khó chơi chủ. Một tay giao tiền, một tay cầm hàng, Triệu Bân đưa tiền cho dứt khoát, thu bảo bối cũng thu trơn chu. Hắn đi, áo vest nhỏ lão đạo thì vùi đầu kiếm tiền, suy nghĩ muốn hay không lại đi thạch phường làm một cái. Nếu có thể cắt ra một kiện bất thế chân bảo, vậy thì phát, đền tiền đều có thể kiếm về. Chính mình dung. Bên này, Triệu Bân đã đem tàn phá gương đồng ném vào Vĩnh Hằng Giới. Long Uyên chạy so với ai khác đều nhanh, một kiếm chẻ hỏng gương đồng, hấp thu mảnh vụn bên trong tinh túy, kèm thêm bên trong viên kia độn giáp chữ thiên, cũng cùng nhau nhiếp đi ra, hấp dẫn lấy khắc vào kiếm của nó thể. Một cái chớp mắt này, Long Uyên thần mang đại thịnh. Chớ nói thiên lôi. Liền Triệu Bân đều nhìn một hồi nhíu mày. Dung viên này chữ thiên, Long Uyên phảng phất trở nên rất kỳ dị, đến nỗi nơi nào kỳ dị, tạm thời nói không ra, chỉ biết thanh kiếm này, lồng muộn một tầng sắc thái thần bí, liền hắn cái này làm chủ nhân, đều có chút kinh ngạc. Lão đại, ta giống như nhiều hơn một loại thiên phú. Long Uyên cười hắc hắc. Gì thiên phú? Triệu Bân vừa nhìn chằm chằm Long Uyên nhìn, một bên tùy ý hỏi. Nghe lén người khác nguyên thần truyền âm. Long Uyên ong ong thẳng run. Nghe lén, Triệu Bân nghe xong nhíu mày, chuyện này nghe mới mẻ cái nào. Không lừa ngươi, Long Uyên lại chấn động một cái, kiếm thể bên trong có một đạo huyền dị kiếm quang, chui vào Triệu Bân bản mệnh nguyên thần, dùng cái này làm môi giới, cùng chủ nhân cùng hưởng nó cái gọi là nghe lén thiên phú. Triệu Bân nguyên thần run lên,
chợt cảm thấy nhiều hơn một loại thần kỳ chi lực. Hắn thoáng ổn định một chút tâm thần, dùng cái này sức mạnh đi nghe lén tứ phương. Ta phát hiện một nơi bí ẩn, có dấu bảo vật. Đi thiên khung di tích, người ta phải chiếu ứng lẫn nhau lấy. Lão Phu đã kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tối nay liền động thủ cướp đoạt Phượng Vũ Kiếm. Cái này, cũng là Triệu Bân nghe lén đến nguyên thần truyền âm, trên đường bóng người nhốn nháo, cũng là nhiều người phức tạp, trong đó có không ít người, đều tại lấy truyền âm trò chuyện, thật vừa đúng lúc, đều bị hắn nghe được. Lão đại, kiểu gì? Long Uyên lại trên nhảy dưới tránh. Năng lực này không tệ, Triệu Bân sờ cầm một cái, nhìn chằm chằm Long Uyên kiếm xem đi xem lại, liền dung một khỏa độn giáp chữ thiên, liền có dị biến này, đây cũng quá thần kỳ, quả thực mở rộng tầm mắt. Còn phải nhiều tìm chữ thiên. Triệu công tử ánh mắt rạng rỡ, khó tránh khỏi còn có thể trợ Long Uyên mở ra những thiên phú khác. Nhà ta lão tổ đã đồng ý, chờ thiên khung di tích kết thúc, liền cùng ngươi thiên tuyệt điện liên hợp thu thập Diệp gia. Diệp Lan cái kia tiểu nương môn nhi, ta rất là ưa thích. Ngại hay không cùng nhau hưởng dụng? Dễ nói. Triệu Bân nhìn thẳng lúc, đột nhiên nghe được một phen không dịu dàng nguyên thần truyền âm. Có người muốn thu thập Diệp gia. Có người muốn đối với Diệp Lan bất lợi. Còn đến mức nào? Triệu Bân lần theo nguyên thần truyền âm, tìm được âm thanh căn nguyên. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy hai cái người quen, Thánh Hỏa Thần Tử cùng Thiên Tuyệt Thánh Tử, đang từ đường cái đi qua, một người nắm lấy một thanh quạt xếp, dao động tặc có tiết tấu, nếu không phải nghe được hai người truyền âm, ai sẽ nghĩ đến, hai cái này khí vũ hiên ngang Thánh Tử, tự mình đang tại trò chuyện hung tàn gian ác sự tình. Khá lắm Thánh Hỏa Điện. Khá lắm Thiên Tuyệt Điện. Triệu Bân trong lòng cười lạnh, trong mắt thì lại một đường hàn mang thoáng qua. Hắn vốn là chỉ muốn đối phó Thánh Hỏa Điện, bây giờ xem ra, cũng còn phải để cho Thiên Tuyệt Điện đã lâu cái trí nhớ, nhớ thương ai không tốt, hết lần này tới lần khác nhớ thương Diệp Lan, cầm Long Phi chuyển thế khai đao, chính là sợ hắn vảy ngược. Ông, Long Uyên cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đã ép không được sát ý, muốn giết ra vĩnh hằng giới. Triệu Bân một đạo tiên quang đem hắn ấn xuống, là muốn khai chiến, nhưng không phải tại Thánh Hỏa trong thành. Đây là Thánh Hỏa Điện địa bàn, không nên công khai tới, cho dù khai thiên kiếp, cũng có bị cường sát khả năng, vĩnh hằng giới là rất huyền ảo, lại không phòng được thiên kiếp, hắn không có khả năng trốn ở bên trong độ kiếp. Như thế, vậy liền mánh khóe đằng sau. Hắn còn có thời gian. Vừa mới Thánh Hỏa Thần Tử cùng Thiên Tuyệt Thánh Tử nói, muốn chờ thiên khung di tích kết thúc. Cho nên, trong khoảng thời gian này Diệp gia vẫn còn an toàn, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Một phương khác, Thánh Hỏa Thần Tử cùng Thiên Tuyệt Thần Tử đã đi xa. Bỏ xuống bản tính không nói, cái kia hai dáng dấp vẫn là rất đẹp trai, trêu đến trên đường cái không thiếu tiên tử ghé mắt, tụ tập đặt cái kia phạm hoa si, từng cái nhìn đôi mắt đẹp gợn gợn, còn kém ôm ấp yêu thương. Hai người tựa như rất hưởng thụ bực này cảm giác, bước cách còn không để ý dần vào giai cảnh. Triệu Bân bình phong hô hấp, một đường đều đi theo, ở trong thành không nên động thủ, ra Thánh Hỏa Thành, vậy thì khó mà nói, đem hai người kia trói lại, trước tiên cho Thánh Hỏa Điện cùng Thiên Tuyệt trên điện một đạo thức nhắm. Đường đi một chỗ, Thánh Hỏa Thần Tử cùng Thiên Tuyệt Thánh Tử tách ra. Thiên Tuyệt Thánh Tử tiến vào một gian thạch phường, mà Thánh Hỏa Thần Tử thì ra Thánh Hỏa Thành. Liền ngươi, Triệu Bân bỏ Thiên Tuyệt Thánh Tử, tập trung vào Thánh Hỏa Thần Tử. Ra khỏi thành. Thì thấy hai cái lão giả đi theo Thánh Hỏa Thần Tử sau lưng, nên Thánh Hỏa Điện trưởng lão, cũng là Thánh Hỏa Thần Tử thiếp thân thị vệ, tất cả động hư đỉnh phong tu vi, có thể nói một tấc cũng không rời. Ba người không trở về Thánh Hỏa Điện, đi biển cả phương hướng. Triệu Bân đi theo, đối phương không trở về Thánh Hỏa Điện tốt nhất. Hắn giấu rất bí mật, vô luận là Thánh Hỏa Thần Tử, vẫn là hai Thánh Hỏa Điện trưởng lão, cũng không có mảy may phát giác, hơn nửa đêm đi ra, hơn phân nửa là đi thân thích. Cũng có thể là đi dạo. Hầm lò, tử. Vô luận đi làm gì, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Bất tài đã lâu, ba người như ba đạo kinh hồng vào biển cả. Triệu Bân được áo bào đen, lặng lẽ meo meo đi theo, một đường đều đang tính toán, kiểu gì mới có thể trong thời gian ngắn nhất, giải quyết chiến đấu, nếu là thuận lợi, ba năm cái chớp mắt đầy đủ. Cứ như vậy cả. Triệu Bân tiện tay xách ra Long Uyên. Nhưng, không đợi hắn khai kiền. Thì thấy một đạo kiếm mang từ trong bóng tối chém tới. Còn có người. Triệu Bân trong lòng một lời, lại ẩn vào chỗ tối. Thần tử coi chừng, hai Thánh Hỏa Điện trưởng lão phản ứng không chậm,
đem thánh hỏa thần tử bảo hộ ở sau lưng, một người ra tay đả diệt kiếm mang, một người khác thì huy động tiên đao, bổ về phía hắc ám. Ai, thánh hỏa thần tử quát to một tiếng. Tiểu tử, lão phu chờ ngươi rất lâu, nhàn nhạt lời nói vang lên, một đạo bóng người mơ hồ, tự hắc âm thầm đi ra, là một cái hắc bào nhân, thấy không rõ ngũ quan cùng tôn vinh, chỉ lộ một đôi mắt, băng lãnh cô quạnh, có thể khẳng định là, đó là một tôn nửa bước thái hư cảnh. Triệu Bân thấy, không khỏi khẽ giật mình, tiêu xài một chút lão đạo. Hoa hoa lão đạo. Triệu Bân nhìn một hồi nhíu mày. Không tệ, chính là Bắc Đầu Tinh, Nam Thiên Thành, tiệm tạp hóa ông chủ. Hoa hoa lão đạo. Tung đối phương che cực kỳ chặt chẽ, che lấp chi lực huyền ảo, hắn đồng dạng có thể một mắt thấy rõ. Lúc trước, hắn từng tại Thánh Hỏa Thành gặp qua lão gia hỏa kia. Hắn cho là, hoa hoa lão đạo là chạy thiên khung di tích đi. Không nghĩ, tại cái này bắt gặp. Hắn có chút mộng, lão gia hỏa kia ngoại trừ làm ăn, lại còn có một cái nghề phụ, ân. Cũng chính là cản đường ăn cướp, đánh cướp vẫn là Thánh Hỏa Điện người, nhìn điệu bộ này, định mưu đồ đã lâu, này liền rất có ý tứ, đánh thật xa từ Bắc Đầu Tinh tới sau Bắc Cực, càng là làm ăn cướp hoạt động. Ngươi là ai? Đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão lạnh quát. Không có ngươi nhị nhân chuyện, lan, hoa hoa lão đạo rút kiếm mà đến, vừa nói chuyện sát khí ngập trời. Không nhìn thánh hỏa hai trưởng lão, chỉ nhìn thánh hỏa thần tử, một đôi lão con mắt băng lãnh không chịu nổi. Triệu Bân không động, chỉ làm quần chúng. Hắn trong trí nhớ, hoa hoa lão đạo là cái hèn mọn và không đáng tin cậy lão đầu nhi. Nhưng hôm nay, hoa hoa lão đạo lại càng giống một tên sát thần. Nguyên lai, lão gia hỏa kia cũng là hí kịch tinh, chỉ có tại màn đêm buông xuống lúc, mới có thể lộ ra nguyên bản bộ dáng, nhìn hắn sát ý, dị thường kinh khủng. Sợ không chỉ ăn cướp đơn giản như vậy, ngược lại càng giống là tới trả thù, mà Thánh Hỏa Điện thần tử, chính là kỳ thù nhà. Chúng ta chính là Thánh Hỏa Điện người, muốn chết phải không? Thứ hai Thánh Hỏa trưởng lão lạnh lùng nói. Không có người nhị nhân chuyện, lan, lời giống vậy, hoa hoa lão đạo lại ôm một lần nhi. Ngươi đến tột cùng là ai? Thánh Hỏa thần tử hai mắt cực điểm híp lại, bởi vì hắc bào nhân này thân ảnh, hắn nhìn xem rất quen mặt, tựa như ở nơi nào gặp qua. Có thể cái này trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hại ta nữ nhi, ta muốn ngươi đền mạng. Hoa hoa lão đạo cái này một lời, sát ý mạn thiên phi vũ, mãnh liệt nước biển, tung bay linh khí, đều bị một tấc tiếp một tấc đông thành hàn băng, chớ nói Thánh Hỏa thần tử, liền Triệu Bân cũng nhịn không được dùng mình một cái, thời khắc này hoa hoa lão đạo, quá dọa người, cừu hận để hắn điên cuồng. Nữ nhi, Thánh Hỏa thần tử cười, sâm bạch răng hết đường. Hắn không biết trong miệng người này nữ nhi là chỉ cái nào, hắn cũng lười hỏi, bởi vì chết ở hắn hông. Ở dưới nữ nhân, thái đa, đơn giản chính là một cái trong số đó, nhưng hắn thi. Bạo sau đó, cơ bản đều sẽ dẫn người đem hắn ra tộc diệt, không ngờ đến, lại còn có một cái cá lọt lưới. Đưa ta nữ nhi mệnh tới. Hoa hoa lão đạo giết tới đây, con mắt đã là tinh hồng không chịu nổi. Gặp chi, thánh hỏa hai trưởng lão tất cả chiến lực toàn bộ triển khai. Đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão tế bản mệnh sát kiếm, tại hư không câu lạc một đạo tinh hà, kiếm uy lăng lệ vô song. Thứ hai Thánh Hỏa trưởng lão công phạt càng mạnh hơn, lăng thiên một đao, đánh ra 10 trượng đao mang, bá liệt đao uy rất có tuyệt diệt chi lực. Lan, hoa hoa lão đạo lạnh quát, một kiếm chặt đứt tinh hà. Đến nỗi cái kia lăng thiên xuống đao mang, hắn không nhìn thẳng, thể nội có một đạo ngân quang bay vụt đi ra, cẩn thận nhìn lên, mới chỉ là một khỏa linh châu, có chữ triện khắc họa. Nhất kích đụng nát đao mang. Ngô! Hai thánh hỏa trưởng lão tất cả kêu rên, bị chấn khóe miệng chảy máu. Hoa hoa lão đạo từng bước đi hôm khắc khung, cách không một kiếm bổ về phía thánh hỏa thần tử. Ngươi dám! Audio điện tử võ tấn bền. Hai trưởng lão ngược lại là trung thành, như hai đạo kinh hồng giết trở lại, lại đem thánh hỏa thần tử chắn sau lưng mặt, một cái tế một ngụm chuông lớn. Một cái thúc dục một phương bảo ấn, đỡ được hoa hoa lão đạo. Tự tìm cái chết. Hoa hoa lão đạo giết đỏ cả mắt, một kiếm đánh bay đệ nhất thánh hỏa trưởng lão, lật tay một trường, đánh tan chiếc chuông lớn kia, chân thứ hai thánh hỏa trưởng lão ho ra đầy máu, như một cái bao cát hoành lộn ra ngoài. Tới. Hai trưởng lão hét to, lại một lần đánh trở lại. Đáng tiếc, tung bọn hắn liên hợp, cũng không phải hoa hoa lão đạo đối thủ, vừa mới khai chiến, liền song song đẫm máu. Động hư cảnh là không kém, nhưng đối đầu với nửa bước thái hư, vậy thì hơi kém ý tứ. Thần tử đi mau, đệ nhất thánh hỏa trưởng lão kêu gào.
Lời này, Thánh Hỏa Thần Tử nghe chân thực, có thể cái kia hàng lại không động, không những không động, còn ổn ép một cái, cười nghiền ngẫm hí ngược, trong mắt giấu đầy hung tàn chi quang, chiếu rọi tinh huy, như một cái lệ quỷ. Ta nhường ngươi cười. Núp trong bóng tối Triệu công tử, cuối cùng là động, muốn trộm đạo gõ muộn côn. Cùng một trong nháy mắt, Thánh Hỏa Thần Tử cũng động, chắp tay trước ngực, biến động ấn quyết. Theo ấn quyết dừng lại, một cỗ lực lượng đáng sợ từ hắn thể nội bộc phát. Thánh Hỏa Thần Tử trên thân, lại diễn hóa ra một tôn khổng lồ bóng người, bao lại thể phách của hắn, bóng người tuy là hư ảo, lại uy thế ngập trời, lấy hắn làm trung tâm, một đạo ô hắc vầng sáng, chiêu tứ phương lan tràn ra, đâm đến đại hải ba đào vạn trượng. Ngô, vừa mới giết tới vùng thế giới kia Triệu Bân, còn chưa chờ sách ra đánh hồn roi, liền bị vầng sáng đụng ngã lăn, thể nội xương cốt cùng kinh mạch, lốp bốp một mảnh vang dội, suýt nữa bị tại chỗ đụng tan ra thành từng mảnh. Hắc Sơn lão ma, Triệu Bân lại trốn vào hắc ám, có thể rõ ràng trông thấy bàng đại nhân ảnh tôn dung, cũng không chính là Hắc Sơn lão ma sao. Rất rõ ràng, Thánh Hỏa Thần Tử trên thân, có chồng Hắc Sơn lão ma thủ hộ chi pháp. Cũng chính là nói, bây giờ Thánh Hỏa Thần Tử, có thể tế ra Hắc Sơn lão ma nhất kích, khó trách cái kia hàng ổn ép một cái, nguyên là có lá bài tẩy này, coi như đối phương là nửa bước thái hư, cũng giống vậy mặt không đổi sắc. Nguy hiểm thật cái nào. Triệu Bân hít sâu một hơi, may có Hoa Hoa lão đạo biến cố này, bằng không thì chịu Hắc Sơn lão ma một kích lại là hắn, nếu là bị mệnh chung mà nói, sẽ bị trong nháy mắt đánh thành tro. Lão tổ lại hao tổn bản nguyên, vì thần tử trồng thủ hộ chi pháp. Hai thánh hỏa trưởng lão đều kinh hãi dị, xem ra, cũng không biết thần tử có lá bài tẩy này, nói sớm đi. Sớm nói bọn ta liền không sốt sắng như vậy. Nhìn Hoa Hoa lão đạo, thần sắc liền khó coi lợi hại. Tựa như biết cái kia khổng lồ bóng người đại biểu ngụ ý, không chỉ có thể thủ hộ, còn có thể sử dụng Hắc Sơn lão ma nhất kích. Là hắn đánh giá thấp Thánh Hỏa Thần Tử, lại phải Hắc Sơn lão ma như vậy ưu ái. Hôm nay tới, cũng không cần đi. Thánh Hỏa Thần Tử cười gần một tiếng, lại biến động ấn quyết. Khổng lồ bóng người khí lực run lên, mi tâm ô quang lấp lóe, có một đạo màu đen nguyên thần kiếm chém ra, tựa như một đạo ô mang xẹt qua thiên khung, mang theo có vô cùng lực sát thương. Bẻ gãy nghiền nát. Thật mạnh. Triệu Bân nhíu lông mày, cho dù cách rất xa, một dạng lần giác tâm rung động. Đó là Hắc Sơn lão ma nhất kích, lại là nguyên thần công phạt, nếu là hắn chịu, đó chính là miểu sát. Siêu. Hoa Hoa lão đạo cũng biến sắc, đăng thiên bỏ chạy. Hắn tuy là nửa bước thái hư cảnh, nhưng nếu chịu Hắc Sơn lão ma nhất kích, không chết cũng sẽ ném nửa cái mạng. Chanh. Màu đen nguyên thần kiếm càng nhanh, lại mang khóa chặt chi lực. Hoa Hoa lão đạo thân pháp mặc dù siêu tuyệt, vẫn là bị nhất kích mệnh chung. Phốc, chói mắt huyết quang, vào hư không nổ tung. Chịu Hắc Sơn lão ma nhất kích, Hoa Hoa lão đạo tức thì máu me đầm đìa. Triệu Bân thấy rõ, Hoa Hoa lão đạo là nguyên thần bị thương nặng, Hắc Sơn lão ma nhất kích nguyên thần công phạt, là kèm theo tuyệt sát chi lực, vẻn vẹn một kiếm này, thiếu chút nữa nhì dây nửa bước thái hư. Đáng chết. Hoa Hoa lão đạo ho ra máu, kéo lấy huyết xối thân thể liều mạng bỏ chạy. Hắn tìm cách lâu như vậy, phút cuối cùng vẫn là xảy ra biến cố, thực sự là thẹn với nữ nhi vong linh. Cho ta bắt sống, Thánh Hỏa Thần Tử âm trầm nở nụ cười. Không cần hắn nói, hai thánh hỏa trưởng lão cũng đã truy sát tới. Tàn huyết nửa bước thái hư, đã không quá nhiều chiến lực, hai người liên thủ đầy đủ cầm xuống. Nhìn Thánh Hỏa Thần Tử, thì sắc mặt tái nhợt. Thủ hộ chi pháp là rất nghiêu xoa, nhưng đại giới cũng là thảm thiết, đã hao tổn bản nguyên tạo thủ hộ, cái kia thi triển phương pháp này, từ cũng hao tổn bản nguyên. Ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Nuốt một khỏa đan dược, Thánh Hỏa Thần Tử cũng đuổi theo. Nhiên, hắn vừa bước vào thiên tiêu đâm đầu vào liền đụng vào một đạo hắc ảnh nhi. Tất nhiên là Triệu công tử. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn là giết ra tới soi mói. Ngươi! Thánh Hỏa Thần Tử biến sắc, nơi đây lại vẫn cất giấu một người. Đi xuống cho ta a. Triệu Bân tay cầm đánh hồn roi, hướng về đối phương ót đập tới. Doang! Thanh âm như vậy, vô luận thế nào vang lên, đều rất mỹ diệu. Phía sau một tiếng hét thảm, cũng là cực kỳ êm tai, vừa mới bước vào thiên tiêu Thánh Hỏa Thần Tử, lại bị một roi đặt xuống hư không, đầu ngừng lại ong 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 một mảnh, so gặp sét đánh còn cơn đau. Nếu không thì thế nào nói là thần tử? Này hàng tặc có thể chịu một cái đả thần tiên, lại vẫn sừng sững không ngã. Triệu công tử là cái rộng thoáng người,
một roi đặt xuống không ngã, vậy thì lại đến một roi. Xét thấy Thánh Hỏa Thần Tử da dày thịt béo, hắn một roi này lực đạo, dùng đến cực hạn. A! À, Thánh Hỏa Thần Tử kêu thảm, bị chùy một bước lảo đảo. Không chờ đứng vững, Triệu Bân roi thứ ba liền đã đến. Lần này, Thánh Hỏa Thần Tử cuối cùng là đứng không yên, một đầu cắm đó, đầu huyết phần phật một mảnh, nằm ở đó một hồi nhúc nhích, trong miệng còn phun liên tiếp bọt máu nhi, tự làm Thánh Hỏa Điện Thần Tử, hắn vẫn là lần đầu như vậy sảng khoái, chỉ biết rất đau, liền chính mình họ gì đều quên. Phong! Triệu Bân vung xuống một mảnh phù chú, cho Thánh Hỏa Thần Tử phong gắt gao. Mặc dù có biến nguyên nhân, nhưng kết quả là tốt, thành công nắm Thánh Hỏa Thần Tử. Oanh, phanh, phương xa, tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời. Bên này mặc dù xong việc, nhưng Hoa Hoa lão đạo bên kia còn chiến khí thế ngất trời. Triệu Bân không đi, mang theo Thánh Hỏa Thần Tử đi qua. Hắn là cái có lý tưởng tiên nhân, như song phương chiến lưỡng bại câu thương, hắn không ngại lại nhặt cái lỗ hổng nhi. Thánh Hỏa Thần Tử đáng tiền. Hai tôn đỉnh phong động hư cũng đáng tiền. Tìm Hắc Sơn lão ma đòi tiền, đối phương có thể không cho. Phốc, phốc. Đại hải chỗ sâu, huyết quang một đạo tiếp một đạo. Là Hoa Hoa lão đạo đẫm máu, chịu Hắc Sơn lão ma nhất kích, nguyên thần bị thương nặng, không sử dụng ra được đỉnh phong lúc ba lượng thành chiến lực, như thế nào chiến qua hai tôn đỉnh phong động hư, bị giết không gặp người hình. Cùng ta Thánh Hỏa Điện đối nghịch, là muốn trả giá thật lớn. Hai Thánh Hỏa trưởng lão cười cực kỳ hung tàn, một đường liên thủ công phạt. Bọn hắn coi như lưu lại tay, thần tử nói, muốn bọn hắn bắt sống. Phốc! Lại là một đạo đỏ thấm huyết quang. Hoa Hoa lão đạo lại đẫm máu, bị thứ hai Thánh Hỏa trưởng lão chém một tay. Phong! Đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão hét to, làm phong cấm chi pháp. Cũng là một cái chớp mắt này, phiến thiên địa này đột nhiên một hồi lay động. Sau đó, thì thấy một đạo sóng biển ngập trời, đem ba người cuốn cái vô tung vô ảnh. Người đâu? Triệu Bân vì sự chậm trễ này, đuổi tới vùng biển này lúc, tiếng oanh minh đã chôn vùi, không thấy Hoa Hoa lão đạo, cũng không thấy Thánh Hỏa hai trưởng lão, tứ phương cũng không động tĩnh lớn, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Triệu Bân vô tận thị lực, vòng nhìn xem tứ phương. Đến, cũng không tìm được ba người kia cái bóng. Chỉ mong có thể đào thoát. Triệu Bân không lại tìm, quay người rời đi. Nói thực ra, hắn nhìn Hoa Hoa lão đạo so nhìn Thánh Hỏa Điện người. Thuận mắt nhiều. Ngô. A. À, đau. Yên tĩnh đêm, liên tiếp vang lên kêu rên cùng kêu thảm. Tất nhiên là Thánh Hỏa Thần Tử, mặc dù hôn mê lại ngủ không ra thế nào an ổn. Xét thấy hắn sức khôi phục bá đạo, Triệu Bân một đường đều mang theo đánh hồn roi, mỗi gặp muốn khi tỉnh lại, liền sẽ rất tự giác cho tới một roi. Thậm chí Thánh Hỏa Thần Tử từ đầu tới đuôi đều đầu ong ong một mảnh. Nửa đêm, Triệu Bân chui vào một mảnh sơn lâm. Thánh Hỏa Thần Tử thì bị treo ở một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây. Triệu Bân không có nhàn rỗi, làm trộm tiên thuật, đem Thánh Hỏa Thần Tử bảo vật này ra sạch sẽ, liền hắn tử phủ bên trong bí bảo, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Nếu không thì thế nào nói là Thánh Hỏa Điện một mạch thần tử, thật không là bình thường giàu có, vẻn vẹn tiên thạch liền tìm ra mấy trăm vạn. Còn có tiên binh, pháp bảo, đan dược, bí quyển những thứ này, cũng không phải số ít. Đi ra cho ta. Triệu Bân một tay thăm dò vào Thánh Hỏa Thần Tử trong nguyên thần, cứng rắn túm ra một cái tiên kiếm, toàn thân huyết hồng, lệ khí rất nặng, nhìn lên liền biết là một cái uống máu sát kiếm, có thể từ hắn kiếm uy bên trong, ngửi được oán linh chi ý, liền kiếm ngân vang đều chứa đầy kêu rên, đây là Thánh Hỏa Thần Tử bản mệnh pháp khí. Ông, huyết kiếm có phần không thành thật. Tranh minh không ngừng, muốn tránh thoát Triệu Bân bàn tay. Triệu công tử cũng không nuông chiều hắn, lấy nguyên thần chém chết kiếm linh, lấy thiên lôi hủy diệt hắn lạc ấn. Về ngươi. Triệu Bân tùy ý phất tay áo, đem huyết kiếm ném vào vĩnh hằng giới. Gặp lúc này, Long Uyên liền phá lệ hoạt động mạnh, đánh nát huyết kiếm, cường thế hấp thu tinh túy. Phốc. Hôn mê Thánh Hỏa Thần Tử, phun ra một ngụm máu. Bản mệnh pháp khí bị người phá hủy. Gặp cực đáng sợ phản phệ. Ông, Long Uyên có vẻ như không chút ăn no, lại đặt cái kia trên nhảy dưới tránh. Triệu Bân từ không keo kiệt, lưu lại mấy thứ đặc thù pháp bảo, những thứ khác tiên binh, đều cho Long Uyên, mặc dù cấp bậc không như máu kiếm, nhưng con ruồi nhỏ đi nữa cũng là thịt, Long Uyên kiếm không kén ăn. Chờ gom bảo vật, Triệu Bân mới tiến tới dưới cây, thuận tay cho Thánh Hỏa Thần Tử thả chút nhi huyết, treo ở lòng bàn tay xem đi xem lại.
đây là một mạch đặc thù huyết thống, bản nguyên chi lực cực tinh túy. Phân chút cho ta, ngươi nên không ngại. Triệu công tử tặc tự giác, năm ngón tay mở ra chiêu thánh hỏa thần tử, làm thôn thiên quyết, tự học phương pháp này, hắn chưa từng dùng qua, tối nay là một ngày tốt lành, lấy ra luyện tập đang hợp thời sấn cảnh. Siêu! Thôn thiên quyết một khi vận chuyển, thì thấy hắn bàn tay ở giữa, có bí văn lưu chuyển, xem trưởng trung tâm, còn có một đạo vòng xoáy màu đen diễn hóa, cực điểm thôn phệ chi lực, cứ thế từ thánh hỏa thần tử thể nội, hút ra từng sợi hiện ngân quang khí huyết, đó chính là bản nguyên, sinh linh lực bành trướng. Bản nguyên nhập thể. Triệu Bân chợt cảm thấy khí lực run lên. Kỳ dị chuyện, tùy chi phát sinh, không đợi hắn đem thánh hỏa thần tử bản nguyên luyện hóa thành thiên lực, thì thấy hắn vĩnh hằng bản nguyên mãnh liệt lăn lộn, lại nuốt thánh hỏa thần tử bản nguyên, thành vĩnh hằng chất dinh dưỡng. Đồng hóa hấp thu khác huyết mạch. Triệu Bân con mắt sáng như tuyết, đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, vĩnh hằng bản nguyên hồi phục không thiếu. Không tệ. Triệu Bân nội thị khí lực, bàng bạc sức mạnh tràn ngập. Hắn cái này thích ý, thánh hỏa thần tử bên kia sẽ rất khó thụ. Bản nguyên bị nuốt, hắn có thể dễ chịu hơn mới là lạ, cả người đều yên không thiếu. Triệu Bân cuối cùng là ngừng, cũng không thể lại nuốt mà nói, thánh hỏa thần tử trực tiếp liền thăng thiên, hắn cũng không bỏ được hàng này chết, thánh hỏa thần tử chết, lấy cái gì đi đổi tiền. Lại tìm đến tốt đường đi. Triệu Bân ngồi xếp bằng nhi ngồi dưới đất, tâm thần rong chơi tại thần kỳ trong trạng thái, có thôn thiên quyết hút bản nguyên, có vĩnh hằng đồng hóa huyết mạch, cũng không phải chính là tốt đường đi sao. Chiếu tiếp tục như vậy, căn nguyên của hắn, thật có thể phục cổ thành hoàn chỉnh vĩnh hằng tiên thể, thậm chí là hoàn chỉnh vĩnh hằng thể. Cảm giác thật kỳ diệu. Triệu Bân lẩm bẩm ngữ một lời, tĩnh tâm cảm ngộ. Nuốt khác huyết mạch bản nguyên, lại thúc đẩy vĩnh hằng bản nguyên có một chút dị biến. Nhìn vĩnh hằng giới, đều so trước kia lớn thêm không ít. Có lẽ là tâm cảnh quá xa vào, hắn lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, chính là 2-3 ngày. Trong lúc đó, thấy nhiều quanh người hắn dị tượng diễn hóa, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, mi tâm còn có một đạo cổ lão bí văn là bởi vì nhược hiện, nên vĩnh hằng tiên thể một mạch chuyên trúc bí văn. Hắn ngủ say 2-3 ngày, thánh hỏa thần tử thì bị treo 2-3 ngày. Hắn đích xác rất kháng đánh, sức hồi phục cũng đích xác rất bá đạo, đã sớm tỉnh, thế nhưng bị phong gắt gao, miệng cũng bị chặn cực kỳ chặt chẽ, nói không ra lời, chỉ ngô ngô ngô, một đôi mắt tinh hồng không chịu nổi, cũng cất giấu vẻ không thể tin được. Vĩnh hằng tiên thể dị tượng, hắn làm sao không nhận ra? Nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới đầy mắt chấn kinh, cái này mẹ nó chính là sao Bắc Cực Triệu Tử Long a? Không phải đã chôn ở Nam Thiên Thành sao? Chuyện này sớm đã tại chiến tranh kết thúc sau, lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng cái này tiểu tiên, vì cái gì còn sống? Hắn đường đường thánh hỏa điện thánh tử, hàng thật giá thật huyền tiên đỉnh phong, lại sẽ bị một cái tiểu tiên nhân trói lại phiếu, bản mệnh khí bị hủy, bí bảo bị càn quét không còn một mống, liền bản nguyên đều bị thôn phệ rất nhiều, từ hắn tu đạo, chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy. Hô! Triệu Bân chậm rãi mở con mắt, một ngụm chọc khí ói niềm vui tràn trề. Nuốt huyết mạch bản nguyên, quả là rất nhiều chỗ tốt, vĩnh hằng bản nguyên khôi phục, mang tới có ích không thể đo lường, vĩnh hằng giới là thứ nhất, chiến lực tăng thêm cũng là cực bá đạo, bây giờ như mở tuyệt cảnh, định so với trước kia kinh khủng. Ngô ngô! Gặp Triệu Bân tỉnh lại, thánh hỏa thần tử lại kịch liệt giãy giụa. Triệu Bân không thèm để ý, lại một cái tát hô đi qua, lại cho thánh hỏa thần tử đưa vào mộng đẹp. Thuận tiện, còn lấy nguyên thần chi pháp xóa đi đối phương ký ức. Nửa bầu rượu vào trong bụng, hắn mang theo thánh hỏa thần tử biến mất ở Sơn Lâm. Không lâu, một đạo lời nói liền tại thánh hỏa điện bên kia vang vọng ra, 900 vạn tiên thạch, tới tiên ngụ núi chuộc nhà ngươi thánh tử, quá thời hạn không đợi. Lời nói một khi truyền ra, thánh hỏa điện liền một hồi ồn ào sôi sục, khó trách mấy ngày nay không thấy thần tử, khó trách bạt vô âm tín, nguyên là bị người nắm. Bắt cóc tống tiền. Không chỉ thánh hỏa điện, liền cách đó không xa thánh hỏa thành, cũng sôi trào. Tại thánh hỏa điện địa bàn, cái nào ăn tim hùng gan báo, dám buộc thánh hỏa điện thánh thần tử. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối. Lấy thánh hỏa thần tử ngang ngược càn rỡ, âm tàn sắc bén bản tính. Bị người trả thù cũng tại trong lẽ phải, đặc biệt là gần đây, bởi vì thiên khung di tích rước lấy quá nhiều cường giả, có không ít từ thánh hỏa thành đi ngang qua, ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi cái nào lão bố nhìn thánh hỏa thần tử khó chịu, liền cho buộc đi kiếm lời ngoại khoái.
chính xác thật can đảm. Cùng với tiếng hét phẫn nộ, tiền lớn người ra thánh hỏa điện. Chừng hơn 100 người, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong, còn có 3-5 vị thái hư cảnh, cầm đầu, là một người lùn tiểu đồng, cũng chính là thánh hỏa điện một cái khác lão tổ, người xưng thánh hỏa lão tổ, hàng thật giá thật thái hư đỉnh phong, bởi vì công pháp xảy ra vấn đề, mới rơi vào hình thái này, thế nhân cũng đã quen hắn hình thái này. Chớ nhìn hắn dáng vóc không cao, lại là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, luận chiến lực, tuyệt không tại Hắc Sơn lão ma phía dưới. Nói đến Hắc Sơn lão ma, lại không ở tại bên trong, có lẽ đang bế quan, cũng có lẽ giấu ở chỗ tối. Nhanh nhanh nhanh, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, thánh hỏa trong thành đã tuôn ra ô ương bóng người, không tưởng nhớ tu đạo, liền ưa thích tham gia náo nhiệt. Đã bao nhiêu năm, chưa có người dám trêu chọc thánh hỏa điện. Đây là một cái lớn qua, phải ăn. Cái này cũng là một hồi vở kịch, phải xem. Đều nghĩ nhìn một chút, là thần thánh phương nào dám sợ thánh hỏa điện lông mày. Tiên Ngụ núi, một tòa bỏ hoang tiên sơn. Sơn phong chi điên, đã có người vểnh lên chân bắt chéo nhi ngồi cái kia, được áo bào đen, toàn thân trên dưới đều che cực kỳ chặt chẽ. Đây không phải Triệu Bân. Chính xác nói, đây là Triệu Bân phân thân. Có vĩnh hằng giới, hoàn toàn không cần bản tôn mạo hiểm, bởi vì phân thân cùng bản tôn là cùng hưởng vĩnh hằng không gian. Nhìn thánh hỏa thần tử, thì bị trói gô, còn tại đang hôn mê. Nếu không phải đây là một cái cây dụng tiền, Triệu Bân sớm đem hắn diệt, tiết kiệm lại nhớ thương Diệp Lan. Cũng không sao. Hắn chính là có thủ đoạn thu thập hàng này. Siêu, siêu. Cuồng phong gào thét, khoảng cách tương đối gần đám khán giả đã đến, lại không phải số ít, từ tứ phương vây quanh Tiên Ngụ núi, vô tận thị lực nhìn đỉnh núi, đích thật là thánh hỏa thần tử. Chờ nhìn Triệu Bân phân thân lúc, đều hơi nhíu lông mày, bởi vì che quá kín đáo, thấy không rõ chân dung, cũng nhìn không ra tu vi, theo bọn hắn suy nghĩ, nhất định là một cái lão gia hỏa, bằng không thì, không dám bắt cóc tống tiền thánh hỏa thần tử. Đó chính là thánh hỏa thần tử a. Triệu Bân bản tôn cũng lẫn vào đám người, một cái chớp mắt hí kịch tinh phụ thể, chọc không ít người ghé mắt, liền thánh hỏa thần tử đều không nhận ra, hiển nhiên là một người xứ khác. Triệu Bân liền ổn. Cất tay xử trong đám người. Hắn buộc qua nhiều người như vậy, vẫn là đầu trở về đường đường chính chính làm quần chúng. Phanh! Bất tài đã lâu, phía chân trời có tiếng oanh minh vang dội. Thánh hỏa điện cường giả giết đến, càng thuộc thánh hỏa lão tổ nhanh nhất. Vì nhìn vở kịch, vì không bỏ sót đặc sắc tên vở kịch, đám khán giả tốc độ cũng là ảo tới cực hạn. Triệu Bân thị lực thật tốt làm cho, đánh thật xa liền nhìn thấy. Thánh hỏa điện nội tình. Quả nhiên hùng hậu, thái hư cảnh liền có mấy tôn, nửa bước thái hư cùng động hư đỉnh phong cảnh, cũng là vừa nắm một bó to. Liền cái này đội hình, còn cần cùng Thiên Tuyệt Điện liên thủ thu thập Diệp ra. Chỉ là một cái thánh hỏa điện, liền có thể san bằng Diệp ra đi. Bất quá nghĩ lại, liền cũng không có gì kỳ quái. Diệt Diệp ra rất dễ dàng, nhưng nếu bị Diệp ra thái hư cảnh chạy trốn, hậu quả kia cũng rất nghiêm trọng, thái hư cảnh nếu là mưu đủ nhiệt tình làm ám sát. Thánh hỏa điện cũng sẽ rất nhức đầu. Cho nên nói, hoặc là không đánh, hoặc là diệt toàn tộc, tuyệt không thể lưu một người sống, đặc biệt là thái hư cảnh, như thế, hai điện liên hợp vẫn rất có cần thiết. Đó chính là thánh hỏa lão tổ. Triệu Bân trong lòng một lời, nhìn chính là trước nhất cái kia người lùn tiểu đồng, thuộc cái kia hàng khí thế tối cường, cũng thuộc về cái kia hàng tốc độ nhanh nhất, như đoán không sai, vị kia chính là thánh hỏa điện một vị khác lão tổ cấp, cùng Hắc Sơn lão ma thuộc cùng bối phận. Lại đích thân đến, có thể thấy được đối với thánh hỏa thần tử coi trọng cỡ nào. Thế nào không thấy Hắc Sơn lão ma? Triệu Bân bên cạnh thân, có một thanh niên vấn đạo. Tình cảnh lớn như vậy, Hắc Sơn lão ma định giấu ở chỗ tối. Không ít người do dự. Cái này ngươi không biết đâu, có một lão giả vuốt sợi râu, chỉnh thần thần bí bí. Ngươi biết, Hắc Sơn lão ma hôm qua liền đã qua thiên khung di tích, không tại thánh hỏa điện. Khó trách. Tiếng nghị luận liên tiếp, liền chờ vở kịch mở mắt. Nhìn thánh hỏa điện cường giả chiến trận, chuyện này sợ sẽ không làm tốt. Thiên khung di tích. Triệu Bân cất tay nói thầm, ánh mắt tinh quang lóe lên. Tất nhiên Hắc Sơn lão ma đi di tích, vậy hắn cũng không để ý đi đi một vòng, khò khè hoa lúc trước có lời, thiên khung di tích sẽ áp chế tu vi, cao nhất không quá huyền tiên đỉnh phong, cái kia còn sợ cái chim này a. Oanh! Thánh hỏa điện cường giả giết đến. Đi theo phía sau đám khán giả cũng đến không ít. Ngày thường chim không thèm ị Tiên Ngụ núi, hôm nay người đông nghìn nghịt,
đem núi thành chật như nêm cối, không người dám chân chính đặt chân vùng thế giới kia, bởi vì Thánh Hỏa lão tổ cùng Thánh Hỏa điện cường giả liên hợp uy áp, quá mạnh quá kinh khủng, mốc hết chỗ chê hướng phía trước góp, như bị uy áp nghiền chết, không ai có thể phụ trách. Ngươi chính xác thật can đảm. Thánh Hỏa lão tổ đã tiến lên, một lời rung động cửu tiêu. Chớ nhìn hắn dáng vóc không cao, nhưng bộ dáng lại dữ tợn không chịu nổi. Lão tổ đều như vậy, càng chớ nói Thánh Hỏa điện cường giả, có một cái tính một cái, đều thần sắc hung ác, lại đều sát cơ hơn người, trong đó có mấy cái như vậy, còn làm bí pháp tỏa định rồi phân thân. Dù chứ điểm nhi, ta chết hắn chôn cùng. Triệu Bân phân thân nhạt đạo, bản tôn lời kịch nhi hắn cũng chỉnh tặc lưu. Thánh Hỏa lão tổ không ngôn ngữ, nhìn không chớp mắt, muốn nhìn thấu Triệu Bân phân thân hình dáng. Như vậy xem xét, càng là không nhìn thấu. Thật là huyền ảo che lấp chi pháp. Thánh Hỏa lão tổ lẩm bẩm ngữ, hai mắt một cái chớp mắt híp lại. Hắn mặt ngoài như thế, trong lòng lại cười lạnh, trong mắt có huyền dị chi quang lấp lóe, chính là một đôi tiên nhãn. Thế nhân không chút nào ngoài ý muốn. Thánh Hỏa lão tổ có một đôi đặc thù tiên nhãn, đây không phải bí mật. Có thể nhìn thấu, lão tử theo họ ngươi. Triệu công tử thấy, trong lòng cũng có cười lạnh một tiếng. Tràng diện lớn như vậy, hắn sao có thể không chuẩn bị. Phân thân trên thân, không chỉ có che lấp chi pháp, còn bôi một tầng kỳ quái đông tây. Gì kỳ quái đông tây đâu, tảng đá bột phấn. Đương nhiên, cái kia không là bình thường tảng đá, là thạch phường bên trong tảng đá, bị hắn nhặt không đi thiếu, xay thành bột, cho phân thân toàn thân trên dưới đều bôi mấy lần nhi. Mượn chính là trong viên đá loại kia quỷ quyệt lực lượng thần bí, nhìn không thấu loại đá kia, từ cũng nhìn không thấu tảng đá bột phấn. Làm sao có thể? Thánh Hỏa lão tổ đã nhíu mày, mở tiên nhãn, cũng vô tận thị lực, lại vẫn là nhìn không thấu, không phải hắn tầm mắt không đủ, là đối phương trên người có một tầng lực lượng thần bí che lấp, ngăn cách tiên nhãn nhìn lén. Hắn nhìn lên, huyết quang chợt hiện. Triệu Bân phân thân là cái nhân vật hung ác, cũng không nói chuyện cũng không nói lời nào. Tại chỗ kéo xuống Thánh Hỏa thần tử một cánh tay, rất tốt chiêu kỳ một phen, lại mẹ nó nhìn lén, lão tử đem hắn một cái khác cánh tay cũng tháo xuống. Ngươi đáng chết, Thánh Hỏa lão tổ thốt nhiên tức giận. Thánh Hỏa điện cường giả, cũng là sát cơ lộ ra, rất có xông lên tư thế. Tứ phương quần chúng thì thổn thức chặt lưỡi, cái này bọn cướp rất nhiều tính a. Một cánh tay nói xé liền xé. Rất tốt, Thánh Hỏa lão tổ lão con mắt huyết hồng. Nhưng vẫn là Phật ống tay áo, có một cái túi chữ vật bay ra. Không nhiều không ít. Vừa vặn 900 vạn tiên thạch. Thế nhân nhiều tại Liota bờ môi. Thánh Hỏa điện chính là có tiền cái nào. Càng nhiều người thì trong lòng thoải mái, Thánh Hỏa điện quanh năm lấn lăng tứ phương, không biết cướp đoạt bao nhiêu tài vật cùng chân bảo hiếm thế, cũng nên để bọn hắn phóng một chút máu. Siêu. Triệu Bân phân thân đưa tay đón lấy túi chữ vật, tiện tay nhét vào vĩnh hằng giới. Cái này, là bản tôn giao phó hắn năng lực, bản tôn cùng phân thân có thể cùng hưởng không gian. Không tệ. Triệu Bân xem qua một mắt vĩnh hằng giới, chứa 900 vạn tiên thạch túi chữ vật, liền yên lặng nằm ở đó, xem đi. Vẫn là bắt cóc tống tiền nhanh đến tiền, nhiều hơn nữa làm mấy phiếu, lại có thể phát tài. Thả người, Thánh Hỏa lão tổ hét to. Trả lại ngươi, Triệu Bân phân thân một cước đem Thánh Hỏa thần tử đá bay ra ngoài. Thánh Hỏa điện cường giả vội vàng hoảng tiến lên, vững vàng đón lấy, mà Thánh Hỏa lão tổ, thì tại cùng một trong nháy mắt ra tay, một trường che giấu vùng thế giới kia, thi triển là phong cấm chi pháp, cầm tiền liền muốn đi. Hẹn gặp lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Triệu Bân phân thân trong nháy mắt tiêu tan. Thế nhân lại một hồi kinh ngạc, làm nửa ngày càng là một đạo phân thân. Đám khán giả còn tốt, Thánh Hỏa lão tổ con mắt, liền phá lệ tinh hồng, kinh khủng sát ý tịch quyển cửu thiên. Hắn chính là Thánh Hỏa điện lão tổ một trong, sớm đã uy chấn tứ hải, hôm nay càng là lão mã thất tiền đề, từ đầu tới đuôi, lại cũng không nhìn ra đây là một đạo phân thân, rớt tiền là tiểu, mất mặt là lớn. Phân thân tiêu tan, túi chữ vật cũng đi theo tiêu tan. Thái đa nhân vào đầu. Sợ là bọn cướp có bí thuật, thông qua phân thân đem túi chữ vật cầm đi. Không thiếu lão bối do dự, ánh mắt sáng tối chập chờn, lời tuy nói như vậy, nhưng cụ thể là làm sao làm được. Không gian chi pháp. Lần sau còn buộc. Triệu Bân cuối cùng xem qua một mắt, trộm đạo rút lui. Thừa dịp sắc trời còn sớm, hắn phải đi thiên khung di tích đi một chuyến. So sánh Thánh Hỏa thần tử, hắn càng muốn dọn dẹp là Hắc Sơn lão ma. Thánh Hỏa điện một mạch lão tổ, nên giàu có rất,
Đặc biệt là Hắc Sơn lão ma trong tay Tiên Vương kiếm, hắn cũng rất thích thú, như tại trong di tích gặp được, liều mạng cũng phải cướp về. Đáng chết! Hắn đi ra rất xa, đều có thể nghe sau lưng phẫn nộ gào thét. Tất nhiên là Thánh Hỏa lão tổ cùng Thánh Hỏa điện cường giả đang thắt chồng nhi mắng to. Thần tử là chuộc về, nhưng trạng thái lại hỏng bét tới cực điểm, bản mệnh pháp khí bị hủy, tất cả tài vật đều bị lược đoạt, liền bản nguyên cũng bị thôn phệ hơn phân nửa, như thế thiệt hại, cho dù có thể khôi phục, cũng rất khó khôi phục lại đỉnh phong, một cái làm không tốt, cả đời đều biết dừng bước huyền tiên cảnh. Thoải mái. Thế nhân mặc dù mặt lộ vẻ tiếc hận, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Nhưng ngươi choáng nha lại làm nhiều việc ác, gặp báo ứng a. Màn đêm buông xuống lúc, Triệu Bân trở về Thánh Hỏa Thành. Hôm nay cái này phiếu làm không nhỏ, động tĩnh chỉnh cũng khá lớn, đi đâu đều có thể nghe thấy tiếng nghị luận, đi đâu đều có thể nhìn thấy một hai cái nói nhiều, một cước giẫm ở trên ghế đầu, phun nước bọt bay đầy trời. Đường đi chỗ ngoặt, Triệu Bân vào một cửa tiệm, mua không thiếu tài nguyên tu luyện. Trừ này, chính là đặc thù tiên liệu, dùng để tạo luyện Chu Tiên Nô. Hàng này rất có tiền cái nào. Cửa hàng ông chủ, ánh mắt bên trong cất giấu kinh ngạc. Tính toán mua những thứ này vật nhi, phải hơn 500 vạn tiên thạch. Bớt 20% không? Triệu Bân vấn đạo. Đánh, cửa hàng ông chủ cười ha ha. Giao tiền. Cầm hàng. Triệu Bân tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đem mua được tiên liệu, đều bỏ vào vĩnh hằng giới, hóa ra một mảng lớn phân thân, cũng chia ra tiên hỏa cùng thiên lôi, đều có phân công, đại lượng rèn đúc Chu Tiên Nô linh kiện nhi, bản tôn có chuyện gì làm, phân thân tử cũng không thể nhàn rỗi. Hắn đi trong thành, vào truyền tống trận. Thiên khung di tích chính là mục đích của hắn, là vì tìm cơ duyên, cũng vì thu thập Hắc Sơn lão ma. Nhanh nhanh nhanh. Vào truyền tống trận không phải hắn một người, phần lớn đều vội vàng hoảng, như từng đạo kinh hồng từ hắn bên cạnh thân bay qua, xem ra, khoảng cách thiên khung di tích mở ra thời gian, đã còn thừa lác đác. Thật nhiều cường giả, Triệu Bân trong lòng thổn thức. Vẻn vẹn một hồi này, hắn liền nhìn thấy trên trăm tôn động hư cảnh. Trong đó hơn phân nửa cũng là đỉnh phong cấp. Thái hư cảnh tử cũng có, chỉ có điều điệu thấp không thiếu. Càng nhiều hơn chính là huyền tiên, cơ bản đều là tổ đội kết bạn. Ngươi lại vẫn sống sót. Nhìn thẳng lúc, chợt nghe sau lưng một lời. Triệu Bân nghe ngóng, vô ý thức trở về con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một cái được hắc bào người. Nhưng, những thứ này che lấp với hắn mà nói, tất cả đều là bài trí, tiên nhãn phối hợp vĩnh hằng bản nguyên. Hắn có thể một mắt nhìn xuyên, là một cái rất đẹp nữ tiền bối. Khương Ngữ Linh nãi nãi, mưa hoa tiên. Hắn rất kinh ngạc, lại cái này bắt gặp mưa hoa tiên. Hắn càng kinh ngạc là, mưa hoa tiên có thể nhìn thấu chân dung của hắn. Ta là nên gọi ngươi Triệu Tử Long, hay là nên gọi ngươi Triệu Bân? Mưa hoa tiên cười nói. Ta là nên gọi ngươi Triệu Tử Long, hay là nên gọi ngươi Triệu Bân? Mưa hoa tiên khẽ nói. Tiền bối kia ngươi đây. Vãn bối là nên gọi ngươi mưa hoa tiên, hay là nên gọi ngươi Ngọc Cẩn Sư Thúc? Triệu Bân cười nói, đã cơ bản xác định, Thiên Tông Vũ Hóa Phong phong chủ Ngọc Cẩn, chính là mưa hoa tiên hóa thân. Giải rác một lời. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Cũng như lần thứ nhất gặp mưa hoa tiên, Triệu Bân tâm thần hoảng hốt không chịu nổi, đây là hắn từ trước đến nay tiên giới, đầu trở về nghe người ta gọi hắn Triệu Bân, tung chỉ là một cái hóa thân, mưa hoa tiên cũng coi như hắn nửa cái cố hương người. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hắn có một loại xung động muốn khóc. Mưa hoa tiên mỉm cười, thì tiềm ẩn lướt qua một cái cảm khái. Nàng là Ngọc Cẩn bản tôn, hóa thân thành nàng mang về quý báu ký ức, mà Triệu Bân cái tên này, chính là một trong số đó, cũng như hóa thân đồ nhi bàn nhược, bị Ngọc Cẩn ghi khắc ở linh hồn chỗ sâu nhất. Thê tử của ta cùng mẫu thân có còn tốt, Triệu Bân một lời khàn khàn. Mỗi một ngày đều đang đợi ngươi trở về, mưa hoa tiên khẽ nói nở nụ cười. Không xương có thể sống lại. Tự nhiên. Đại hạ đâu, ta những cái kia thân hữu đâu. Triệu Bân hình như có hỏi không xong lời nói, mỗi một câu đều bao hàm tưởng niệm. Mưa hoa tiên hỏi gì đáp nấy, là lấy Ngọc Cẩn thân phận tại nói, nếu không phải hôm nay gặp phải Triệu Bân, nàng chọn tính chất lãng quên hồng trần, đã gặp, nàng tự sẽ giữ lại, nàng sẽ chờ đến Triệu Bân, trở về phàm giới một ngày kia, sử thượng đệ nhất tôn hồng trần tiên, nên có người nhìn xem hắn nghịch thiên mà lên. Ta gặp được Long Phi, Triệu Bân đột nhiên một lời. Long Phi, mưa hoa tiên thu thần, nàng cũng là hóa thân. Không phải. Vậy ngươi nói Long Phi.
hẳn là Long Phi Luân Hồi chuyển thế. Triệu Bân nói, lấy một khối ký ức tinh thạch, tiện tay bóp nát, trong đó khắc ấn chính là Diệp Lan thân ảnh, mộc lấy nguyệt quang tự có một loại mộng ảo ý cảnh. Mưa Hoa Tiên thấy, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Thế gian này, coi là thật có luân hồi chuyển thế nói chuyện sao? Nàng có thể nhận ra ngươi, Mưa Hoa Tiên vấn đạo. Không giải được trí nhớ kiếp trước, Triệu Bân than thở. Mưa Hoa Tiên trầm mặc, nhìn Triệu Bân như thế, tám thành chính là thật, lấy nàng thái hư tâm cảnh, đều cảm thấy không chân thực. Đại Hạ Long Triều công chúa, vốn là thế gian người, lại chuyển thế đến tiên giới, nếu là Long Chiến, Long Dương cùng Vũ Linh Hoàng Phi biết được lời nói, nhất định sẽ kích động vui đến phát khóc. Tiền bối, như thế nào trở về thế gian? Triệu Bân lại hỏi. Tiên phàm lưỡng giới càn khôn, tại không ra biến cố phía trước, tâm niệm khẽ động, liền có thể hạ phàm, đương nhiên, đó là cần một cái quá trình, nhưng cơ bản không có nguy hiểm gì, đơn giản vấn đề thời gian, tu vi càng cao thâm, liền có thể càng nhanh đến phàm giới, trái lại cũng thế. Mưa Hoa Tiên lời nói ung dung, bây giờ, lưỡng giới bởi vì càn khôn sụp đổ mà ngăn cách, liền cần dùng phương pháp đặc thù đi đặc thù thông đạo, cũng chính là Hồng Trần Hải, bước vào trong đó, liền có thể đến phàm giới. Đến nỗi sẽ xuống đến phàm giới nơi nào, cũng không xác định, bởi vì càn khôn đã rối loạn, xuống đến bất luận cái gì một chỗ cũng có thể. Nào có Hồng Trần Hải, Triệu Bân vội vàng hoảng vấn đạo. Nó là không chỗ nào không có mặt, Mưa Hoa Tiên mỉm cười. Ở khắp mọi nơi, Triệu Bân theo bản năng vòng nhìn bốn phía. Lấy ngươi thời khắc này tu vi, tất nhiên là mong không thấy, cho dù có thể trông thấy, ngươi cũng vào không được. Mưa Hoa Tiên chậm rãi nói. Bây giờ cái này quang cảnh, muốn hạ phàm giới tu hữu một cái đại tiền đề, thái hư cảnh. Thì ra là thế. Triệu Bân trong lòng hiểu rõ. Bên trên tiên giới tẩu hồng trần lộ. Hạ phàm ở giữa nhảy hồng trần hải. Vô luận con đường nào đều có rất nhiều hạn chế. Chỉ trách. Càn khôn hỗn loạn. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Phanh. Hai người đang nói lúc, chợt nghe một phương oanh minh vang dội, toàn bộ không gian thông đạo đều một hồi ông động. Chớ nói Triệu Bân, liền Mưa Hoa Tiên đô không có thế nào đứng vững, nhìn qua mới biết, là có người ở trong đường hầm đánh nhau, mà lại còn là hai thái hư cảnh, mong không thấy là ai, chỉ biết động tĩnh khá lớn, tịch diệt tiên quang bay múa. Hai người có bị bệnh không? Huyên náo mắng to âm thanh vang lên theo. Đây chính là không gian thông đạo, một cái làm không tốt thông đạo sẽ đứt đoạn, thân tại trong thông đạo người, đều sẽ bị cuốn vào vết nứt không gian, tu vi cao sâu thái hư cảnh còn tốt. Có thể ngạnh kháng vết nứt không gian, những cảnh giới kia thấp giả, như tiên nhân cùng huyền tiên cấp, sợ là tại chỗ liền sẽ bị không gian rào sát. Oanh! Ầm ầm! Không có người chửi mẹ còn tốt, thế nhân như vậy mắng một cái kia hai tôn thái hư cảnh làm càng hăng hái, ra tay chính là sát sinh đại thuật, một trước một sau chơi bạc mạng đối oanh, một bộ không chết không thôi tư thế. Thông đạo chiến kịch liệt hơn. Nhiều chỗ đều nổ tung vết rách. Thái đa nhân bị cuốn vào vết nứt không gian. Có thể thấy máu quang chợt hiện. Có thể ngửi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nói nhảm. Triệu Bân lung la lung lay, chính là đứng không vững. Vẫn là Mưa Hoa Tiên đại thần thông, phất tay áo xé mở không gian, cuốn lấy hắn chui ra khỏi không gian thông đạo. Như nàng như vậy, khác thái hư cảnh hơn phân nửa như thế. Bi thảm là bọn tiểu bối, không biết bao nhiêu chết oan. Siêu. Mưa Hoa Tiên cùng Triệu Bân lại hiện thân nữa. Đã là một đỉnh núi. Từ cái này đi xem, còn có thể gặp hư không sấm sét vang dội, tiếng ầm ầm có kêu thảm, huyết quang từng đạo nổ tung, cũng không phải là tất cả mọi người, đều có lão bố nhóm che chở, nhiều hơn phân nửa đều gặp cá trong chậu hỏa. Người muốn đi thiên khung di tích, Mưa Hoa Tiên thu con mắt nhìn Triệu Bân. Đi xem một chút, khó tránh khỏi có thể đụng mấy cái cơ duyên. Triệu Bân cười nói. Mưa Hoa Tiên cười không nói, nàng có ngọc cần hoàn chỉnh ký ức. Hiểu rất rõ Thiên Tông trưởng giáo, tuyệt đối là một kèm theo khí vận yêu nghiệt, không phải tại tìm cơ duyên, chính là tại đi tìm cơ duyên trên đường. Tiền bối cũng đi, Triệu Bân vấn đạo. Người trước tạm đi, lão thân thuận đường đi bái phỏng một cái bạn cũ. Mưa Hoa Tiên khẽ nói nở nụ cười, đạp thiên mà đi, đến nỗi Triệu Bân, nàng không chút nào lo nghĩ, hàng này bản lãnh lớn đâu. Nhiều như vậy thái hư cảnh vây giết, đều bị hắn chạy trốn, người bình thường không làm chết hắn, lại nói. Thiên khung di tích áp chế tu vi, cao nhất không quá huyền tiên đỉnh phong, chỉ cần không lãng, tự vệ không là vấn đề. Siêu. Triệu Bân nhận rõ phương hướng một chút, cũng bay vút lên trời. Ba ngày sau, hắn mộc lấy tinh huy rơi vào một mảnh cao nguyên. Phương xa,
là một mảnh chạy dài quần sơn, có tiên khí lượn lờ, có mịt mù mây mù tung bay, càng có một cỗ bàng bạc chi thế, uy chấn tứ phương, cách rất xa đều có thể cảm giác khí thế hùng vĩ đâm đầu vào mãnh liệt. Đó chính là thiên khung di tích, là một tôn tiên vương tử phủ chỗ diễn hóa. Khó có thể tưởng tượng, tôn kia tiên vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tử phủ lại khổng lồ như vậy. Hắn có vẻ như tới chậm. Thiên khung di tích đã mở ra. Như hắn như vậy. Vì sự chậm trễ này giả còn có không ít. Bây giờ, đều đã không kịp chờ đợi vào di tích. Hắc Sơn lão ma, đừng để ta gặp được ngươi. Triệu Bân phủ áo bào đen, cũng đi theo bước vào di tích. Như khò khè oa lời nói, di tích tự thành càn khôn, có kinh khủng áp chế, hắn cái này chân trước vừa bước vào, liền cảm giác một luồng áp lực vô hình, nhược nhược liệu không kém lời nói, nên tôn kia tiên vương đạo. Siêu, siêu. Không ít người từ hắn bên cạnh thân bay vút qua, toàn bộ đều mặc một kiện áo bào đen. Hắn nhìn rõ ràng, trong đó không thiếu động hư cùng thái hư cảnh. Nhưng, vào cái này thiên khung di tích, liền bị không khác biệt áp chế, phàm tu vì siêu việt huyền tiên, đều bị áp chế một cách cưỡng ép đến huyền tiên đỉnh phong, huyền tiên phía dưới tựa như hắn loại này, từ không bị ảnh hưởng. Tìm. Hắn vừa đi vừa nhìn, một đường đều tại hóa phân thân, chạy về phía tứ phương, là tìm cơ duyên, cũng là tìm Hắc Sơn lão ma, nếu là gặp được khác cửu gia mà nói, hắn cũng không để ý giết đi qua tâm sự. Đi tới một cái sơn cốc, hắn chậm rãi định thân. Đây là một mảnh đại hung chi địa, thấy nhiều nửa che hài cốt. Hắn mở tiên nhãn, đi đến nhìn nhìn, có sát trận ngầm, càng có tuyệt diệt chi lực rong chơi, nếu như ngông cuồng bước vào trong đó, chắc chắn bị ách nạn, cái này đầy đất hài cốt, chính là chứng minh tốt nhất, không hổ là một chân bước vào thần minh tiên vương, quả nhiên là một đời ngoan nhân, cho dù là táng diệt, hắn tử phủ diễn hóa thành đại thế giới, vẫn như cũ khắp nơi là hố. Tựa như tòa sơn cốc này. Ân. Hắn nhìn thẳng lúc, chợt thấy một đạo tử quang hoạch thiên mà đến. Có lẽ là khoảng cách quá xa, có lẽ là đạo kia tử quang tốc độ quá nhanh, thấy không rõ là vật gì, hắn là mắt thấy đạo kia tử quang, từ đỉnh đầu hắn bầu trời bay qua, nhập vào cách đó không xa sơn lâm. Bảo bối. Triệu Bân con mắt tránh tinh quang, thẳng đến bên kia liền đi. Đánh thật xa, thì thấy sơn lâm đống lửa hừng hực. Có từng mảnh sóng lửa tịch thiên quyển địa, để hắn không tự chủ cho là, đó là một đạo tiên hỏa, đem trọn phiến sơn lâm, đều đốt trở thành một phiến đất hoang vu. Trên thực tế, đây không phải là hỏa diễm. Đó là một khỏa kỳ dị tảng đá, chỉ trưởng thành nắm đấm cái kia to bằng, toàn thân quanh quẩn tử quang, đến nước này khác, còn có nóng bỏng sóng lửa chiêu tứ phương mãnh liệt. Vật gì? Triệu Bân xẻ tới, cách không lộ ra bàn tay. Nhiên. Không đợi hắn chạm đến tảng đá, liền cảm giác một cỗ lực lượng hủy diệt. Thảo. Triệu Bân sổ một câu nói tục, vội vàng hoảng thu tay lại, quay người liền đột. Hắn vẫn là chậm, khối kia phiếm tử quang tảng đá, lại ầm vang nổ tung, có đáng sợ vầng sáng lan tràn, lại nhanh như thiểm điện, vừa mới thoát ra hai ba bước Triệu Bân, bị đụng thẳng. Phốc. Răng rắc. Thanh âm như vậy, liên tiếp vang lên. Là Triệu Bân gặp ba cập, bị vầng sáng đụng qua thảm. Tại chỗ hành lật ra đi, một ngụm lão huyết cuồng phún, thể nội xương cốt kinh mạch càng là lốp bốp một mảnh vang dội, quỷ hiểu được đứt gãy bao nhiêu. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, một tòa núi nhỏ bị hắn đụng nổ nát. Một hồi lâu, mới thấy hắn đứng lên, che ngực lung la lung lay. Đến nước này, hắn đều không biết hòn đá kia là gì, lại càng không biết vì cái gì đột nhiên nổ tung, chỉ biết toàn thân trên dưới đều đau, mới vừa vào tới, không có gặp được cơ duyên. Đổ trước tiên đạp một cái hố, tôn kia đã táng diệt tiên vương, như vậy không chào đón hắn sao? Siêu, siêu. Không đợi hắn đứng vững, thì thấy ba đạo nhân ảnh từ một phương mà đến. Cũng như những thứ khác tầm bảo giả, ba người này đều được một kiện áo bào đen, che cực kỳ kín đáo, chỉ còn dư một đôi con mắt lộ ra ngoài, đi tới nơi này phiến thiên địa liền tả hữu mong nhìn, xem ra, cũng là đuổi theo đạo kia tử quang tới, tìm một vòng. Không có nhìn thấy bảo bối, ánh mắt mới rơi vào Triệu Bân trên thân, ánh mắt kỳ quái, tiểu tử này là cái tiên nhân cảnh a, mà lại còn là một cái tàn huyết tiên nhân cảnh. Triệu công tử đương nhiên là tiên nhân cảnh. Vốn là, ba người là nhìn không ra hắn tu vi. Thế nhưng lúc trước bị chấn qua thảm, phá hắn quá nhiều che lấp, có khí tức tiết lộ, lúc này mới bị bắt được. Đối phương tại nhìn, Triệu Bân cũng tại nhìn. Ba người che kín đáo, lại khó thoát hắn nhìn trộm. Hai cái thái hư cảnh lão giả, một cái huyền tiên cảnh thanh niên, hai người giả hắn nhận biết,
nhưng thanh niên này lại là hắn kẻ thù cũ. Nam Thiên Thiếu Thành chủ Ngụy Hồng. Ngày xưa, hắn chính là bắt hàng này mới thoát ra Nam Thiên Thành. Không nghĩ, Ngụy Hồng lại cũng tới Thiên Khung di tích, hơn nữa, vẫn là hai tôn thái hư cảnh làm hộ vệ. Nói thực ra, tại cái này nhìn thấy Ngụy Hồng, đúng là mẹ nó quá thân thiết. Vừa mới nhưng nhìn gặp một đạo tử quang rơi xuống, đệ nhất lão giả tập trung vào Triệu Bân. Không có nhìn thấy, Triệu Bân khẽ gật đầu. Ta thật không có nhìn thấy, Triệu Bân nói láo tới khuôn mặt đều không mang theo đỏ. Giao ra bảo vật, cho ngươi một cái thống khoái. Ngụy Hồng một bên đảo mắt tứ phương, một bên từ tốn nói. Lời này, hắn nói là bức cách tràn đầy, có hai tôn thái hư cảnh hộ vệ, hắn sức mạnh có phần đủ, càng không nói đến, đối phương chỉ là một cái tàn huyết tiểu tiên nhân, giết người cướp của đi. Một cái tát sự tình. Triệu Bân cũng là thực sự, thật sự ném ra một cái túi chữ vật. Trong túi chữ vật chứa cũng không phải bảo bối, mà là thanh nhất sắc bạo phù. Trẻ con là dễ dạy. Thứ hai lão giả rất tùy ý, phật tay đón lấy. Xong, túi chữ vật liền nổ tung, nổ hắn một hồi lảo đảo. Biến cố tới quá nhanh, thứ hai lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, đệ nhất lão giả và Ngụy Hồng cũng không kịp phản ứng, quỷ hiểu được một cái tiểu tiên nhân, lại cho bọn hắn tới một chiêu như thế, nổ bọn hắn một mặt mộng bức. Ta đột, Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền chạy. Hắn không phải túng, hắn là thương quá thảm nặng. Bây giờ không nên động võ. Hắn trước tiên cần phải tìm chỗ ngồi hiết hiết cước. Tiểu nhiệt xúc, đi đâu? Thứ hai lão giả tức giận, giữ tợn che mặt mắt truy sát tới. Ngụy Hồng cùng đệ nhất lão giả cũng đuổi sát không buông, một đường truy một đường đánh. Oanh, phanh, huyên náo tiếng ầm ầm, vang lên theo. Tứ phương người nghe xong, cũng không gì ngạc nhiên. Đây là di tích, tới rất nhiều người, có giấu rất nhiều cơ duyên, vì cướp bảo bối ra tay đánh nhau. Hoặc là giết người ăn cướp, đều không thể bình thường hơn được, cầu phú quý trong nguy hiểm, tới di tích tầm bảo, liền phải trước tiên có cái này giác ngộ. Sợ là có dị bảo. Vui tham gia náo nhiệt giả, đều chiêu giá biên thiểm lược mà đến. Triệu Bân đồn cũng không quay đầu lại, nếu không phải thương quá khốc liệt, hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Diệt. Thứ hai lão giả đuổi tới, Lăng Thiên một trưởng che xuống. Nếu không thì thế nào nói là thái hư cảnh. Cho dù bị áp chế đến huyền tiên, một dạng kinh khủng vô song, một trưởng này chi uy, đầy đủ trầm trọng, cũng rất là bàng bạc. Triệu Bân không trốn. Tại trưởng ấn tới người phía trước một cái chớp mắt, hắn trốn vào vĩnh hằng giới. Đi vào phía trước, hắn còn tạo một mảnh huyết quang, lấy mê hoặc đối phương. Oanh! Trưởng ấn rơi xuống, ở trên mặt đất đánh ra một đạo dấu năm ngón tay. Chờ Ngụy Hồng cùng đệ nhất lão giả lúc chạy đến. Hiện trường chỉ còn dư một mảnh huyết quang. Tiện nghi ngươi, Ngụy Hồng cười lạnh. Đi, thứ hai lão giả nói, thứ nhất quay người. Ba người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt biến mất ở u lâm bên trong. Bọn hắn mặc dù đi, tứ phương lại tật phong một hồi, cũng là nghe âm thanh nhi tới. Đáng tiếc, bọn hắn tới chậm, chớ nói bảo bối, ngay cả một cái bóng người đều không nhìn thấy, đi một chuyến uổng công. Chờ đó cho ta. Vĩnh hằng giới bên trong. Triệu Bân đã ngồi xếp bằng, trường sinh quyết cùng dịch cân kinh liên hợp vận chuyển, tái tạo lấy kinh mạch, cũng khép lại vết thương. Thuận tiện, hắn còn suy nghĩ nghĩ khối kia hòn đá màu tím. Cái kia nên trong sát trận toát ra tới, còn lưu lại sát trận chi uy. Thật vừa đúng lúc, để đụng vào hắn. Còn tưởng rằng là bảo bối đâu. May lúc trước khoảng cách khá xa, nếu là cầm trong tay, trong nháy mắt liền sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Răng rắc, răng rắc. Xương cốt va chạm âm thanh, bên tai không dứt. Hắn sức khôi phục bá đạo, trước sau không quá một canh giờ, liền tái tạo khí lực. Đổi ta. Triệu Bân đổi một kiện áo bào đen, mang theo Long Uyên đi ra, thẳng đến một phương. Lúc trước, hắn đã dùng tiên nhãn tại Ngụy Hồng trên thân, làm truy lùng ấn ký, tìm cái kia hàng không khó. Hắn lại định thân, chính là một mảnh hồ bạc phía trước. Ngụy Hồng ngay tại cái kia. Hai tôn thái hư cảnh lão giả cũng tại, đang theo dõi hồ bạc nhìn, cuối cùng cảm giác bên trong có dị bảo, có thể gặp hồ để ánh sáng lấp lóe, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì mảnh này hồ bạc, rất là quỷ dị, bình tĩnh dọa người. Cẩn thận nhìn lén sau đó, bên trong là cất giấu cấm chế, ném vào một khối đá, liền nửa chút gợn sóng cũng không tạo nên, nếu là người đi vào, sợ cũng sẽ không nhấc lên nửa chút bọt nước. Lui ra phía sau. Đệ nhất lão giả nhạt đạo.
tùy theo kết động ấn quyết. Hắn làm na di chi pháp, muốn đem nước trong hồ rời đi. Thái hư cảnh đi, thủ đoạn tất nhiên là không tầm thường, hồ bạc thủy, thật sự bị rời. Xong, chính là một đạo chói tai kiếm minh. Hồ để không có bảo bối, mà là một đạo vô song kiếm quang. Phốc, đệ nhất lão giả đẫm máu, bị chém rụng một tay, đây vẫn là hắn tránh nhanh, như tại chậm trong nháy mắt như vậy, cả người đều sẽ bị sinh đánh cho, nhìn Ngụy Hồng một hồi tâm lạnh, nếu là hắn chịu một kiếm này, tại chỗ liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nơi đây không nên ở lâu. Ba người nghĩ cũng không nghĩ, quay người liền đi. Chanh, lại là một đạo chói tai kiếm ngân vang. Cái này, là Triệu công tử thuấn thân tuyệt sát, nắm có phần chính xác. Huyết quang chói mắt. Vừa mới chịu một kiếm đệ nhất lão giả, tại chỗ bị chặt hạ đầu lâu, kèm thêm nguyên thần, cũng gặp hủy diệt trọng thương, đón gió ẩm vang ngã xuống đất. Thái hư cảnh không giả, nhưng nơi này là thiên khung di tích, thái hư cảnh cũng bị áp chế đến huyền tiên, mặc dù so thông thường huyền tiên muốn mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Triệu Bân thuấn thân tuyệt sát, chết gọi là cái gọn gàng mà linh hoạt, đến mà lại không biết chôn ở trong tay ai. Cái này, Ngụy Hồng cùng thứ hai lão giả biến sắc, biến cố tới cũng quá đột nhiên. Triệu Bân không ngừng, rời đệ nhất lão giả sau đó, lại một kiếm bổ về phía thứ hai lão giả, xinh xinh chém chết nửa thân thể. Diệt! Thứ hai lão giả phi thân sau đột, mi tâm có nguyên thần kiếm bổ ra. Triệu công tử liền trời sinh tính, không né cũng không tránh, lấy thân ngạnh kháng. Triệu thứ hai lão giả nhất kích, hắn một kiếm cũng đến, từ chính diện xuyên thủng lão giả mi tâm, kèm thêm đầu người, cùng nhau xuyên thủng, hắn nguyên thần bị thương nặng, nhưng thứ hai lão giả nguyên thần, cũng không tốt gì, kiếm uy cùng kiếm ý quá mạnh, tại chỗ bổ diệt thân thể, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần. Ngươi đáng chết! Thứ hai lão giả phẫn nộ gào thét, tế bản mệnh khí. Đó là một khỏa máu đỏ linh châu, quỷ quyệt bí văn lưu chuyển, huyết mang bắn ra bốn phía. Chết đi! Ngụy Hồng một tiếng lạnh quát, triệu hoán một đạo cực quang, từ thiên đánh xuống. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, một cái hộ thể thiên cương chống lên, đem cực quang chấn cái băng diệt. Cùng một trong nháy mắt, hắn một kiếm chiêu thiên chảm đi, đánh bay thứ hai lão giả bản mệnh linh châu, thái hư cảnh bị áp chế. Thái hư cấp bản mệnh pháp khí, đồng dạng bị áp chế, căn bản là không sử dụng ra được đỉnh phong uy lực, cái nào đỡ được hắn một kiếm. Ngô! Bản mệnh khí bị trọng kích, thứ hai lão giả kêu đau một tiếng, nguyên thần ngừng lại vặn vẹo không chịu nổi. Vạn kiếm quy nhất! Triệu Bân một kiếm sâu trường hồng, kiếm ngân vang âm thanh đâm thủng vân tiêu. Đỉnh phong một kiếm, kiếm ý tất nhiên là bẻ gãy nghiền nát mạnh. Thứ hai lão giả cũng quỳ, còn sót lại nguyên thần, cũng bị diệt hồn phi phách tán. Đến nước này, hai tôn thái hư cảnh toàn diệt. Triệu công tử cái này tập kích bất ngờ đánh Diệu, trước sau bất quá ba, năm trong nháy mắt, thu thập hai tôn thái hư cảnh. Ngụy huynh, đến ngươi. Triệu Bân thu hai người giả túi chữ vật, rút kiếm thẳng đến Ngụy Hồng. Hắn cái này một lời, cũng không làm mảy may che giấu, dùng chính là nguyên bản âm thanh. Ngụy Hồng trí nhớ không tệ, trong nháy mắt liền nghe ra. Nguyên nhân chính là đã hiểu, hắn mới đầy mắt khó có thể tin, ngươi. Triệu Tử Long. Là ta, Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, sát khí ngập trời. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngụy Hồng đạp đạp lui lại, hai mắt tùy theo nổi bật. Chanh. Triệu Bân không nói nhảm, huy kiếm liền chạm. Ngụy Hồng không dám ngạnh chiến, quay người liền đột, khuôn mặt đã tái nhợt không huyết sắc, thực sự nghĩ không ra, nhiều như vậy thái hư cảnh vây giết. Triệu Tử Long là như thế nào chạy trốn, còn có, lúc này mới mấy ngày không gặp, đối phương lại mạnh đến tình trạng như thế, tung thái hư cảnh bị áp chế đến huyền tiên, có thể nội tình vẫn còn, bất quá ba, năm chớp mắt, bảo hộ hắn hai cái lão bối, liền liên tiếp bị đối phương chém giết. Đi! Triệu Bân tốc như kinh hồng, đuổi kịp chính là một kiếm. Ngụy Hồng đẫm máu, nửa cái nhục thân đều bị đánh diệt. Đại La Thiên Tay! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng. Năm ngón tay đại thủ từ thiên phủ xuống. Nhiên, Ngụy Hồng thể nội bay ra một đạo hắc quang, cẩn thận một nhìn mới biết là một khối xác rùa đen, có cổ lão bí văn lưu chuyển, có quỷ quyệt sức mạnh khôi phục, lại làm vỡ nát Triệu Bân Đại La Thiên Tay. Nhân cơ hội này, Ngụy Hồng chui ra khỏi vùng thế giới kia. Còn có thể nhường ngươi chạy. Triệu Bân một bước vượt ngang hư không, lại là lăng thiên một trường. Chạy trốn Ngụy Hồng, tại chỗ bị trấn áp. Thân thể thành thịt nát nát phụn cốt, chỉ còn dư hư ảo nguyên thần, kịch liệt giãy giụa, mặc hắn nguyên thần chi lực như thế nào mãnh liệt,
cũng không cách nào tránh thoát Triệu Bân một trưởng giam cầm. Ngụy huynh, kiếp sau chớ chọc không nên dây vào. Triệu Bân một tay đặt tại Ngụy Hồng đỉnh đầu, làm thôn thiên quyết, cưỡng ép thôn phệ hắn nguyên thần, cũng cưỡng ép thôn phệ hắn bản nguyên, một cái thành nguyên thần chất dinh dưỡng, một cái bị hắn vĩnh hằng bản nguyên hấp thu đồng hóa. A! À, Ngụy Hồng ô gào âm thanh thê lương. Hắn hối hận chỉ hắn chính mình có thể hiểu, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây Triệu Tử Long, kết quả là, gì cũng không mò lấy không nói, còn rơi vào thân hủy thần diệt hạ chàng, đây chính là trong truyền thuyết hiện thế báo. Tiếng kêu thảm thiết chẳng biết lúc nào chôn vùi. Triệu Bân thu túi chữ vật quay người không thấy. Hắn vừa đi, thì thấy bóng người buông xuống phiến thiên địa này, là nghe đại chiến oanh minh chạy tới, cho là sẽ có dị bảo, đến lúc này mới thấy là một mảnh hỗn độn, nào có dị bảo, liền một con chim nhỏ đều không. Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là một cái sơn động. Chờ khắc xuống che lấp cấm chế, hắn mới ngồi xếp bằng nhi mà ngồi, là chữa thương cũng là kiểm kê chiến lợi phẩm, một phiếu này làm đúng là mẹ nó xinh đẹp, diệt một tôn huyền tiên hai tôn thái hư, Ngụy Hồng tài vật không có gì, nhưng thái hư cảnh chân tàng liền có đủ phong phú, tiên thạch bí quyển, dị bảo phù chú cái gì cần có đều có, chân quý nhất chớ quá bổn mạng của bọn hắn pháp khí, đều là từ cực bất phàm tiên liệu chế tạo. Bây giờ, cũng là hắn, oanh, phanh, ban đêm di tích cũng không bình tĩnh. Bốn phương tám hướng đều có oanh chấn thiên oanh minh. Khi thì còn trộn lẫn một hai tiếng kêu thảm, hơn phân nửa là tại đoạt bảo, cũng có thể là giết người cướp của, dù sao thì là chết rất nhiều người, thậm chí cổ lão di tích, đều lồng muộn huyết sắc, cơ duyên chi địa, cũng là ách nạn chỗ, đi vào phía trước, tầm bảo giả nên có một loại nào đó giác ngộ. Đêm khuya, Triệu Bân trộm đạo xuất sơn động, lần theo một phương mà đi. Hắn lại hóa rất nhiều phân thân, xem như rộng vung lưới đánh cá. Như tìm được bảo vật, hắn sẽ trước tiên giết đi qua. Như tìm được Hắc Sơn lão ma mà nói, hắn sẽ chạy càng nhanh. Hắn lại hiện thân nữa, chính là một tòa vách đá phía trước. Trên vách đá có một đạo khe rãnh, giống như là bị kiếm chém ra tới. Đạo này vết kiếm nhiều năm rồi, lại có một tia cổ lão kiếm ý còn sót lại, tĩnh tâm lắng nghe, bừng tỉnh giống như còn có thể nghe một hai đạo kiếm minh, hắn từ trong đó, tìm gặp đạo hàm ý, lưu lại đạo này vết kiếm người. Nhất định là tu kiếm chi đạo, tại hắn nghĩ đến, hẳn là Thiên Khung Tiên Vương thủ bút. Hắn không đi, liền đứng ở bên dưới vách đá nhìn đạo kia vết kiếm, cực điểm bắt giữ kiếm ý. Có lẽ là nhìn mê mẩn, hắn nghiễm nhiên bất giác tâm thần sa vào, tựa như một cây cọc gỗ thẳng xử tại cái kia, thậm chí là, có người đi ngang qua nơi đây, hoặc từ hắn bên cạnh thân lướt qua, hắn đều hoàn toàn không biết. Siêu! Gió nhẹ nhẹ thổi. Có người buông xuống nơi đây. Chính là một cái được áo bào tím lão giả, như một cái yêu dị quỷ mị, tới lặng yên không một tiếng động, gặp có người xử tại bên dưới vách đá, lúc này mới chậm rãi định thân, xem trước một mắt vách đá, cái này mới nhìn Triệu Bân. Tâm thần xa vào. Tử bào lão giả hai mắt híp lại, trong mắt lấp lóe u quang. Không có tìm được bảo bối, hắn không ngại ở chỗ này nhặt cái lỗ hổng. Nói làm liền làm. Hắn xách ra tiên đao, bổ về phía Triệu Bân đầu người. Tiếc nuối là, hắn một đao này không mệnh chung, hoặc có lẽ là tiên đao tới người phía trước một cái chớp mắt, Triệu Bân một bước chui ra ngoài, hắn là tâm thần xa vào không giả, nhưng Long Uyên cùng Thiên Lôi lại là tỉnh dậy. Hôm nay đi ra ngoài, nhưng nhìn hoàng lịch, Triệu Bân nhạt đạo, tử bào lão giả không ngôn ngữ, quay người liền đi. Triệu Bân tất nhiên là không làm, hai ba bước đuổi theo. Nghĩ như vậy chết, lão phu thành toàn ngươi, tử bào lão giả hừ lạnh. Một bước đạp lên trời, tránh khỏi Triệu Bân một kiếm, lật tay một trường che xuống, hắn có tư sản phách lối, luận tu vi, nên một tôn nửa bước thái hư, cho dù bị áp chế đến huyền tiên, một dạng rất cường đại. Phá! Triệu Bân một quyền đánh xuyên đại thủ. Tử bào lão giả bị chấn một bước lui lại, con mắt có kinh hãi, lúc trước nhìn không ra người này tu vi, bây giờ đối phương lộ khí hơi thở, hắn nhìn thật thật sự, nguyên nhân chính là nhìn thật. Hắn mới đầy mắt khó có thể tin, cái này mẹ nó là một cái tiên nhân cảnh a. Vì sao lại có như thế cường hãn mà lực lượng bá đạo? Oanh! Triệu Bân bao phủ sát khí ngút trời, nghịch thiên mà lên. Tử bào lão giả cưỡng ép định rồi thân, mi tâm có một đạo huyết quang bắn ra, chính là một mặt huyết sắc lưu đồng, minh hữu chữ triện, có khắc quỷ quyệt màu đen đổ đằng, chợt nhìn, rất giống một tấm mặt quỷ. Ông! Lưu đồng ông rung động, nghênh thiên đánh tới. Triệu Bân ngược gió nhi liền lên, một kiếm đánh bay lư đồng.
Ngô! Tử Bào lão giả kêu rên, tâm cảnh càng thêm hãi nhiên. Cái này tiểu tiên gì tình huống, cũng mạnh quá bất hợp lý. Sớm đi thì tốt hơn. Tử Bào lão giả thu bản mệnh pháp khí, đoạt thiên mở đột. Triệu Bân càng nhanh, như một đạo kinh hồng đuổi tới, huy kiếm liền chạm. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Tử Bào lão giả thông suốt xoay người, trong mắt càng nhiều hung lệ chi sắc. Đáp lại hắn, nhưng là Triệu Bân một đạo quang minh thân, hai mắt tại chỗ bị hoảng bôi đen, tốt đẹp như vậy cơ hội, Triệu Bân làm sao bỏ lỡ, cách không một kiếm chém ra, bổ giết hắn nhục thân. Lão tổ cứu ta! Tử Bào lão giả nguyên thần trốn chạy, vừa trốn vừa kêu gào. Lúc trước hắn là túng, bây giờ thật sự sợ, đường đường nửa bước thái hư, độn cũng không quay đầu lại, chủ yếu là tốc độ nhanh, nhanh như thiểm điện chợt hiện, chớp mắt liền nhảy ra vùng thế giới kia. Nhưng ngươi chạy, lão tử còn hỗn không lăn lộn. Triệu Bân mang theo Long Uyên đuổi sát không buông, một đường truy một đường đánh. Vốn là náo nhiệt di tích, bởi vì bọn hắn lại thêm một mảnh oanh minh. Lỗ tai dễ dùng giả đã chiêu cái này phương bu lại không phải số ít. Di tích quá lớn, người cũng quá là nhiều. Tìm không ra cơ duyên tạo hóa, không phải liền phải nào có động tĩnh hướng về cái nào góp đi. Khó tránh khỏi, liền có thể nhặt cái lỗ hổng. Lão tổ, cứu ta! Lão giả áo tím thiêu đốt thọ nguyên, cực điểm gia trì tốc độ. Nửa bước thái hư cảnh chơi bạc mạng mở bão tố, chạy vẫn là tặc nhanh. Đi đâu? Triệu Bân cũng không phải dựng, một kiếm hoạch xuất ra một đạo tinh hà. Tử Bào lão giả lại bị nhất kích trọng thương, nguyên thần thể suýt nữa bị sinh bổ. Đi đường bình an. Triệu Bân diện mục băng lãnh, kiếm thứ hai lăng thiên xuống. Nhưng vào lúc này, hư không một hồi động rung động, đâm đầu vào có một đạo huyết mang đánh tới, đang bên trong Long Uyên kiếm thể, phá Triệu Bân kiếm uy kiếm ý, kèm thêm hắn bản tôn, cũng bị chấn hai ba bước lui lại. Nhìn ra tay người, càng là một cái thanh niên mặc áo đen. Thấy hắn, Tử Bào lão giả như thấy cây cỏ cứu mạng, lộn nhào mà đến. Tiên nhân cảnh. Thanh niên mặc áo đen nhìn nhưng là Triệu Bân, lông mày một cái chớp mắt chọn lão cao. Thiên khung di tích cũng không phải đất lành, phàm là tới đây tầm bảo giả, yếu nhất cũng là huyền tiên cấp, động hư cảnh cùng thái hư cảnh cũng là vừa nắm một bó to. Hắn tiến vào nhiều lần như vậy di tích, vẫn là đầu hẹn gặp lại tiên nhân. Hắn thật bất ngờ, một cái tiểu tiên là ở đâu ra sức mạnh, càng đem một tôn nửa bước thái hư đánh thảm như vậy. Hắn muốn khám phá Triệu Bân chân dung, thế nhưng Triệu công tử che quá kín đáo. Thế giới này thực sự là tiểu a. Triệu Bân đứng vững vàng, không nhìn Tử Bào lão giả, tập trung vào thanh niên mặc áo đen. Đó cũng không phải là thanh niên, mà là một cái lão gia hỏa, chỉ có điều, dùng huyền ảo biến thân thuật, nhưng những này, tại hắn tiên nhãn trước mặt cũng không có ẩn trốn, hắn có thể một mắt thấy rõ đối phương chân dung. Không tệ, là người quen, hầu gia lão tổ đợi tế. Ngày xưa, chính là đợi tế dẫn âm tuyền lão đạo, đi Diệp ra đập phá quán. Bất quá, hai người thất bại tan tác mà quay trở về. Không ngờ a, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hơn nữa, vẫn là tại áp chế tu vi thiên khung di tích. Lại bắt gặp một con cá lớn, này làm sao có ý tốt đâu. Có như thế chiến lực, người tuyệt không phải hạng người vô danh. Đợi tế thản nhiên nói, ổn ép một cái, thái hư cảnh cũng có vốn liếng này. Đối phương có thể đấu bại nửa bước thái hư, cũng không giống nhau là đối thủ của hắn. Ngươi đoán, Triệu công tử lại ra, thẳng đến đợi tế giết tới đây. Đợi tế cười lạnh, vùng cánh tay lên một cái, gọi đến một cái biển máu, Triệu Bân một chút mất tập trung nhi, tại chỗ bị huyết hải nuốt hết, cái này không là bình thường huyết hải, tan có đối phương bản nguyên, có đạo tắc bay tán loạn. Phong, đợi tế nhàn nhạt một chữ, huyết hải hóa thành một tòa bảo tháp. Mà Triệu Bân liền bị vây ở tháp trung, có thể gặp trong đó sấm sét vang dội. Nho nhỏ tiên nhân, không biết trời cao đất rộng. Đợi tế mi tâm bay ra một vệt ánh sáng, sáp nhập vào bảo tháp bên trong. Đây là giam cầm chi khóa, khắc ở trên bảo tháp hóa thành một đạo phù văn. Không hổ là lão tổ. Gặp Triệu Bân bị phong, Tử Bào lão giả lộ ý cười. Còn dám hủy lão phu nhục thân, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đợi tế phật ống tay áo. Đem bảo tháp thu đến bên cạnh, đây là một cái yêu nghiệt tiểu tiên nhân, hắn phải hảo hảo nghiên cứu một phen, đến tột cùng là dạng gì nội tình, mới khiến cho đối phương có hung hãn chiến lực. Nhà ai? Đợi tế tay nâng lấy bảo tháp, mắt nhìn thẳng nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không đáp lời nói, lại lộ răng trắng như tuyết, cười tặc vui vẻ,
nhưng hắn loại này cười, rơi vào đợi tế trong mắt, liền có một loại cực dự cảm bất tường, cười, người mẹ nó cười cái gì? Phanh, oanh âm thanh lóe sáng. Triệu Bân một cái thiên cương no bạo bảo tháp. Ngô, Hầu gia lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị tạc lật. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói nguyên thần trạng thái tử bào lão giả, suýt nữa tại chỗ thăng thiên, cả người đều hoành lộn ra ngoài, nửa cái nguyên thần thể đều khoảnh khắc hồn phi yên diệt, trong mắt lại lộ kinh hãi, cái kia tiểu tiên nhân, là cố ý bị bắt. Liền chờ bây giờ, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hắn đoán một chút cũng không giả. Triệu công tử chính là cố ý bị bắt, không tới đây sao vừa ra, đối phương như thế nào buông lỏng cảnh giác, Hầu gia lão tổ cũng không là bình thường thái hư cảnh, cùng với chính diện đối chiến, sẽ đánh dị thường tốn sức. Không sử dụng ra được thuấn thân tuyệt sát. Không phải liền phải đến một chút tân tiên đi. Chanh! Triệu Bân một kiếm chém ra, tháo đợi tế đầu người. Một kích này, đánh Hầu gia lão tổ là một mặt mộng bức, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chân áp tiên nhân. Kết quả là hắn suy nghĩ nhiều, lại bị tiểu bối này lừa, một chút mất tập trung nhi không có đầu. Ngươi chọc giận tới ta. Hầu gia lão tổ mặc dù không còn đầu người, nguyên thần lại tại phẫn nộ gào thét. Không hổ là thái hư cảnh, phản ứng chính là cấp tốc, trước tiên vọt lên tận trời, thậm chí là, chuẩn bị cho hắn bù một kiếm Triệu Bân, không thể mệnh chung, chờ ngửa đầu lúc, đã có giả thiên đại thủ phủ xuống. Mở. Triệu Bân trong lòng một quát. Trong nháy mắt mở tuyệt cảnh. Có chiến lực cực điểm gia trì, hắn một kiếm uy lực vô song, nhẹ nhõm bổ ra năm ngón tay đại thủ, đợi tế kêu đau một tiếng đạp đạp lui lại, gặp kiếm ý dư ba, lồng ngực bị đánh ra một đạo huyết hắc. Đó là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Cách đó không xa tử bào lão giả, vừa mới đứng lên, thì thấy Triệu Bân tóc vàng trạng thái cùng dị tượng, tuyệt đối là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Tiên Thể, liền hắn đều nhận được, đợi tế sẽ không nhận ra. Hắn là gương mặt kinh cũng là một mặt mộng, Vĩnh Hằng Tiên Thể không phải chôn ở sao Bắc Cực Nam Thiên Thành sao? Sao còn sống? Hắn nghi hoặc, cũng đồng dạng hiểu ra, khó trách cái này tiểu tiên mạnh đến mức không còn gì để nói, nguyên là nghịch thiên huyết thống. Oanh! Hắn kinh ngạc lúc, Triệu Bân đã giết đi lên. Đợi tế trong nháy mắt thu thần, kinh ngạc đã biến thành cuồng hỉ, ánh mắt cực nóng không chịu nổi, lần thứ nhất gặp vui sướng Vĩnh Hằng Tiên Thể, sao có thể không kinh hỉ, bắt này một người, lại là nghịch thiên đại tạo hóa. Cho ta trấn áp. Đợi tế cười gằn một tiếng, sử dụng bản mệnh khí. Bổn mạng của hắn khí, liền có đủ kỳ quái, càng là một cái bàn cờ, có hư ảo quân cờ lạc ấn, bàn cờ hóa thành tinh không, quân cờ thì hóa thành tinh thần, rực rỡ quang huy từ thiên phổ chiếu. Ngô! Triệu Bân một tiếng than nhẹ, mảng lớn khí huyết bị ma diệt. Cùng một trong nháy mắt, đợi tế nguyên thần công phạt đến, đó là một thanh hư ảo đao, lăng thiên bổ xuống, không nhìn hắn nhục thân. Tỏa định là hắn nguyên thần, ông chiến đao minh, để hắn tâm thần hoảng hốt. Phá! Triệu Bân nguyên thần kiếm xuất thể, phá hư ảo đao. Không đợi đứng vững, bàn cờ diễn hóa tinh không cùng tinh thần, lại có lực lượng hủy diệt từ trời nghiêng tả, hắn mới hồi phục khí huyết, lại bị hắn hóa diệt, tinh huy như kiếm sắc bén, bổ ra hắn nhục thân. Pháp khí tốt! Triệu Bân một kiếm xuyên thẳng thiên tiêu kịch liệt khuấy động. Bá liệt kiếm huy! Trong nháy mắt diễn xuất vô song kiếm ý, quấy thiên khung nổ tung lôi điện, gì cái tinh không gì cái ngôi sao, đều tại cùng một trong nháy mắt vỡ nát, lại hóa thành bàn cờ và quân cờ hình thái. Ngô! Đổi đợi tế kêu rên. Hắn bị pháp khí phản vệ không nhẹ. Đi ra cho ta a! Triệu Bân một đạo chín chữ chu tiên quyết, đem đợi tế nguyên thần đánh ra nhục thân. Hắn nhiều khéo hiểu lòng người a! Một cước cho đợi tế nhục thân, dẫm trở thành một đống thịt nát nát phụn cốt. Đoạn mất đợi tế nguyên thần quy vị lộ, không có nhục thân thái hư cảnh, cho ăn bể bụng cũng lật không nổi gì sóng lớn. A! À, đợi tế kêu gào gào thét, mở kinh khủng cấm pháp. Thấy hắn bản mệnh nguyên thần thể, trong nháy mắt cất cao 3-5 trượng, sau lưng lộ ra một mảnh hùng vĩ dị tượng, bừng tỉnh giống như vô gian địa ngục, thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy tràn thành hà, có đạo thanh âm từ bên trong vang vọng, càng có từng cái lệ quỷ từ dị tượng bên trong sông ra. Dương nanh múa vuốt chiều hắn đánh tới. Lan! Triệu Bân một đạo lôi thần giận, chấn diệt đầy trời ác quỷ. Đợi tế thì thúc sục dị tượng, như một tòa núi cao áp đỉnh. Cho ta, phá! Triệu Bân một quyền bá liệt vô song, từ trên hướng xuống cưỡng ép đánh xuyên. Thổ huyết âm thanh nhất thời, đợi tế như một cái huyết sắc bao cát hoành lộn ra ngoài. Hắn là bại có chút lúng túng, từ đầu bị chảm,
có vẻ như liền đã mất tiên cơ, liên tiếp bị thương nặng, bản mệnh pháp khí bị đánh lật, nhục thân bị dẫm nát, liền dị tượng đều bị oanh xuyên qua. Lão tổ, Tử Bào lão giả xông lên trước, quăng ra một đạo phù chú. Phù chú trong nháy mắt nổ bể ra tới, có một mảnh tiên hải lăn lộn mà ra. Chanh, Triệu Bân một kiếm câu lạc tinh hà, bổ ra tiên hải. Kinh khủng kiếm uy, kèm thêm Tử Bào lão giả cũng một khối mang hộ đi. Ngày khác định trảm ngươi. Đợi tế cũng túng, đăng thiên bỏ chạy. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, thu Long Uyên, lật tay xách ra Bá Vương cung, tiên lôi thành tiên tiễn, ra chỉ huyết mạch bản nguyên chi lực, liền muốn một tiễn bắn ra, một tiễn này cũng đủ rồi đem đợi tế đánh phế. Ngươi nha, lão tử còn không muốn chết. Không đợi Triệu Bân mở xạ, liền nghe một tiếng mắng to. Thanh âm này, là từ đợi tế tử phủ bên trong truyền ra. Triệu Bân nghe xong một cái chớp mắt nhíu mày, lúc này mới phát giác đợi tế tử phủ bên trong, còn cất giấu một người, âm thanh còn rất quen tai, giống như là đầu chọc lão, hắn cũng trông thấy một cái bóng loáng ót. Cái nào đều có ngươi. Triệu Bân buông lỏng ra dây cung, ngắm chúng là đợi tế tử phủ. Tiên lôi như một đạo kim sắc kinh mang, xẹt qua huyết sắc thiên tiêu phốc. Chạy trốn đợi tế, tử phủ bị một tiễn bắn thủng. Cũng là tích tắc này, hắn tử phủ trốn ra một người, vẫn thật là đầu chọc lão tên kia, thân hình không là bình thường chật vật, xem ra, đã sớm bị đợi tế nắm, bị phong nhập tử phủ. A, à, đợi tế tiếng kêu thảm thiết thê lương, rớt xuống thiên khung. Triệu công tử thì tốc như kinh hồng, một trưởng đem hắn chân áp. Tha mạng, đường đường một mạch lão tổ, lại phát ra ô gào một dạng cầu xin tha thứ. Là hắn quá mức tự tin, đánh tới cuối cùng lại bị tiểu tiên chân áp. Tha ngươi, lại đi Diệp gia tìm phiền toái. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, dùng chính là một loại thanh âm già nua. Đợi tế nghe hai mắt nổi bật, tựa như đã nghe ra Triệu Bân là ai, là Diệp Lan sư phó, nhưng cái này sao có thể, một cái tiểu tiên là như thế nào diễn xuất thái hư uy thế, là nghịch thiên cấm pháp sao? Cực kỳ châm chọc là, hắn hầu ra từ đầu tới đuôi, đều bị người này đùa nghịch xoay quanh. Lần này, có thể an tâm thượng lộ. Triệu Bân không thương hại, phá vỡ đợi tế tử phủ. Xong, đợi tế tài vật liền bị quét sạch sành xanh, đợi tế nguyên thần, bao quát hắn bản nguyên, cũng bị hắn nuốt sạch sẽ, là tự oán cũng là vì Diệp gia, hắn sẽ vì Diệp Lan thanh trừ hết thảy chướng ngại. Đợi tế chết phiền muộn. Đến chết mới biết chọc không nên dây vào. T. Đầu chọc lão hán hít khí lạnh. Thái hư cảnh liền như vậy bị diệt. Nhìn gì? Đi mau a! Triệu Bân kêu một tiếng, chui vào đêm đen như mực. Đầu chọc lão hán vội vàng hoảng theo sau, một đường đều tại quét lượng Triệu Bân, ánh mắt rất kỳ quái, hàng này không phải chôn ở đáy biển U Lâm sao? Là như thế nào chạy thoát, hắn cũng thực sự là mắt phụng về, lần thứ nhất tại tinh không gặp phải lúc, lại không nhận ra cái này tiểu tiên chính là trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể. Thiếu ta một mạng, Triệu Bân ực một hớp rượu. Sẽ không quên, đầu chọc lão còn tại trên dưới nhìn lén Triệu Bân. Không biết vì sao, hắn đột nhiên sinh ra một loại muốn cùng hàng này thành anh em kết bái xúc động. Triệu Bân thì một mắt liếc xéo, nhìn lên liền biết, lão gia hỏa này muốn cho hắn đổ máu. Thiên Linh Châu đâu, đầu chọc lão hán tựa như nghĩ tới điều gì. Gì Thiên Linh Châu, Triệu Bân một mặt mờ mịt, lại giả ngu giả ngốc. Không biết xấu hổ đúng không? Quang lão đầu mặt to, trong nháy mắt đen cái đỉnh thấu. Ta gần nhất lại có chút nhì mất trí nhớ. Triệu Bân hí kịch tinh phụ thể, còn vuốt vuốt là ót. Không cho cũng được, giúp lão phu đánh cá nhân. Đánh ai? Cuồng Anh Kiệt. Cuồng Anh Kiệt, Triệu Bân trao lên lông mày. Cái này đã là hắn nghe lần thứ hai ngửi cái tên này. Tên bên trong có cuồng chữ, cái kia hàng hẳn là một cái hiếu chiến chủ. Không lâu, hai người chui vào một mảnh U Lâm sơn lâm, Triệu Bân còn tốt, đầu chọc lão mới vừa vào tới, liền đặt mông ngồi đó, từng ngụm ho ra máu, là thương quá thảm trọng, khí huyết uể oải không chịu nổi. Còn nhớ, Triệu Bân lấy một khỏa linh dược. Dễ nói, đầu chọc lão không khách khí, nuốt thiên đan liền ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp lúc, mi tâm còn có một đạo cổ lão bí văn chậm rãi khắc họa, tiếng long ngâm bên tai không dứt, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể nhìn thấy long chi dị tượng, cũng đối, hàng này vốn chính là một con rồng, ô long cũng là long. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Làm một vố này, sánh được cột chắc mấy cái thánh tử. Thu hẹp tài vật, hắn mới lấy một cái bình ngọc nhỏ, trong đó chứa là thanh sắc chất lỏng,
có thể bổ mạo xưng hắn đồng lực, nhưng cái này vật nhi rất đắt, liền một chai nhỏ này, liền giá trị mười mấy vạn tiên thạch. Vẫn là chính mình luyện chế so sánh tiết kiệm tiền. Triệu Bân một bên thích thuốc nhỏ mắt nhi, một bên thầm nói. Hắn có hỏa diễm, vẫn là một đạo bất phàm tiên hỏa, phải chăng nên nếm thử làm một cái luyện đan sư, mặc dù Tú Nhi không có dạy qua hắn luyện đan, nhưng hắn tin tưởng vững chắc lấy hắn thông minh tài trí, có thể tự học thành tài. Khôi phục một chút động lực. Hắn lật ra một tấm bản đồ, là thiên khung di tích địa đồ, từ đợi tế cái kia càn quét tới, phân biệt sau địa thế, mới xác định bây giờ vị trí chỗ ở, cứ vậy mà làm cả buổi, lại vẫn tại khu vực biên giới, di tích quá bao la quá mênh mông, so ngày xưa ma vực di chỉ còn lớn mười mấy vòng nhi. Nhìn bản đồ này không cần, đầu chọc lão nhìn sang. Nói mò, phía trên này ký hiệu rất rõ ràng, Triệu Bân còn tại vùi đầu nhìn. Thiên khung di tích thời khắc đều đang thay đổi động, đầu chọc lão chậm chậm nói, tiện tay còn chỉ chỗ sâu, càng đi vào trong, biến động liền càng thường xuyên, cho dù cầm địa đồ, cũng sẽ lạc đường. Thời khắc biến động, Triệu Bân một mặt tân kỳ. Di tích tự thành càn khôn, quang lão đầu ực một hớp rượu, đã lau bên miệng vết rượu sau, mới tiếp tục nói, thiên khung tiên vương mặc dù táng diệt, có thể đạo còn tại, càn khôn chính là lấy đạo làm căn cơ diễn biến, đã cùng mảnh đất này hòa làm một thể, sẽ cải biến thế núi hình dạng mặt đất. Khó trách có thể nghe đạo âm, Triệu Bân lại vòng xem qua một mắt tứ phương. Đầu chọc lão không lại nói, lại từ trong ngực móc ra hắn cái kia cổ lão la bàn. Ngày xưa, hắn chính là bằng này la bàn, tìm được đáy biển U Lâm, đối với tìm bảo bối có kỳ dị chi lực. Còn tại, đầu chọc lão ánh mắt sáng như tuyết. Người cái này la bàn không tệ, Triệu Bân sờ cầm một cái. Đi, ra dẫn người đi tìm bảo bối. Đầu chọc lão xoay người nhảy lên. Triệu Bân thu địa đồ, trơn tru đi theo, chưa từng chất vấn hàng này tầm bảo bối bản sự, đáy biển U Lâm chính là một cái ví dụ rất tốt, viên kia thiên linh châu, bây giờ còn tại vĩnh hằng giới để đâu. Chờ chuyện này kết, theo ta đi tu la tinh vực. Đầu chọc lão nói, đi cái kia làm gì, Triệu Bân một đường đều tại nhìn lén tứ phương, để phòng đi trong hố. Lúc trước ta đã nói xong, giúp ta đánh cái kia cá tính cuồng. Đầu chọc lão cười ha ha. Hắn gì tu vi? Huyền tiên, đầu chọc lần trước âm thanh ho khan. Người cái động hư cảnh, còn chiến không được huyền tiên. Triệu Bân lại nhíu mày. Tiểu tử kia trời sinh thần cốt, bản nguyên dị thường bá đạo, luận huyết mạch không giống như người vĩnh hằng tiên thể yếu. Đầu chọc lần trước lời nói trọng tâm dài, cũng không sao, người ta hợp lực nhất định có thể trấn áp hắn. Vậy thì đi một chuyến. Triệu công tử trở về chứng trạc đàng hoàng. Kỳ thực. Hắn là tại đánh liếc mắt đại khái, tu la tinh vực biết bao xa xôi, thật xa chạy vậy đi, chỉ vì đánh một cái huyền tiên cảnh, còn chưa đủ vừa đi vừa về lộ phí, hắn có sứ mệnh, cũng không có như vậy thanh nhàn. Này, hai người mới vừa xuất sơn lâm, liền nghe bực này lời nói. Là nam, sáu cái hắc bào nhân, mỗi sát khí mãnh liệt. Triệu Bân không nói chuyện, liếc qua đầu chọc lão không ngôn ngữ, mắt liếc Triệu công tử, cái này mẹ nó là lần thứ ba a. Sao hai ta góp một khối, liền có cản đường đánh cướp. Tốc chiến tốc thắng. Hai người đều sách đã xuất ra hỏa. Xét thấy đám giặc cướp này không thể nào mở to mắt, hai người bọn họ hạ thủ không nhẹ không nặng, thuần thục, toàn bộ quật ngã trên mặt đất, cũng chỉ đoạt đối phương bảo vật, xong việc đưa hết cho người dập cái cổ siêu vẹo trên cây. Giặc cướp rất thất vọng, tới di tích chính là tổ đội đánh cướp, lại bị đoạt sạch sành sanh. Thật đúng là đang thay đổi động A. Như lời này. Triệu Bân một đường không biết lẩm bẩm ngữ bao nhiêu hồi. Hắn có thể rõ ràng nghe, trong di tích có mờ mịt đạo âm vang vọng, càn khôn ở trong tối tử vận chuyển, đúng như đầu chọc lão tiên phía trước lời nói, càng đi chỗ sâu đi biến động càng nhanh, thế núi hình dạng mặt đất cũng tại thay đổi, cái này có thể so sánh ma vực di chỉ huyền ảo hơn nhiều, đó là đại trận đang chống đỡ, đây là hư ảo đạo. So sánh hắn, đầu chọc lão liền bình tĩnh nhiều. Hàng này là một lòng một dạ tìm bảo bối. Phần lớn thời gian nhìn vẫn là la bàn. Đi tới một mảnh trước thác nước, hắn mới chậm rãi định thân, như một cây cọc gỗ xử tại cái kia, khi thì coi thường con mắt nhìn dưới chân, khi thì ngửa đầu nhìn thiên không, trừ này, chính là ôm la bàn một hồi hí hoái. Nơi tốt, Triệu Bân nhìn nhưng là thác nước, có tiên quang bốn phía. Chính là cái này, đầu chọc lão cuối cùng là thu la bàn, tiện tay xách ra kim kiếm. Gặp chi, Triệu Bân cũng đưa ra Long Uyên. Từ xưa cơ duyên chi địa, bình thường đều tiềm ẩn ách nạn. Hai người như kinh hồng,
xuyên qua cái kia phiến thác nước, trong đó có khác càn khôn, là một mảnh tiểu giới, nhưng so sánh phía ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nơi đây lại dị thường lờ mờ, hoang vu cô quạnh, cũng không có một ngọn cỏ. Ở đây sẽ có bảo bối, Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng. Đừng động, đầu chọc lão đưa tay, lại đem Triệu Bân túm trở về. Triệu Bân lúc này mới phát giác không đối với, ngửa con mắt xem xét, trời xanh lại có từng khỏa ngôi sao màu đỏ ngòm tô điểm, lập lòe yêu dị tinh huy, nhìn nhiều như vậy vài lần, tâm thần còn có một cái chớp mắt trong nháy mắt hoảng hốt. Đó là cái gì? Triệu Bân vấn đạo. Ác linh, đầu chọc lão quăng ra một đạo phù. Tiểu thế giới ông run lên, tùy theo thay đổi cái bộ dáng. Triệu Bân lúc này mới gặp, trên mặt đất tràn đầy xương khô, nên tầm bảo giả, chôn nhiều người như vậy, khó trách có nhiều như vậy ác linh, nhìn cái kia yêu dị gian ác tinh quang, đều bừng tỉnh giống như từng trương dữ tợn khuôn mặt. Ở đây đến tột cùng có cái gì? Triệu Bân còn đang nhìn tinh thần. Tới, hướng về cái kia nhìn, đầu chọc lão chỉ hướng hư không một phương. Triệu Bân theo con mắt nhìn qua, có thể gặp hai sợi bạch quang tại mờ mịt chi đỉnh bay múa. Hắn nhìn hai mắt híp lại, cũng nhìn ánh mắt kỳ quái, đó là ánh sáng vô lượng a. Có thể nhận ra đó là cái gì? Quang lão đầu cười nói. Tự nhận phải, Triệu Bân gật đầu, đã vô tận thị lực, xác định đó là vô lượng tiên quang, có thể mảnh này tử tịch chi địa, vì sao lại có thứ này, là tầm bảo giả công đức, bị tinh luyện ra. Hay là thiên khung tiên vương táng diệt lúc còn sót lại. Lắng động đến khu này thế giới. Mặc kệ là khả năng nào, đây đều là cơ duyên tạo hóa. Ánh sáng vô lượng thế nhưng là bảo bối tốt, căn nguyên của hắn rất thích thú đâu. Có làm hay không, đầu chọc lão chọc chọc Triệu Bân. Tới đều tới rồi, Triệu Bân trong mắt lóe sáng tinh quang. Dứt lời, hai người chiến lực toàn bộ triển khai, đầu chọc lão hắn tức thì hóa thành một đầu rồng lớn màu đen, Triệu Bân thì mở tuyệt cảnh, muốn ánh sáng vô lượng, muốn cái này tạo hóa, phải một đường giết đến mở mịt tối đỉnh. Ô ô, hai người vừa xông lên, ngôi sao đầy trời thì thay đổi hình thái. Hóa thành từng con ác linh, có hình người cũng có thú loại hình thái, diện mục so lệ quỷ càng dữ tợn, từ bốn phương tám hướng chiêu hai người vây tới. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân huy động Long Uyên, lấy kiếm mưa mở đường. Đầu chọc lão thì bay lên trời, lấy long quang tụ thành áo giáp. Hai người phối hợp coi như mặc khế, đầy trời ác linh, bị bọn hắn sinh sinh giết mở một con đường, ô gào âm thanh đầy lờ mờ thiên, liên miên ác linh rơi xuống thương khung. Hóa thành một vũng máu biến mất không thấy gì nữa. Nhiên, ác linh quá nhiều, công phạt cũng là phô thiên cái địa. Chớ nói đầu chọc lão, liền Triệu công tử đều liên tiếp đẫm máu. Sợ là không đợi giết tới, liền bị diệt. Đầu chọc lão lại hóa về hình người, cực điểm vũ động kim kiếm. Ác linh không phải một hai con, cái kia mẹ nó chính là một mảnh hải dương. Triệu công tử thì công phạt vô song, so sánh cái kia trăm năm hồng trần lộ sát phạt. Cái này đều chuyện nhỏ, chỉ là ác linh, ngăn không được con đường của hắn, tung không có đầu chọc lão, một mình hắn cũng có thể một đường giết tới. Giống, cùng với tiếng gào thét, một tôn khổng lồ cự linh ầm vang lộ ra. Đó là một đầu quái vật đáng sợ, hoặc giả thuyết là rất nhiều ác linh tụ tập thể, chiều cao trăm trượng, sinh ra ba đầu sáu tay, sáu viên to lớn con mắt, tất cả huyết hồng một mảnh, có tia chớp màu đỏ ngòm phách chạm mà ra, lại nhìn cái kia huyết bồn đại khẩu, cũng đầy đủ xâm nhiên. Há miệng chính là vòng xoáy, sức cắn nuốt cực mạnh. Dáng vóc lớn không dậy nổi. Đầu chọc lão đại mắng, huy kiếm chém ra một đạo tinh hà. Khổng lồ cự linh tại chỗ bị sinh bổ, lại hóa thành vô số ác linh. Siêu! Triệu Bân gặp khe hở cắm châm, như một đạo kinh hồng ngút trời mà qua. Đâm đầu vào, liền đụng vào một đạo huyết mang, cấp tốc sấm sét, đánh cho hắn hoành lật hư không 800 trượng, phía sau chính là đầu chọc lão, vừa mới rơi xuống. Thì thấy ô ương ác linh đánh tới, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Nhìn ra tay giả, càng là một cái ác linh thiếu nữ. Nàng cùng với những cái khác ác linh khác biệt, nàng có thái hư cảnh uy áp. Phốc, oanh, Triệu Bân mạnh mở thiên cương, chấn diệt một mảnh ác linh. Đầu chọc lão cũng mở bí pháp, nhảy ra ác linh vây giết. Đi, hai người đồn gọi là cái trơn chu nhi a. Ác linh một đường truy sát. Mãi đến Triệu công tử cùng đầu chọc lão trở lại đại địa, mỗi người mới thối lui, lại hóa thành từng khỏa ngôi sao màu đỏ ngòm, tô điểm tại thiên không, nở rộ vẫn là yêu dị tà ác quang. Tính sai. Đầu chọc lão lung la lung lay, Triệu Bân cũng một bước không có đứng vững. Rất rõ ràng, thiếu nữ kia không bị áp chế, là thái hư cấp ác linh,
như đoán không sai mà nói, càng đến gần Phiêu Miểu Phong đỉnh, liền càng nhiều cường đại ác linh, lại cũng là không bị tu vi áp chế loại kia, cái này còn đánh cọng lông cái nào. Không có thái hư cảnh chiến lực, ai mẹ nó dám xông đi lên a. Toi công bận rộn một hồi. Đầu chọc lão lại ngồi trên mặt đất, dương mắt nhìn thiên không. Rõ ràng có thể trông thấy cái kia hai đạo ánh sáng vô lượng, hết lần này tới lần khác có ác linh cản đường. Xem ra, có cần thiết mời bọn họ nghe một khúc. Triệu Bân thu Long Uyên, tiện tay mang ra hắn thạch đàn. Đặc thù thời kỳ thủ đoạn đặc thù, không bị tu vi áp chế ác linh, nhưng là không thể cứng rắn làm, bực này quang cảnh, khúc đàn so chiến lực dễ dùng, quấy dày lũ ác linh ý thức, có lẽ có thể phá cục này, thực sự không được, chỉ có thể dùng thiên kiếp chào hỏi, ánh sáng vô lượng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người còn có tâm tình đánh đàn, đầu chọc lão ho một ngụm máu. Thử xem thôi, Triệu công tử gỡ tay áo, nhiệt tình nhi mười phần. Chanh! Triệu Bân kích thích dây đàn, du dương tiếng đàn vang lên theo. Hắn đánh chính là tình thế tiên khúc, tự nhận tiếng đàn vẫn là rất mỹ diệu. Ai nha! Đầu chọc lão nghe xong, lông mày chọn lão cao. Thật không có nhìn ra a, hàng này lại vẫn tinh thông âm luật. Vù vù! Bầu trời phương hướng nhiều tật phong. Chờ đầu chọc lão hán ngửa đầu nhìn bầu trời lúc, ngừng lại một hồi nước tiểu rung động, cái kia đầy trời ngôi sao màu đỏ ngòm, lại cũng thay đổi hình thái, lại trở thành từng cái ác linh, rất có từ thiên xuống tư thế, trên thực tế, bọn chúng thật sự xuống, giống như một mảnh quang vũ, xối đầy cái này toàn bộ tiểu thế giới. Ngươi nha, đừng gảy, đầu chọc lão vội vàng hoảng đứng dậy. Bình tĩnh, Triệu công tử ổn ép một cái, vẫn như cũ kích thích dây đàn, đầy trời ác linh hạ xuống, hẳn không phải là tới đánh nhau, mà là tới nghe khúc, tỉnh thế tiên khúc. Độc hữu một loại ma lực. Hắn đoán một chút cũng không giả. Xuống ác linh thật sự không có ác ý. Có hy vọng. Triệu công tử ánh mắt rạng rỡ, đánh càng có sức. Càng ngày càng nhiều ác linh xuống, lúc trước là từng cái một hung thần ác sát, bây giờ đều bừng tỉnh giống như thành từng tôn khôi lỗi, đứng ở đó tĩnh tâm lắng nghe khúc đàn, nào còn có nửa chút ý sát phạt. Cái này cũng được, đầu chọc lão thần sắc đặc sắc, lần lượt vòng nhìn bốn phía. Học tập lấy một chút, Triệu Bân một lời lời nói ý vị sâu xa, bức cách gia nhập vào giai cảnh. Có cái này tuyệt chiêu không còn sớm lấy ra. Phương pháp này có tệ nạn, rất tốn thời gian. Triệu Bân chậm chậm nói xong ngước mắt liếc bầu trời một cái. Cũng không phải là tất cả ác linh đều xuống, tựa như ác linh thiếu nữ, giống như một cái cô hồn dã quỷ, đặt cái kia bay tới bay lui, muốn cho nàng xuống nghe hát, không phải liền phải đợi đi. Đến nỗi muốn chờ bao lâu. Ai đây nói chuẩn, có lẽ là 2-3 ngày, có lẽ là 2-3 tháng, nguyên nhân chính là hắn sớm biết những thứ này, lúc trước mới lựa chọn trùng sát, bởi vì tiết kiệm thời gian, bây giờ đến xem, vẫn là con đường này an toàn. Điều này cũng đúng. Đầu chọc lão không có nhàn rỗi, vung xuống một mảnh phù chú. Đều là cao giai che lấp phù, để tránh người bên ngoài nghe, chạy tới đây quấy rối. Theo Triệu Tử Long lời nói, đơn giản vấn đề thời gian, vì cái kia hai đạo ánh sáng vô lượng. Bọn hắn phải hướng chết hãy đợi a. Chanh! Triệu Bân tiếng đàn, càng nhiều tỉnh thế chi ý. Chớ nói lũ ác linh, ngay cả ánh sáng lão đầu có chút mơ hồ. Lão đại, nàng xuống. Long Uyên một tiếng gào to, từ vĩnh hằng giới chạy ra. Đầu chọc lão bị giật mình tỉnh giấc, ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn Long Uyên. Thanh kiếm này! Thật có ân tình hóa! Siêu! Ác linh thiếu nữ đã rơi vào trên mặt đất. Gặp nàng! Đầu chọc lão vô ý thức lui một bước. Thiếu nữ này hung rất nhiều, lúc trước hơi kém đem hắn dây. Siêu, siêu. Ác linh thiếu nữ sau đó, càng nhiều ác linh hạ xuống. Những thứ này, đều là không bị tu vi áp chế loại kia. Dù vậy, cũng còn có ác linh tại mờ mịt bồi hồi, so ác linh thiếu nữ càng mạnh mẽ hơn. Đầu chọc mắt lão ba nhìn xem, cũng dương mắt chờ lấy, chờ những đại lão kia cấp ác linh xuống, hắn liền có thể trộm đạo đi lên. Đem hai đạo ánh sáng vô lượng lấy xuống, xong, liền chuồn mất. Cái này vừa đợi, chính là một ngày một đêm. Chính như Triệu Bân lời nói, phương pháp này có phần tốn thời gian. Nếu không thì, ngươi đi lên đánh, đầu chọc lão tiểu tiếng nói. Bọn chúng chưa xuống trước khi đến, cũng không thể đi lên tìm kích động. Triệu Bân nói. Điều này cũng đúng. Đầu chọc lão xùy tay, lại ngồi xổm trở về tại chỗ. Bầu trời là ác linh địa bàn. Dám can đảm có vật sống bước vào, dám can đảm có vật sống tới gần ánh sáng vô lượng, ắt gặp công phạt. Nhưng,
nếu bầu trời không có ác linh, vậy thì nói khác. Cho nên, còn phải chờ ác linh toàn bộ xuống, mới có thể đặt chân cái kia phiến cấm khu, mà cái này sứ mệnh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, Triệu Tử Long phụ trách đánh đàn kiềm chế ác linh, hắn phụ trách cầm ánh sáng vô lượng thôi. Không có ngươi, lão tử như cũ có thể cầm tới. Cái này, là Triệu công tử tâm ngữ, hóa mấy cái trên phân thân đi, túm cũng có thể cho ánh sáng vô lượng kéo xuống tới, bất quá, nơi đây là đầu chọc lão tìm đến, độc chiếm như vậy, vậy thì quá không nói võ đức. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định lấy ít khuôn mặt. Tới, cho ra cười một cái, đầu chọc lão hứa là quá nhàm chán, chọc chọc Long Uyên. Cút đi, Long Uyên kiếm cũng là có ý tứ, một lời mắng bá khí ầm ầm, thuận tiện, cũng chọc chọc đầu chọc lão, nó cái này đâm một cái không sao, cho đầu chọc lão thân bên trên đâm ra mấy cái huyết động. Hắc, xuyệt, không đợi đầu chọc lão bão nổi, liền nghe Triệu Bân hư thanh. Chờ nhìn thiên không, đầu chọc lão vô ý thức đứng lên, bởi vì mờ mịt tối đỉnh có dị biến, có cổ lão dị tượng đang diễn hóa, có ảo diệu đạo âm vang vọng, cùng tỉnh thế tiên khúc sen lẫn cùng múa. Ý cảnh, hai người tất cả lẩm bẩm ngữ. Thì ra, nơi đây chân quý nhất không phải ánh sáng vô lượng, mà là dấu ở phiêu miểu phong đỉnh ý cảnh, đạo âm bên trong tiềm ẩn hàm ý, dị tượng bên trong diễn xuất đạo pháp tắc, cách rất xa cũng có thể rõ ràng trông thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đầu chọc lão không lại nói nhảm, nghe tâm thần xa vào. Triệu Bân mặc dù tại kích thích dây đàn, nhưng cũng tĩnh tâm nghe đạo. Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, hai người tâm cảnh đều có thăng hoa, đều bắt một chút đạo chân lý, đó là thiên khung tiên vương khi còn sống cảm ngộ, nghe bầu trời đạo âm, tựa như tại lắng nghe tiên vương giảng đạo. Chẳng biết lúc nào, đạo âm mới tán đi. Tùy theo tản đi, còn có cổ lão dị tượng. Bây giờ lại đi nhìn bầu trời, đã không thấy nửa cái ác linh, đều tại bọn hắn nghe đạo trong khoảng thời gian này, từ trên trời xuống nghe hát, có như vậy mấy tôn cường đại, giống như môn thần đứng ở Triệu Bân bên cạnh thân. Nhanh! Triệu Bân thúc giục một tiếng. Đầu chọc lão hán nhất phi trùng thiên, như kinh mang xuyên thẳng thiên tiêu. Xong, chính là chơi trốn tìm trò chơi, hai đạo ánh sáng vô lượng rất nghịch ngợm, đầy trời tán loạn, hơn nữa như điện chớp nhanh. Đầu chọc lão dồn hết đủ sức để làm đuổi hơn nửa ngày, cứ thế không có đuổi tới ánh sáng vô lượng. Cái nào chạy? Đầu chọc lão lấy một cái hồ lô vàng, niệm tụng pháp quyết. Hồ lô một hồi ông rung động, cưỡng ép đem ánh sáng vô lượng hút tới. Đi! Đầu chọc lão không trì hoãn, thứ nhất chui ra khỏi tiểu thế giới. Triệu Bân cũng theo đó đứng lên, một bên đánh đàn một bên lui lại, mãi đến tiểu thế giới biên giới, mới quay đầu vọt ra ngoài. Phía sau là một mảnh kêu gào, nhưng không kéo dài quá lâu, liền hóa thành tinh thần. Tới, ngươi! Đầu chọc lão ha ha cười không ngừng, phân một đạo ánh sáng vô lượng. Triệu công tử từ không khách khí, nắm trong tay xem đi xem lại, cái này có thể so sánh ân ban ngày đạo kia ánh sáng vô lượng, mạnh hơn nhiều lắm, không xác định có phải hay không thiên khung tiên vương công đức, lại tiềm ẩn lực lượng thần bí. Không tệ! Triệu Bân cười cười, đem ánh sáng vô lượng bỏ vào tử phủ. Vĩnh Hằng bản nguyên quay cuồng một hồi, rất tự giác hấp thu đồng hóa. Chuyện giống vậy, đầu chọc lão cũng tại làm, lấy bí pháp tan ánh sáng vô lượng, cả người cũng không giống nhau, toàn thân tia sáng nở rộ, lại vẫn tiến giai tu vi, hai cái con ngươi tử giống như mặt trời nhỏ. Ngô! Triệu Bân thì kêu đau một tiếng. Ánh sáng vô lượng dung nhập bản nguyên sau đó, khiến cho bản nguyên khôi phục, tạo ra được sức mạnh cực kỳ khủng bố, suýt nữa xông phá hắn bảy thiên kiếp phong ấn. Đến nỗi tu vi cảnh giới, cũng suýt nữa xông phá tiên nhân bình cảnh. Ngăn chặn. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, lại tăng thêm mấy đạo phong ấn. Hắn không đợi đến cảnh tượng hoành tráng, thiên kiếp không thể lãng phí. Thế nào không tiến giai? Đầu chọc lão ngạc nhiên. Thời cơ còn chưa tới. Triệu Bân lau đi khóe miệng máu tươi. Tiên nhân cảnh trận này thiên kiếp, hắn đã phong đầy đủ lâu, đến hôm nay đã đến cực hạn, nếu không độ kiếp. Mỗi nhiều một giây đều biết tổn hại căn cơ, nhưng hắn dã tâm cũng đủ lớn, tổn hại căn cơ cũng đè lên. Để cho ra ra xem, nào còn có bảo bối. Đầu chọc lão lại cầm la bàn, vùi đầu một hồi chơi đùa. Đây là một cái quỷ quái vật, không phải gì bảo bối đều có thể cảm giác, cũng là xem nhân phẩm, chủ yếu là thiên khung di tích có càn khôn quấy nhiễu, phần lớn thời gian đều không ra thế nào linh nghiệm, còn phải chính mình đi tìm. Lão đại, huynh đệ của ngươi bị đánh. Triệu Bân não hải, đột nhiên vang lên một hồi gào to. Là phân thân tại truyền âm,
không có tìm được bảo bối cùng Hắc Sơn lão ma, lại tìm đến hai vật nhỏ, cũng chính là quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa, thật một đôi cá mè một lứa, đã bị trùy không gặp người hình. Triệu Bân kết nối phân thân ánh mắt nhìn lên, đích thật là cái kia hai hàng. Nhìn những người đuổi giết, đây không phải là một hai cái, đó là một mảng lớn cái nào. Trông thấy người thật cao hứng. Triệu Bân không trì hoãn, chạy thẳng tới phương kia. Kẻ đuổi giết bên trong, có vẻ như có hắn tình nhân cũ. Chạy đi đầu thai sao, đầu chọc lão cũng đuổi theo. Sau đó sẽ có một hồi huyết chiến, Triệu Bân ực một hớp rượu. Dễ nói, đầu chọc lão trong tay la bàn, đổi thành kim kiếm, chuẩn bị kề vai chiến đấu, trên thực tế hắn là đánh xì dầu, có vĩnh hằng tiên thể giữ mã bề ngoài, huyền tiên cấp thái hư cảnh một dạng chiếu diệt. Oanh! Ầm ầm! Đêm thiên khung di tích, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Bốn phương tám hướng đều có động tĩnh, tiếng ầm ầm liên tiếp. Có gan đơn đấu, đều không cần mặt đúng không? Trong tiếng ầm ầm, có nãi thanh nãi khí tiếng mắng. Là quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa, đang bị một món lớn cường giả truy sát, trốn chính là lộn nhào, bọn hắn chiến lực là không kém, nhưng cũng phải nhìn tình huống, nhiều người như vậy liên hợp vây công, có thể gánh vác mới là lạ. Cho ta bắt sống. Sau lưng, lời nói lạnh như băng một đường đi theo. Thật có Triệu Bân tình nhân cũ, Vấn Thế Tiên Tông Thánh Tử Lương Khâu, cũng thuộc về hàng này đuổi hung nhất, hắn nhận ra quỷ tinh nghịch, hắn nhớ rất rõ ràng, cái vật nhỏ kia cùng Triệu Tử Long quan hệ rất không tệ, Triệu Tử Long mặc dù chết, nhưng hắn khí lại không tiêu tan, phải tìm người vung vung hỏa nhi. Hai ta hôm nay sợ là phải quỷ a. Hồ lỗ oa ho một ngụm máu. Sư phó cho ta tính qua, ta mệnh có thể cứng rắn. Quỷ tinh nghịch chạy tặc nhanh. Hảo huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hồ lỗ oa gào to đạo, người quỷ tinh nghịch đều nói, mạng rất dai, cầm huynh đệ phải dính một chút quang. Ai? Quỷ tinh nghịch một tiếng nhẹ kêu, liếc mắt nhìn trong ngực Vân Thiên Châu. Hạt châu này tranh nở rộ ánh sáng, là một đạo cực kim quang sáng chói, đó là một dấu ấn, Triệu Tử Long lạc ấn, lúc trước khắc xuống, cũng chính là nói, nhà hắn lão tam cũng ở đây phiến thiên địa. Chống đỡ. Triệu Bân đích xác đã đến, lấy nguyên thần truyền âm. Đầu chọc lão liền đi theo hắn bên cạnh thân, thấy đối phương đội hình, trong nháy mắt sợ không có dấu hiệu nào, cái kia một món lớn cường giả, không thiếu thái hư cảnh a. Cái này như xông lên, Triệu Tử Long cũng không ngăn được. Làm đánh lén thôi. Triệu Bân không chuẩn bị đi ra, liền núp trong bóng tối, xách ra bá vương cung, chuẩn bị lần lượt chỉ đích danh, có thể hay không cứu quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa tạm dừng không nói, tối nay một trận chiến này, lại là một hồi trận đánh ác liệt. Chơi bạc mạng trốn. Triệu Bân lại một lần truyền âm, hắn thì dương cung cài tên. Đầu chọc lão tuy có một chút từ tâm, nhưng vẫn là đổi ra hỏa sự tình, cũng là một cái đại cung, đen thui, nhưng dây cung lại là kim quang rực rỡ. Đó là một cây gân rồng, rèn luyện đủ trăm năm. Trốn a! Quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa gào to âm thanh, vang dội khắp núi rừng. Nghe xong Triệu công tử lời nói, hai người bọn họ thật sự là chơi bạc mạng mở đồn. Sau lưng, tiền lớn cường giả truy sát, cũng là nghĩ bắt hai người bọn họ luyện đan, chớ nhìn bọn họ dáng vóc thấp, lại người người huyết mạch bất phàm, lại cũng là đồng tử thân, luyện vào đan dược, không thể thích hợp hơn. Lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Lương Khâu kêu gào âm thanh, hoàn toàn như trước đây vang dội. Ra mắt thánh tử thân phận tôn quý, hộ vệ so Ngụy Hồng hơn nhiều, dòng dã 4 tôn thái hư cảnh, trừ này, còn có 6 tôn nửa bước thái hư, 8 tôn động hư đỉnh phong, liền cái này đội hình, bọn hắn đi vào đều không cần tầm bảo, nhìn thấy ai khó chịu, tại chỗ làm là được rồi, là vấn đề gì? Giết người cướp của. Có câu nói rất hay, súng bắn chim đầu đàn. Triệu công tử mũi tên thứ nhất, ngắm trúng chính là Lương Khâu. Ông, lôi đình tiễn bá tuyệt, như một đạo kinh mang xẹt qua hắc ám. Đang gào vang dội Lương Khâu, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị một tiễn bắn thủng, vốn là, Triệu Bân tỏa định là đầu lâu, bắn cung chính là tuyệt sát, đáng tiếc, Lương Khâu trên người có thủ hộ chi pháp, chính là một tầng lồng ánh sáng màu đen, che lại thể phách, khiến tiễn đạo trệch hướng, bỏ lỡ đầu người yếu hại, bắn thủng là lồng ngực hắn, dù vậy. Cũng đã đủ hàng chịu, nguyên thần cũng gặp trọng thương. A, à, Lương Khâu kêu thảm, ứng thanh ngã xuống đất. Cùng chẳng phân biệt được tuần tự, vẫn là một cái áo bào tím người, bị là đầu chọc ra một tiễn, hắn liền không có như vậy may mắn, bị đầu chọc lần trước tiễn, xạ diệt thân thể, nguyên thần hơi kém tại chỗ nổ tung.
Thánh tử! Chúng ra mắt tông trưởng lão vội vàng hoảng tiến lên, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Biến cố tới quá đột ngột, thậm chí những cường giả khác, cũng đều biến sắc, rất rõ ràng, âm thầm có người, lại nhất định là hai cái này vật nhỏ đồng bọn, lúc trước đuổi quá hung, nghiễm nhiên không để ý đến cảm giác. Ông! Bọn hắn kinh dị một cái chớp mắt, Triệu Bân không ngừng dương cung cài tên, từng đạo lôi đình tiễn tự hắc âm thầm bắn ra, thật sự là lần lượt chỉ đích danh, ba cái hắc bào nhân tại chỗ đẫm máu, càng thuộc thứ hai cái, tại chỗ bị miểu sát. Lăn ra đến. Đệ nhất ra mắt trưởng lão hừ lạnh, một trưởng vỗ hướng về phía hắc ám. Như hắn như vậy, không thiếu thái hư cảnh cũng tại cùng một thời gian ra tay. Ta đột. Triệu Bân chân trơn chu, tại công phạt tới người phía trước một cái chớp mắt, cưỡng ép chui ra ngoài. Đồng dạng bị công phạt, còn có đầu chọc lão, cái kia hàng so Triệu Bân càng kê tặc, bắn ra một tiễn sau đó, quay đầu liền chạy, không thiếu cường giả truy sát đi qua, huyên náo tiếng ầm ầm vang lên theo. Siêu. Siêu, hồ lỗ hoa cùng quỷ tinh nghịch trốn cũng không quay đầu lại, cũng không phải là không nghĩa khí, mà là lấy hai bọn họ thời khắc này trạng thái, ở lại đây cũng là gánh vác, không thể giúp huynh đệ chiếu cố, cũng không thể cho thêm phiền. Cũng có người đuổi giết bọn hắn, trong bóng tối đều có. Bọn hắn trốn chui phương hướng, cũng là tiếng ầm ầm một mảnh. Oanh, phanh, so sánh hai phe này, Triệu công tử bên kia mới là thật náo nhiệt. Chừng tám thành trở lên cường giả tại vây giết hắn, trong đó có hơn phân nửa, cũng là thái hư cảnh, như nửa bước thái hư cùng động hư đỉnh phong giả, cũng là vừa nắm một bó to, công phạt một cái so một cái mãnh liệt, đao mang kiếm quang, pháp khí bí bảo. Phô thiên cái địa đập, kháng đánh như Triệu công tử, đều bị đánh huyết cốt bay tứ tung, song quyền nan địch tứ thủ, động hư đỉnh phong không đáng sợ, nửa bước thái hư cũng không dọa người, chán ghét là thái hư cảnh, có thể tới cái này cấp bậc. Cái nào đều không phải là hạng người qua loa, cho dù bị áp chế đến huyền tiên, cũng là kinh khủng dị thường, Triệu Bân có thể diệt huyền tiên cấp thái hư cảnh không giả, thế nhưng phần lớn đánh chính là tập kích bất ngờ, thật muốn chính diện cứng rắn làm, thật muốn một người đối mặt nhiều như vậy lão gia hỏa. Ngạnh chiến nhất định bị đánh thành cho. Oanh! Đang khi nói chuyện, đầy trời công phạt lại đến. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, lại một lần phi đột. Sút sạch! Hắn còn liếc nhìn quỷ tinh nghịch cùng đầu chọc lão bên kia, truy sát ba người cường giả, không phải số ít, đầu chọc lão còn tốt, quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ hoa cũng rất nguy hiểm. Phải đem kẻ đuổi giết dẫn tới. Triệu Bân trong lòng một lời, trong nháy mắt mở tuyệt cảnh, cũng không lại che lấp bản nguyên, huyết mạch dị tượng tùy theo diễn hóa. Dị tượng kia, vĩnh hằng tiên thể, hiện trường kinh ngạc âm thanh một mảnh, cũng là lão gia hỏa, cũng đều nhận ra một loại nào đó dị tượng. Đây không phải bí mật, hơi có chút nội tình thế lực, đều truyền thừa có cổ tịch, ghi lại quá nhiều máu mạch dị tượng, trong đó, liền có vĩnh hằng thiên thể, trừ mạch này chi nhánh, còn có vĩnh hằng thiên thể, vĩnh hằng linh thể, cùng với càng bá đạo hơn vĩnh hằng thần thể. Hắn là Triệu Tử Long. Nếu không thì thế nào nói cũng là kẻ già đời, phản ứng chính là nhanh. Nhưng cái này sao có thể, Triệu Tử Long không phải sớm đã chôn ở Nam Thiên Thành sao? Oanh! Kinh ngạc âm thanh bên trong. Triệu Bân đỉnh đầu, có một đạo kim quang bay ra, xuyên thẳng thiên tiêu, sáp nhập vào hư vô, triệt để diễn mở vĩnh hằng tiên thể dị tượng, đây không phải khoe khoang, đây là tại dẫn địch. Đừng nói, thấy dị tượng này, những cái kia truy sát đầu chọc lão, quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ hoa cường giả, đều thông suốt định rồi thân, cũng là kiến thức rộng chủ, sao có thể không nhận ra cấp độ kia dị tượng, nguyên nhân chính là nhận ra, mới phá lệ kinh hãi, cái kia mẹ nó chính là vĩnh hằng tiên thể a. Không đuổi. Bọn hắn đều không đuổi, đều gạt trở về, so sánh hai cái này tiểu hài nhi cùng lão già đầu chọc kia, vĩnh hằng tiên thể có vẻ như càng hiếm hoi hơn, cái này như bắt trở về, cái này như cắn nuốt hắn bản nguyên, đó mới là nghịch thiên tạo hóa. Bắt sống. Cho ta bắt sống. Lại là Lương Khâu, như một con chó điên tựa như, nổi cơn điên kêu gào, hắn cũng ngoài ý muốn, hắn kẻ thù cũ lại vẫn sống sót, cái kia còn nói gì, bắt về nuốt huyết mạch, bắt về luyện thành một tôn khôi lỗi. Hắn sẽ để cho Triệu Tử Long, đời đời kiếp kiếp đều phủ phục dưới chân hắn, lấy tiêu tan trong lòng hắn mối hận. Cần gì Lương Khâu nói, chúng ra mắt trưởng lão cũng đã giết tới. Còn có thế lực khác cường giả, cũng là phần phật một mảnh toàn bộ đè lên, có thể bắt sống liền bắt sống không thể, vậy liền bóp chết trong chiếc nôi, tránh khỏi sau này thành mầm tai vạ. Ông! Triệu Bân một tiếng lạnh quát, trong nháy mắt khai quang minh thân. Đa số người xông quá mạnh. Bị hoảng hai mắt đen thui.
Triệu Bân từ không nhàn rỗi, một cái phật tay, chơi bạc mạng vung tiền giấy, a à không đúng, là chơi bạc mạng vung phù chú, thành nhất sắc tiên bạo phù, thật sự như một mảnh tiền giấy, rơi khắp thiên địa. Oanh, phanh, tiếng nổ vang lên theo, bóng người bị tạc bay đầy trời. Đương nhiên, cũng có nội tình hùng hậu giả, có thể ngạnh kháng phù chú, chính là Vấn Thế Tông đệ nhất trưởng lão, một bước xuyên qua lôi quang bạo phù cấm khu, một ngón tay cho Triệu Bân mi tâm, chọc lấy cái lỗ máu, người siêu quần bạt tủy. Không chỉ hắn một người, còn có một cái ngân bào trung niên, cũng là Triệu Bân tình nhân cũ. Âm Tuyền lão đạo, chỉ có điều, dùng huyền ảo biến thân thuật, hóa thành trung niên hình thái, hắn nhất kiếm, tiềm ẩn tuyệt diệt kiếm ý, tại chỗ tháo Triệu Bân một đầu cánh tay, may Triệu Bân tránh nhanh, bằng không thì, chắc chắn bị tại chỗ sinh bổ. Giống, Triệu Bân một cái thần long bãi vĩ, đẩy lui ra mắt đệ nhất trưởng lão, lật tay một kiếm, chảm lui Âm Tuyền lão đạo, vì thế, hắn cũng trả giá bằng máu. Bị một cái huyết bào lão nhân nhất đao bổ ra lưng, xuyên thấu qua vết thương, có thể gặp sán sán xương sống lưng, không đợi hắn đứng vững, đâm đầu vào thì thấy một cái thanh niên tóc tím, một đạo màu đen nguyên thần kiếm, suýt nữa đem hắn nguyên thần bổ ra nhục thân. Chân áp, hét to âm thanh triệt để, có một đen một trắng hai người giả, hợp lực tế một ngụm lưu đồng, hồi phục tiên uy, như thái sơn áp đỉnh, nghiền Triệu Bân một bước lảo đảo, cường hãn thể phách, tiếng tạch tạch thành một mảnh. Lan. Triệu Bân một trưởng vung mạnh bay huyết bào lão giả, đăng thiên bỏ chạy, một đạo chu tiên quyết, đánh bay thanh niên tóc tím, hắn phá lệ chăm sóc là cái kia một đen một trắng hai người giả, một quyền đánh bay lưu đồng, chấn hai người giả ho ra đầy máu, đầy mắt vẻ khiếp sợ, cái này tiểu tiên nhân, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Ai cản ta thì phải chết. Triệu công tử bá khí ầm ầm, cưỡng ép phá vòng vây. Chúng cường giả thì đuổi sát không buông, một đường truy một đường phóng đại chiêu. Oanh, phanh. Bởi vì cái này một đuổi một chạy, mờ tối di tích lại thêm hỗn loạn tưng bừng. Triệu công tử không chút nào ham chiến, một lòng một dạ bỏ chạy, quỷ hiểu được có bao nhiêu người mạnh mẽ đuổi giết hắn, liền cái này, còn có không ít người từ hắn phương vây tới, cũng là lần theo dị tượng giết tới. Hô! Bên này, đầu chọc lão đã ngừng, đỡ cây già kịch liệt thở mạnh, sau lưng lại không người truy sát, đều chạy vĩnh hằng tiên thể đuổi theo, hô lỗ hoa cùng quỷ tinh nghịch bên kia cũng ngừng. Toàn cảnh là lo nghĩ, cũng là tràn ngập lấy áy náy, nếu không phải Triệu Tử Long lấy thân dẫn địch, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Phốc, u ám sơn cốc, Triệu Bân lại đẫm máu. Tứ phương nhiều sát khí mãnh liệt, hắn có vẻ như lại bị bao vây. Chạy tới xem kịch giả có. Chạy tới giết hắn giả càng nhiều. Bắt sống. Vẫn là câu nói này, vang dội đầy u ám sơn lâm. Đã nói xong bắt sống, nhưng cái này một món lớn các cường giả vây quanh. Dùng nhưng đều là sát sinh đại thuật, nhiều cường giả như vậy tại chỗ, không ai có thể độc chiếm Triệu Tử Long cái này chiến lợi phẩm, đã không chiếm được, vậy liền đem hắn hủy diệt. Lại là đầy trời công phạt, đem vùng thế giới kia đánh tan nát vô cùng. Chờ mây khói tán đi, đã không thấy Triệu Bân thân ảnh, chỉ một mảnh kim sắc huyết khí còn sót lại. Rất rõ ràng, vĩnh hằng tiên thể bị oanh thành cặn bã, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Tiện nghi ngươi. Lương Khâu nhe răng cười, xâm nhiên như lệ quỷ. Mặc dù không thể nào hả giận, nhưng Triệu Tử Long đích xác chết. Ai? Xem kịch giả thì một tiếng thở dài. Vĩnh hằng tiên thể cứ như vậy bị bóp chết trong chiếc nôi. Trò hay tan cuộc. Bóng người nhao nhao thối lui. Sơn cốc lại một lần lâm vào cô quạnh. Đều chờ đó cho ta. Vĩnh hằng giới bên trong, Triệu Bân ho ra máu không ngừng. Trận này vở kịch, hắn diễn đầy đủ thật. Diễn không thật sự mà nói, cũng không gạt được đám lão gia này, hắn phải nghỉ ngơi một chút, chờ nghỉ ngơi dưỡng sức, lại lần lượt thu thập bọn họ, chuyện này không xong. Lão đại, sơn cốc này thật tà dị a. Long Uyên nhỏ giọng nói, tại Triệu Bân bên cạnh thân vòng tới vòng lui. Triệu Bân nuốt viên thuốc, nhìn ra ngoài đi, sơn cốc xác thực tà dị, hơn mấy cái trong nháy mắt, còn có cây xanh tươi, xanh tươi tốt, lúc này lại nhìn. Hoa cỏ cây cối đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực tốc khô héo, biến không có một ngọn cỏ, giống như là bị đồ vật gì, hút đi sinh linh khí. Nhưng hắn một phen nhìn lén, cũng không phát giác không đúng. Ngược lại là vận mệnh của hắn thần thụ, trở nên có chút khác thường, cành lá hoa hoa tác hưởng. Có bảo bối. Triệu Bân ánh mắt lấp lóe. Hắn vô tận tiên nhãn đồng lực, cưỡng ép hướng lòng đất nhìn qua. Xem xét như vậy. Thật là có càn khôn ngầm, có thần bí chi vật, đang hấp thu sinh linh chi khí,
có lẽ là khoảng cách quá xa, nhìn không thể nào rõ ràng, vốn lấy hắn suy nghĩ, tuyệt đối là cùng thực vật có liên quan, bằng không thì, tạo hóa thần thụ cũng sẽ không có cái này khác thường, hơn phân nửa lại tìm được chất dinh dưỡng. Nửa đêm, Triệu Bân chui vào vĩnh hằng giới. Hắn hóa không thiếu phân thân lưu lại mặt đất, phân bố ở bốn phía, xem như canh gác, mà hắn, thì tìm một chỗ, làm thuật độn thổ, thiên khung di tích thổ địa, cũng có chút hứa càn khôn gia trì, như là nham thạch cứng rắn, độn rất nhiều tốn sức, bất quá mười mấy trượng, độn địa chi pháp liền mất hiệu lực. Như thế, vậy thì đào thôi. Hắn xách ra Long Uyên, chơi mệnh hướng xuống đục. Càng hướng xuống, tạo hóa thần thụ chiến càng kịch liệt. Triệu Bân càng thêm chắc chắn, phía dưới có bất phàm kỳ vật. Nếu không phải sợ làm ra động tĩnh lớn, nếu không phải sợ rước lấy cường giả, hắn sẽ dùng Chu Tiên Nô một đường đánh hạ. Cái này một đục, chính là 2-3 ngày. 2-3 ngày ở giữa, thiên khung di tích cũng không bình tĩnh, thấy nhiều càn khôn vận chuyển, mỗi lần vận chuyển lúc, đều có sự nổi bật dâng lên, khi thì sẽ có dị bảo khí tức lộ ra, chọc không thiếu cướp đoạt, bốn phương tám hướng, đều có đại chiến động tĩnh, tổ đội người đánh cướp cùng nhặt nhạnh chỗ tốt giả, cũng là nhiều không đếm hết. Răng rắc. Không biết cái nào trong nháy mắt, Triệu Bân đục mở một cái động lớn. Chợt, liền có mênh mông khí tức, từ trong động lăn lộn đi ra, may hắn đã sớm chuẩn bị, tại cửa hang dán che lấp phù, nếu không, tinh này thuần sinh linh chi khí, chắc chắn tuôn ra lòng đất. Nhảy vào lỗ lớn, thì thấy một mảnh nhỏ tiên trì. Tiên trì thủy là màu đỏ, chợt nhìn còn tưởng rằng là máu tươi đâu. Chính là mảnh này tiểu tiên trì, hút đi hoa cỏ cây cối sinh khí, nhìn cái này lượn lờ mây mù. Liền biết tiên trì này ẩn chứa bàng bạc tiên nguyên. Đây là thanh linh đỏ tiên thủy. Triệu Bân vòng quanh tiểu tiên trì, chuyển ba lượng vòng nhi. Hắn không ra thế nào xác định, bởi vì huyền môn thiên thư giới thiệu cũng không kỹ càng, nếu như thực sự là thanh linh đỏ tiên, vậy cái này chính là thứ tốt, đối với tu sĩ vô dụng, nhưng đó là tưới nước tiên thụ chất dinh dưỡng. Thuộc về ta. Triệu Bân một cái phất tay áo, đem ao nước thu vào tử phủ. Tạo hóa thần thụ phá lệ hoạt động mạnh, thôn tính nghiêu hút ao nước tinh hoa. Lão đại, có người. Bên ngoài phân thân, truyền đến lời nói. Cũng không cần bọn hắn nhắc nhở, Triệu Bân cũng đã trông thấy, là tầm bảo tu sĩ, đi ngang qua nơi đây, gặp sơn cốc hoa cỏ cây cối đều khô héo, trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này mới trong sơn cốc đi dạo vài vòng. Triệu Bân đi ra lúc, tầm bảo giả đã rời đi. Không lâu, hồ lỗ hoa. Quỷ tinh nghịch cùng đầu chọc lão tìm đến nơi này, hai tiểu hài nhi còn tốt, ngược lại là đầu chọc lão, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, toàn thân trên dưới, tất cả đều là kiểu tiếu dấu chân nhỏ. Nếu không phải nhìn ngươi cứu bọn ta, ta mẹ nó đập chết ngươi. Hồ lỗ hoa một đường đều đang mắng mắng liệt liệt, mắng là đầu chọc lão. Lúc trước mua đồ không trả tiền, chính là cái này không biết xấu hổ lão già. Sớm biết không cứu được. Đầu chọc lão đi đường lung la lung lay. Hai cái này tiểu hàng hạ thủ quá độc ác. Mãi đến nhìn thấy Triệu Bân, ba người mới thở dài một hơi, đều thổn thức không thôi, đây là gì cái quái thai, nhiều như vậy thái hư cảnh truy sát, làm sao chạy thoát, mở độn bản sự như thế lưu sao. Hai người có thể thấy được qua Hắc Sơn lão ma, Triệu Bân vỗ vỗ trên thân bụi đất. Hắn hẳn là tại Ngộ Đạo Lâm, Hồ Lỗ Hoa cùng Quỷ Tinh nghịch nhau nhau nói. Ngộ Đạo Lâm, đó là trong di tích một chỗ kỳ địa. Đạo âm vang vọng không dứt, bất quá bởi vì càn khôn biến động, cái chỗ kia không dễ tìm, Hắc Sơn lão ma có huyết mạch truyền thừa thiên phú, tìm được đó cũng không khó, nghe nói hắn lần này tiến di tích này, chính là chạy Ngộ Đạo Lâm tới, để cầu đột phá đạo hư cảnh. Lao lực như vậy sao? Triệu Bân hít sâu một hơi. Êm đẹp tìm hắn làm gì? Đầu chọc lão đưa tới một bầu rượu. Ta cùng với hắn, rất là hữu duyên, Triệu Bân không rõ nói. Giải rác mấy ngữ sau. Bốn người biến mất ở trong bóng tối, là tầm bảo cũng là thu thập các cửu gia, lúc trước bị đuổi giết thảm như vậy, dù sao cũng phải tìm chàng tử trở về, nhìn thấy lạc đàn, hướng chết đánh. Đương nhiên, không có thủ đương nhiên sẽ không trêu chọc. A, à, hỗn loạn di tích, lại nhiều tiếng kêu thảm thiết. Bị Triệu công tử bọn hắn để mắt tới, liền nhất định là một hồi ách nạn, có quá nhiều người đi tới, đầu người liền dọn nhà, trong đó không thiếu thái hư cảnh. Nội tình là hùng hậu, lại không chịu nổi mấy người quần ẩu. Mười mấy phiếu làm xuống tới, thu hoạch tràn đầy. Không thể phủ nhận, cái này so với tầm bảo nhanh đến tiền nhiều. Lại là đêm, mấy người đang một mảnh u lâm định thân. Trước đây không lâu,
mảnh này u lâm có sự nổi bật bay múa, tuy chỉ thoáng hiện, lại khó thoát bắt giữ. Có bảo bối. Đầu chọc lão cầm la bàn, đầy u lâm lắc lư. Quỷ tinh nghịch thì nắm Vân Thiên Châu, đi đến đâu soi sáng cái nào. Kỳ nhất ba chính là hô lỗ oa, thật sự như một cái chó con, nằm dạp trên mặt đất một đường đi một đường ngửi, đi tới mấy nơi, còn bới mấy cái hố, hơn phân nửa cũng có tầm bảo thiên phú. Đến nỗi Triệu Bân, thì tại ngửa đầu nhìn bầu trời. Chỗ này di tích, có một chút chỗ cùng tinh tượng thành đôi ứng. Nhưng, đây không phải cố tình làm, dù sao di tích là tử phủ biến thành, thuộc về sau thiên diễn thành, nghĩ bằng tinh tượng tìm bảo vật, sợ là không thể nào đi thông, dùng hắn phân biệt phương hướng, không thể thích hợp hơn. Ai? Chẳng biết lúc nào, mới ngửi đầu chọc lần trước âm thanh nhẹ kêu. Bốn người đều bu lại, lão già đầu chọc này nên có phát hiện. Ra ra mang các ngươi tầm bảo. Đầu chọc lão nắm la bàn, thứ nhất mở ra bước chân. Lời này Triệu Bân tin, lời này quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa cũng tin, đừng nhìn cái này lão hán này không ra thế nào đứng đắn, nhưng tầm bảo bối là nhất tuyệt, đi một đường đi tới, mang theo bọn hắn đụng không thiếu cơ duyên. Bảo bối đi. Tất nhiên là có. Bốn người định thân lúc, đều tập thể ngửa ra đầu, nhìn chính là một tòa núi cao dốc đứng sơn phong, đỉnh bên trên. Đứng thẳng một cái nữ tử áo trắng, đang lẳng lặng mong nhìn tinh không, cái gọi là bảo bối, ngay tại trên người nàng, chính là cổ tay nàng bên trên mang vòng ngọc, xanh biếc, chiếu tinh huy lấp lóe mộng ảo quang hoa. Đây chính là ngươi tìm bảo bối. Hồ lỗ oa nhìn sang đầu chọc lão. Cái kia, không phải bảo bối sao? Đầu chọc lão vuốt râu, nói chứng chạc đàng hoàng. Lời này không có tâm bệnh, hắn đích xác tìm được bảo vật, quỷ hiểu được ở trong tay người khác. Triệu Bân không quá mức ngôn ngữ, chỉ nhìn chằm chằm nữ tử kia mong nhìn, cuối cùng cảm giác cái bóng lưng kia dị thường quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua, hắn muốn tìm hiểu nhìn đối phương chân dung, làm gì tầm mắt quá thấp, bị lực lượng thần bí che đậy. Oa xoa, nàng là một tôn tiên vương, quỷ tinh nghịch nhỏ giọng nói. Tiên vương, chớ nói đầu chọc lão cùng hô lỗ oa, liền Triệu Bân đều kinh ngạc. Cẩn thận như vậy một nhìn, thật là có như vậy mấy khí uẩn, là thái hư cảnh chưa từng có được. Không đúng, nàng không phải chân nhân. Hồ lỗ oa do dự một tiếng. Thật kỳ dị tiên pháp. Đầu chọc lão kinh ngạc, tựa như cũng nhìn ra cái gì. Mộng chi đạo, Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, trong lòng mặc niệm tĩnh tâm quyết. Lại đi nhìn đỉnh núi lúc, đã không thấy bóng người xinh xắn kia. Hoặc có lẽ là, bóng người xinh xắn kia còn tại, lại tại trong hư ảo. Ta hiểu rồi, quỷ tinh nghịch sờ lên hắn cằm nhỏ, đó là một loại mộng đạo huyễn cảnh. Chúng ta nhìn như thật như ảo, là chân nhân cũng là mộng đạo huyễn tượng, chắc chắn là như thế này. Hư ảo kết nối thực tế, đầu chọc già lông mày chọn lão cao. Lời này cũng không mau bệnh, hắn dùng la bàn tầm bảo vật, vòng ngọc là chân thật. Mấy người có chút mơ hồ, hoặc có lẽ là tôn kia nữ tiên vương quá tà dị. Đỉnh núi, nữ tiên vương đi, Triệu Bân bọn hắn còn một mặt mờ mịt. Chân thực, hư ảo. Bốn người có chút không phân rõ. Thế nhưng tôn nữ tiên vương tuyệt đối là tồn tại. Rất quen thuộc. Triệu Bân còn tại lẩm bẩm ngữ. Hắn nhất định gặp qua nữ tử kia. Ân. Nhìn thẳng lúc, chợt cảm thấy trong bóng tối có dị động. Chính là mười mấy cái hắc bảo nhân, từ bốn phương tám hướng đi ra. Đây là bị vây quanh sao? Đầu chọc lão hắn nhíu mày, tiện tay xách ra đại bảo kiếm. Quỷ tinh nghịch hai người bọn họ cũng ôm ra hỏa. Đối phương kẻ đến không thiện. Giao ra bảo vật. Cầm đầu hắc bào nhân yếu ớt nở nụ cười. Dứt lời, mười mấy hắc bào nhân tất cả sát khí lăn lộn. Chanh. Đáp lại bọn hắn, chính là một đạo kim sắc cầu vồng kiếm. Là Triệu Bân trước tiên mở công, chàng diện này còn phế lời gì. Phốc. Huyết quang chợt hiện. Cầm đầu hắc bào nhân tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Tuyệt sát tới quá nhanh. Chúng hắc bào nhân đều không kịp phản ứng. Đây con mẹ nó đến tột cùng ai là đánh cướp? Thừa dịp hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Đầu chọc lão tam người đã giết tới phụ cận. Chúng mạnh một hồi bối rối, không nghĩ tới bốn người này lại đánh một cái phản công kích. Nguyên nhân chính là không nghĩ tới, mới bị làm trở tay không kịp, cầm đầu mấy người liên tiếp đẫm máu, trong đó có một cái còn bị đảo trứng. Đi đường bình an. Triệu Bân lại hai ngón khép lại, Chu Tiên quyết vận sức chờ phát động. Bị tập trung người kia sắc mặt trắng bệch. Một đòn này chính là tuyệt sát. Ông, kiếm minh nổi lên, trong bóng tối có một đạo u quang chém ra.
Triệu Bân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị U Quang chém một bước lui lại. Còn có người. Đầu chọc lần trước âm thanh kinh ngạc. Quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa cũng có phát giác. Âm Tuyền lão đạo. Triệu Bân nhìn rõ ràng nhất. Không tệ, chính là Âm Tuyền lão đạo, chính là hắn dẫn người tới, chỉ có điều cất giấu không có ra, bởi vì nhà mình cường giả đội hình, tuyệt đối nghiền ép đối phương, không cần hắn ra tay, nhưng mà đánh sau đó, tình trạng có vẻ như cùng hắn tưởng tượng không ra thế nào một dạng, không còn ra sẽ bị diệt sạch sành sanh. Lão tổ dẫn đội ăn cướp, thật có tư tưởng. Triệu Bân cười lạnh một tiếng, con mắt cái kia dạng người rực rỡ. Hắn tìm lão gia hỏa này tìm rất lâu, lúc trước cùng hầu gia lão tổ cùng nhau đi Diệp gia gây chuyện, liền có hàng này, tại di tích vây giết hắn, cũng có hàng này, tối nay thù mới hận cũ thật tốt thanh toán một phen. Chờ lão phu nắm ngươi, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Âm Tuyền lão đạo sát khí mãnh liệt, như một cái như quỷ mị tới người. Triệu Bân phi sau lưng đột, phật tay một đạo kiếm khí đâm đầu vào chém qua, Âm Tuyền lão đạo không nhìn, đưa tay một chưởng đánh một cái băng diệt, cùng một trong nháy mắt, thấy hắn mi tâm u mang lấp lóe, có nguyên thần kiếm chém ra. Chanh! Triệu Bân thì thuấn thân tuyệt sát. Âm Tuyền lão đạo đầu người tại chỗ bị chặt. Cái này! Chúng hắc bào nhân tất cả hãi nhiên. Đây chính là hắn Âm Tuyền một mạch lão tổ, là một tôn thái hư cảnh, tung bị áp chế tu vi, vẫn như cũ nội tình hùng hậu, vẫn như cũ có chiến lực mạnh mẽ, lại vừa đối mặt, bị người tháo đầu người. Thuấn thân! Tiên nhãn cấm thuật sao? Âm Tuyền lão đạo một cái chớp mắt xông lên trời, đầu người tuy bị chặt, nhưng thân thể tàn phế cùng nguyên thần vẫn còn, là hắn đánh giá thấp tên tiểu bối này, lại có như thế quỷ quyệt cấm pháp, quả thực đánh hắn trở tay không kịp. Ngươi chọc giận tới ta. Âm Tuyền lão đạo một lời cô quạnh, tùy theo vung cánh tay lên một cái. Dứt lời, thì thấy một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm từ thiên khung lăn lộn xuống, che mất phiến thiên địa này, đầu chọc lão gặp chi, ngừng lại một hồi mắc tiểu, quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa thấy. Cũng không khỏi tâm run lên, người này cũng không là bình thường thái hư cảnh, nội tình tặc mạnh, biển máu này cũng tặc kinh khủng. Phá! Triệu Bân huy kiếm vạch ra một đạo tinh hà, xinh xinh bổ ra huyết hải. Đâm đầu vào, thì thấy một ngụm chuông lớn màu đen đánh tới, chính là Âm Tuyền bản mệnh khí, cổ lão trầm trọng, mang theo cuốn rộng rãi bàng bạc chi thế, nội tình hùng hậu như hắn, đều bị đâm đến lật ra té ngã, không đợi đứng vững, Âm Tuyền lão đạo đã giết tới trước người. Mắt trái bổ ra đao mang, mắt phải chém ra kiếm quang. Triệu Bân không tránh không né, ngạnh kháng nhất đao nhất kiếm. Hắn cũng không phải người chịu thua thiệt, trả đối phương một quyền. Tiếp thiên quyền bá liệt, oanh Âm Tuyền hoành lật hư không 800 trượng. Cái gì quái thai, Âm Tuyền lão đạo khiếp sợ không thôi. Tới cũng không cần đi, Triệu Bân mang theo cuốn sát khí ngút trời mà đến. Bằng ngươi, Âm Tuyền nguyên thần nghiến răng nghiến lợi. Lại một lần tế chuông lớn màu đen. Thái hư cấp bản mệnh khí, tung bị áp chế cũng giống vậy hung hãn vô song. Nhưng, nó cái gọi là cường đại, tại trước mặt Triệu Bân hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, lưỡng đạo phách thiên trảm, đem hắn đánh cho rạn nứt, liền bên trên lạc ấn bí văn, đều nổ tung một mảng lớn, uy thế cũng đại giảm. Phốc, Âm Tuyền phun máu, suýt nữa một đầu cắm xuống hư không. Không đợi hắn thở một ngụm, Triệu công tử kiếm thứ hai liền đến. Vẫn là bá liệt phách thiên trảm, đem Âm Tuyền thân thể tàn phế đánh thành một đống thịt nát nát vụn cốt, đang rơi xuống lúc, đều nổ thành một mảng lớn bùn máu. Đi! Âm Tuyền lão đạo túng, thứ nhất rút lui. Còn tại phía dưới ác chiến chúng cường giả, cũng nhao nhao thiểm lược bỏ chạy, hôm nay xuất sư quá bất lợi, đụng thép tấm, liền lão tổ đều bị chùy không ngóc đầu lên được, chỉ còn dư một đạo nguyên thần, cái kia còn đánh cọng lông. Cái nào chạy? Triệu Bân mang theo Long Uyên, đuổi sát Âm Tuyền lão đạo. Đầu chọc lão bọn hắn cũng không nhàn rỗi, chơi bạc mạng truy sát. Oanh, phanh, u ám sơn lâm, ngừng lại oanh minh một mảnh. Không có lão tổ nhà mình chống đỡ chàng tử, Âm Tuyền một mạch cường giả, có vẻ như đều không thể nào đủ nhìn, cũng không phải bọn hắn không đủ mạnh, là những người đuổi giết đều quá xúc sinh, đặc biệt là cái kia phá phách nhân tài, quá mẹ nó không giảng võ đức, tại chỗ có hơn phân nửa. Đều bị hắn đảo trở thành thái giám. Nói đến Âm Tuyền lão tổ, so với bọn hắn thảm hại hơn. Bị Triệu Bân để mắt tới, bị Triệu công tử một đường đuổi theo đánh, có thể dễ chịu mới là lạ, nhục thân hủy, chiến lực cũng là giảm bớt đi nhiều, đường đường một tôn thái hư cảnh, cứ thế bị một đường đuổi đầu cũng không dám trở về. Coi là thật nếu không thì không chết thôi, Âm Tuyền lão đạo phẫn nộ gào thét. Giữ lại ngươi ăn Tết.
Triệu Bân nhất kiếm hiểm sinh bổ đối phương nguyên thần. Âm Tuyền lão đạo hận nghiến răng, tự hỏi đỉnh thái hư chưa từng như vậy chật vật qua. Kết thúc. Triệu Bân nhất kiếm phong lôi sâu trường hồng, kiếm ý bẻ gãy nghiền nát. Âm Tuyền lão đạo nguyên thần nhói nhói, cũng là đầy mắt kinh hồng, một kích này đủ có thể đưa hắn lên đường, bước ngoặt nguy hiểm, hắn một chỉ điểm tại mi tâm, hao tổn hơn phân nửa nguyên thần thi triển kinh khủng cấm thuật, trước người hóa ra một cơn lốc xoáy, chính là không gian chi pháp, hắn một bước trốn vào trong đó. Chanh! Triệu Bân kiếm đến người đến, cũng đi theo sát nhập vào vòng xoáy. Vòng xoáy trong nháy mắt khép kín tiêu thất, hai người cũng đi theo không thấy tăm hơi. Oanh! Phù phù! Phía sau chính là bực này âm thanh. Có lẽ là Triệu Bân kiếm uy kiếm ý quá mạnh quá bá đạo, chính là vòng xoáy bị tác động đến, nửa đường nứt ra, hai người đều ngã ra vùng không gian kia, đúng lúc gặp di tích càn khôn biến có động, bị rời đến hai cái phương hướng, Âm Tuyền rơi vào một mảnh hồ nước, Triệu Bân thì nhập vào một mảnh quần sơn, sơn phong đều bị rung sụp. Trời không quên ta! Âm Tuyền nhảy ra hồ nước, trốn vào một tòa u ám sơn cốc. Triệu Bân sắc mặt liền có đủ đen rồi, còn kém một chút đâu. Chờ đứng vững. Hắn vô ý thức vòng nhìn tứ phương. Cái này, là một mảnh xanh biếc rừng trúc, có mây mù lượn lờ, cũng có ảo diệu đạo âm vang vọng, cổ lão xa xăm hàm ý, như từng sợi quang hoa, ở trong rừng giống như ngầm hiện, diễn thành rất nhiều dị tượng. Triệu Bân nhìn con mắt sáng như tuyết. Đây là trong truyền thuyết ngộ đạo lâm A. Đúng. Chắc chắn là. Hắn mở ra bước chân. Mang theo Long Uyên vừa đi vừa nhìn, cái này rừng trúc đích xác rất bất phàm, đặc biệt là cái kia cổ lão đạo âm, đi đâu đều có thể nghe, như một đầu róc rách dòng suối nhỏ trôi tại tâm thần ở giữa. Hắc Sơn lão ma nhưng tại này, hắn vô tận thị lực cùng cảm giác. Đừng nói, vẫn thật là bị hắn tìm được, tại rừng trúc chỗ sâu, có một vệt mịt mờ chi khí, là Hắc Sơn lão ma, hồ lỗ hoa cùng quỷ tinh nghịch không có lửa hắn, Hắc Sơn lão ma thật sự giấu ở trong ngộ đạo lâm. Đồ sẽ tìm chỗ, ở đây ngồi xếp bằng ngộ đạo, lão gia hỏa kia thật có thể tiến giai đạo hư cảnh. Tìm ngươi rất lâu. Triệu Bân lại phủ một tầng áo bào đen, dùng rất nhiều che lấp phù. Trừ ngoài ra, hắn còn tại trên thân thoa khắp thạch phường đá bột phấn, chỉ vì che giấu khí tức, lén lén lút lút đưa tới, nếu là có thể nhất kích dây Hắc Sơn lão ma, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Càng đi chỗ sâu, mây mù càng mông lung. Càng đi chỗ sâu, đạo âm càng lộ ra mờ mịt. Triệu Bân ánh mắt thật tốt làm cho, đánh thật xa liền nhìn thấy một người, toàn thân lồng mộ lấy áo bào đen, là Hắc Sơn lão ma không thể nghi ngờ, đang xếp bằng ở trên một tảng đá, tựa như một pho tượng, tĩnh tâm ngồi xuống. Tâm thần xa vào. Triệu Bân nhìn hai mắt híp lại, cũng nhìn lông mày trao lên. Vậy thì đúng rồi, hắn mới từ không gian ngã ra nhập vào ngộ đạo lâm, tạo động tĩnh không nhỏ, nếu là Hắc Sơn lão ma tỉnh dậy. Không có khả năng không biết, bây giờ thấy vậy một màn, vậy thì không có gì mau bệnh, nhắc tới lão già cũng đủ tâm lớn, tại thiên khung trong di tích, dám như vậy xa vào ngộ đạo. Cơ hội tốt, Triệu Bân lại đi phía trước tiếp cận mấy bước. Hắn siết chặt Long Uyên, cũng tìm kỹ phương vị, lấy bên ngoài phân thân, tụ tập sức mạnh, phải dùng tối cường vạn kiếm quy nhất, cho tới một kiếm, cho dù không thể tuyệt sát, cũng có thể đánh cho trọng thương. Chanh, chói tai kiếm minh, vang lên theo. Triệu Bân trong nháy mắt mở tuyệt cảnh, cũng là trong nháy mắt ra vạn kiếm quy nhất. Ai? Hắc Sơn lão ma cuối cùng là tỉnh, thông suốt mở con mắt. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một đạo kinh mang, đó là vô song kiếm uy, là bẻ gãy nghiền nát kiếm ý, phong tỏa hắn mi tâm, cũng phong tỏa hắn nguyên thần, còn chưa bị mệnh chung, mi tâm liền đã phá vỡ vết máu. Hắn muốn đi gấp. Làm gì kiếm đã đến? Phốc! Bịch! Triệu Bân mặc dù phá vỡ đầu lâu, lại không trọng thương hắn nguyên thần, chỉ vì Hắc Sơn lão ma thể nội, có bản mệnh pháp khí hộ thể, ngoại trừ bản mệnh khí, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, có thể ngửi kiếm ngân vang âm thanh, nếu là đoán không sai mà nói, là chuôi này tiên vương kiếm, tháo xuống Long Uyên kiếm uy cùng kiếm ý. Ngươi đáng chết! Hắc Sơn lão ma hét to, thể có bá đạo sức mạnh cuồn cuộn. Triệu Bân kêu đau một tiếng có phần ảm đạm, bị chấn hất bay ra ngoài, rơi xuống đất vang một tiếng bang, có lẽ là bị chấn quá ác. Trên người tảng đá bột phấn tất cả giải tán ra ngoài, ngay cả áo bào đen cũng theo đó nổ tung, vốn không muốn lộ ra ngoài chân dung, bây giờ vẫn là lọt, tiên vương kiếm uy lực quá mạnh mẽ. Dị tượng kia, vĩnh hằng tiên thể, như lúc trước đại đa số người, Hắc Sơn lão ma thấy Triệu Bân huyết mạch dị tượng, cũng ngơ ngác một chút, tuyệt sẽ không nhìn lầm,
đây tuyệt đối là vĩnh hằng tiên thể, nhưng mạch này huyết thống không phải đã sớm tuyệt tích sao? Chào đón Triệu Bân chân dung, hắn lại là khẽ giật mình. Nếu không nhìn lầm, đây là lúc trước mua hắn đèn trong cái kia tiểu tiên A. Không phải tự bạo sao? Hắn hôm đó là tận mắt nhìn thấy, sao còn sống, vẫn là nói, hắn bị tiểu tử này lừa gạt. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là vĩnh hằng tiên thể. Hắc Sơn lão ma trong mắt kinh mang lóe sáng, tràn đầy tham lam cùng khát máu, hắn vận khí thật quá tốt rồi, lại ngộ đạo lâm, bắt gặp một tôn sống vĩnh hằng tiên thể, như cắn nuốt, chính là nghịch thiên tạo hóa. Ngộ đạo lâm. Triệu Bân cùng Hắc Sơn lão ma một đông một tây, nghiễm nhiên mà đứng. Mờ mịt đạo âm giống như thành nhạc đệm, như một vòng vội vàng chi ý. Tiểu tử, người quá làm cho ý ta bên ngoài. Hắc Sơn lão ma u cười. Ta cùng với tiền bối vốn không thù, là ngươi trước tiên truy sát vãn bối. Triệu Bân hướng về phía Long Uyên kiếm, hà ra từng hơi, xong việc còn cần ống tay áo xoa xoa, chờ một lúc hắn thanh kiếm này là muốn gặp huyết. Bằng ngươi cũng dám cùng lão phu luận dài ngắn. Hắc Sơn lão ma khóe miệng hơi vểnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại hiện thân nữa, đã là Triệu Bân ngoài ba trượng, cách không dò xét đại thủ, bàn tay ở giữa bí văn lưu truyền, trong lòng bàn tay còn có khắc họa một đạo cổ lão chữ triệt, dùng chính là phong cấm chi pháp, vĩnh hằng tiên thể loại này, phải bắt trở về chậm rãi nghiên cứu, đến nỗi đoạt xá vẫn là giết hết, toàn bằng hắn ý tứ. Siêu. Triệu Bân phi sau lưng đột, tránh khỏi một trường phong cấm. Cùng một trong nháy mắt, hắn mi tâm kim quang lấp lóe, thiên diệt nguyên thần kiếm ra tay bá đạo. Điêu trùng tiểu kỹ. Hắc Sơn lão ma đầy mắt khinh miệt, nhìn cũng không nhìn. Hắn lấy tiên vương kiếm che lại nguyên thần, ngạnh kháng công phạt. Triệu Bân hai mắt lại híp lại, có thể xuyên thấu qua Hắc Sơn lão ma thể phách, trông thấy cái thanh kia tiên vương kiếm, như nhiễm máu tươi, đỏ tươi vô cùng, tung bị áp chế. Vẫn là kiếm uy vô song, nguyên nhân chính là có nó che chở, hắn mới không cách nào trọng thương Hắc Sơn lão ma, liền tối cường vạn kiếm quy nhất, đều không phá nổi hắn phòng ngự. Cấm. Hắc Sơn lão ma lại giết tới, vẫn là một trưởng phong cấm. Triệu Bân một quyền tiếp thiên vô song, lại một lần phá phong cấm, chỉnh Hắc Sơn lão ma có phần kinh ngạc, cái này tiểu tiên nhân, chiến lực có phần quá mạnh mẽ, nguyên nhân chính là ngạnh hám hắn một trưởng, có thể mạnh phá hắn trưởng uy. Hắn không sinh giận. Hắn ngược lại càng hưng phấn. Trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể, quả nhiên là nghịch thiên huyết thống, quả nhiên không là bình thường cường hãn, như thế huyết mạch như quy về hắn tất cả, nào chỉ là một hồi cơ duyên, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp tạo hóa. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể cầm xuống Triệu Tử Long. Nghĩ tới đây, hắn không còn che giấu, vung cánh tay lên một cái, gọi ra một mảnh đen nhánh tiên hải, trong biển có hắc long xoay quanh, càng có oán linh tiềm ẩn. Là hắn dùng sinh linh huyết, tế luyện bản mệnh thần thông. Phá! Triệu Bân nhất kiếm bổ ra. Hắc Sơn lão ma thì như kiểu quỷ mị hư vô giết tới. Triệu Bân nghĩ cũng không nghĩ, phát chân lên cổ mà chạy. Đi đâu? Hắc Sơn lão ma nhe răng cười, như bóng với hình. Triệu Bân thì ánh mắt lóe sáng, tại chỗ giết cái hồi mã thương, hơn nữa, tại xoay người trong nháy mắt, còn mạnh hơn khai quang minh thân, cực nóng mà hào quang sáng chói. Hoàng Hắc Sơn lão ma hai mắt nổi đom đóm, nhô ra đi một trường, cũng mất hết uy lực cùng chính xác, bị Triệu công tử nhẹ nhõm né qua. Đến đây đi bảo bối. Triệu Bân như kinh hồng, đụng đầu vào lão ma trong ngực. Nội tình hùng hậu lão ma, bị đâm đến một bước không có đứng vững. Mà tích tắc này, Triệu công tử làm rất nhiều chuyện, một giây sắp bạo phú tất nhiên là an bài trước bên trên, sau đó mới làm trộm tiên thuật, lúng túng chính là... Hắn không thể trộm ra lão ma tiên vương kiếm, hoặc có lẽ là, tiên vương trên thân kiếm có thần bí lạc ấn, tháo xuống trộm tiên chi lực, một tay chộp tới cứ thế không có dung chuyển. Lan! Hắc Sơn lão ma hét to, bản mệnh khí xuất thể. Đó là một tòa đen nhánh tiểu tháp, đụng ngã lăn Triệu Bân. Đến nỗi tiên vương kiếm, còn trấn thủ tại trong nguyên thần hắn, chỉ cần có này kiếm tại, liền không người có thể thương hắn, ít nhất tại thiên khung di tích. Không người là đối thủ của hắn, cho dù là cùng cấp bậc đỉnh phong thái hư. Nổ chết ngươi. Triệu Bân bay ngược trên đường quát to một tiếng, giải tiên bạo phủ cấm chế. Tiếng nổ vang lên theo, lão ma một mặt mộng bức, mặc dù bạo phủ xa không đả thương được hắn căn cơ, nhưng cũng không chịu nổi số lượng khổng lồ, nổ hắn bay ngược té ngã, kèm thêm đè hướng Triệu Bân bản mệnh khí, cũng ông run lên, trong nháy mắt mất mấy phần uy lực cùng tia sáng, trở nên lung lay sắp đổ. Siêu.
Triệu Bân huyễn hóa đại thủ, bắt được lão ma bản mệnh khí. Màu đen tiểu tháp ông động, muốn tránh thoát gò bó, đáng tiếc lực sát thương không đủ. Đi vào cho ta a. Triệu công tử có phần tự giác, đem hắn quăng vào vĩnh hằng giới. Nó tiến vào không sao, tại chỗ cùng chủ nhân cắt đứt liên lạc, nhưng, tiểu tháp rất không an phận, còn có siêu cao linh trí, như một tia ô quang, tại vĩnh hằng giới trên nhảy dưới tránh, muốn xông ra mảnh không gian này. Cử động lần này chú định phí công. Phổ thông không gian nó có lẽ có thể phá vỡ. Nhưng đây là vĩnh hằng tiên thể vĩnh hằng giới. Đi đâu rồi? Bản mệnh khí tìm không được, Hắc Sơn lão ma có thể không nóng nảy sao được. Nhưng một phen cảm giác, cũng một phen triệu hoán, càng là thời cơ hoàn toàn không có. Tìm gì đây? Triệu Bân rút kiếm mà đến, phách thiên trảm cương mãnh bá liệt. Hắc Sơn lão ma hừ lạnh một tiếng, một đạo màu đen khí chặt đứt kiếm mang. Triệu Bân bị đẩy lui, gặp Hắc Sơn lão ma giết đi lên, hắn như một đạo kim mang, xuyên thẳng thiên tiêu, Hắc Sơn lão ma hai mắt tinh hồng, bao phủ một mảnh sát khí đuổi sát không buông, sát sinh đại thuật liên tiếp không dứt. Oanh, phanh, tiếng oanh minh không lâu vang lên. Hai người tại hư không khai chiến. Ngửa mặt lên trời nhìn, hai loại dị tượng riêng phần mình diễn hóa, đao quang kiếm mang bay tán loạn, trưởng ấn quyền ảnh cùng múa, mỗi có va chạm, nhất định nổ tung một mảnh quang huy, tiếp đó, chính là từng đạo tuyệt diệt vầng sáng, hướng tứ phương hoành trải rộng ra tới, quá nhiều sơn phong bị chặn ngang chặt đứt, quá nhiều sơn nhạc bị nghiền sụp đổ. Ai tại chiến? Phụ cận tầm bảo giả, đều nghe người động tĩnh lớn, nhiều đứng cao nhìn xa. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một phương thiên địa sấm sét vang dội, có vẻ như có người ở nơi đó đánh nhau, có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo mơ hồ không chịu nổi bóng người, thấy không rõ là cái nào. Có dị bảo, nhất định là tại cướp bảo bối. Trong bóng tối, tiếng nghị luận liên tiếp. Quá nhiều người tụ tập, chạy thẳng tới phương kia. Oanh, phanh, Ngộ Đạo lâm bầu trời, gặp lại một áng lửa nổ tung. Triệu Bân chân đạp một mảnh màu vàng tiên hải, lại diễn xuất vô địch chiến ý, đại khai đại hợp, đem chiến chi đạo phát huy đến cực hạn, phối hợp trường sinh quyết, không chút nào phòng ngự, một đường đánh khá là cường thế. Cái gì quái thai? Trái lại Hắc Sơn lão ma, thì đầy mắt kinh ngạc. Hắn là một tôn thái hư cảnh, lại là đỉnh phong thái hư, tung bị áp chế cũng vẫn là huyền tiên đỉnh phong, vô luận nội tình vẫn là tu vi cảnh giới, đều tuyệt đối nghiền ép đối phương, cứ thế bắt không được một cái tiểu tiên nhân. Khá lắm vĩnh hằng tiên thể. Hắc Sơn lão ma hai mắt vô cùng cực nóng, cuối cùng là xách ra tiên vương kiếm, một kiếm hoạch xuất ra một đạo huyết sắc tinh hà, bổ ra Triệu Bân dưới chân tiên hải. Cũng đem Triệu Bân chém hoành lật hư không 800 trượng. Tới, Triệu Bân đạp thiên mà quay về, lại tụ lại kim sắc tiên hải. Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi, tay cầm tiên vương kiếm phách thiên trảm địa. Hai người đấu chiến động tĩnh thái hạo lớn, thậm chí thật tốt một mảnh quần sơn, bị đánh một mảnh hỗn độn, khắc tại âm thầm che lấp cấm chế, cũng sụp đổ không thiếu, Ngộ Đạo lâm khí thức để lộ, ảo diệu đạo âm, vang vọng tứ phương. Nghe tầm bảo giả một trận nhãn hiện ra, phương kia thật đúng là có dấu càn khôn cái nào. Chào đón đại chiến song phương, thế nhân đều sững sờ. Tóc vàng cái vị kia, là mẹ nó Triệu Tử Long a. Tiểu tử kia không phải táng diệt sao? Sao còn sống? Nam Thiên Thành một lần. Thiên Khung di tích một lần. Vĩnh Hằng tiên thể giết không chết. Càng nhiều người chạy đến, kinh ngạc âm thanh thành một mảnh. Chào đón đại chiến một vị khác, thế nhân lại sững sờ. Đó là, Hắc Sơn lão ma. Là hắn không thể nghi ngờ, quả nhiên tới di tích. Trong tay hắn thanh kiếm kia, nhìn xem cỡ nào quen mặt. Lờ mờ thiên hạ, tràn đầy huyên náo nghị luận cùng kinh ngạc âm thanh. Quá nhiều lão bối con mắt tránh kinh mang, tập trung vào Hắc Sơn lão ma kiếm trong tay, tuyệt đối là tiên vương kiếm. Lúc trước, bọn hắn cũng đều tham dự qua cướp đoạt, có thể cướp, liền không thấy tiên vương kiếm bóng dáng, thì ra đã rơi vào Hắc Sơn lão ma trong tay. Hắn mới là cuộc chiến tranh kia lớn nhất bên thắng. Hai người bọn họ thế nào làm? Hắc Sơn lão ma lại bắt không được vĩnh hằng tiên thể. Đám khán giả nhiều bước vào thiên tiêu, vô tận thị lực hôm sau mong nhìn. Vô luận là Triệu Tử Long vẫn là Hắc Sơn lão ma, đều không phải bình thường người, một cái là nghịch thiên huyết thống, một cái khác thì tay cầm tiên vương binh, hai người đại chiến, đem vùng thế giới kia, gây là hỗn loạn không chịu nổi. Không ổn a. Đầu chọc lão bọn hắn cũng tới, sắc mặt không ra thế nào dễ nhìn. Đồng dạng tới còn có Mưa Hoa Tiên,
từ vào thiên khung di tích, nàng vẫn là đầu hẹn gặp lại Triệu Bân, không nghĩ, càng là như thế cái cảnh tượng hoành tráng, đủ tám thành trở lên lão gia hỏa, đều nghĩ Triệu Bân chết đi. Triệu Tử Long, Cửu gia cũng tới không thiếu, tựa như Lương Khâu cùng Âm Tuyền lão đạo. Vấn Thế Tiên Tông cùng Âm Tuyền một mạch cường giả từ cũng tại, ánh mắt gọi là cái khó có thể tin, bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Triệu Tử Long là như thế nào trốn qua vây giết, diệt cái tiểu tiên thế nào tốn sức như vậy. Phốc, trong tiếng nghị luận, hư không kinh gặp kim sắc huyết quang. Là Triệu Bân đẫm máu, hiểm bị Hắc Sơn lão ma nhất kiếm sinh bổ. Hắc Sơn lão ma thần sắc cực kỳ khó coi, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Triệu Tử Long, ai có thể nghĩ, cái này tiểu tiên nhân càng là như thế khó chơi, không có cầm xuống đối phương không nói, còn rước lấy nhiều cường giả như vậy, không chỉ bại lộ Triệu Tử Long cái này bánh trái thơm ngon, cũng bại lộ hắn tiên vương kiếm, quang cảnh như thế, muốn nuốt một mình vĩnh hằng tiên thể, sợ là khó như lên trời, còn có tiên vương kiếm, cũng sẽ bị để mắt tới. Không tốt cứ vậy mà làm. Triệu Bân cũng nhíu mày. Hắc Sơn lão ma đánh giá thấp hắn, hắn sao lại không phải xem thường Hắc Sơn lão ma. Đây là một tôn bất phàm thái hư cảnh, nội tình cực mạnh, thủ đoạn rất nhiều, càng có một tôn tiên vương kiếm hộ thể, thậm chí đại chiến mấy trăm lần hợp, đều không thể cầm xuống đối phương, bây giờ như thế cái cảnh tượng hoành tráng, muốn trộm sở thu thập Hắc Sơn lão ma, muốn trộm sở cướp đi tiên vương kiếm, sợ là không thể nào. Như thế, cái kia liền tới mãnh liệt liệu. Hắn ngạnh hám nhất kích quay người liền đột. Người đi không được. Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi, rút kiếm truy sát mà đến. Hắn đã không hy vọng xa vời bắt sống, muốn đem vĩnh hằng tiên thể đả diệt. Có ý tưởng này người vừa nắm một bó to, Triệu Bân vừa muốn đi, thì thấy tứ phương sát khí mãnh liệt, quỷ hiểu được bao nhiêu cường giả vây tới, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong cảnh, càng nhiều hơn chính là thái hư lão bối, tùy tiện sách ra một cái đều là loại một mạch lão tổ, muốn hợp lực đem vĩnh hằng tiên thể bóp chết trong trứng nước. Nếu đều không biết xấu hổ, cái kia tối nay liền một khối vui a vui a. Triệu Bân trong lòng cười lạnh, lúc này giải khai tiên nhân kiếp phong ấn. Trận này thiên kiếp phong có quá lâu, cuối cùng là đợi cái cảnh tượng hoành tráng. Oanh! Ầm ầm! Phong ấn một khi giải khai, thì thấy hư vô lôi đình vang dội. Trừ này, chính là một cỗ làm cho tất cả mọi người đều tâm linh run sợ uy áp. Thiên kiếp! Chúng cường giả gặp chi, chợt biến sắc. Thiên kiếp không có gì đáng sợ, núp xa xa liền tốt. Nhưng, nếu tại thiên kiếp trong phạm vi, vậy thì phải gặp sét đánh. Ai thiên kiếp? Tiếng chửi rủa vang dội khắp thiên địa. Không người trả lời vấn đề này. Cũng không có người biết là ai kiếp. Bọn hắn chỉ biết, trận này thiên kiếp dị thường bá đạo, cái kia hủy thiên diệt địa uy áp, lồng muộn thiên khung, cũng lồng muộn bọn hắn tâm cảnh, bừng tỉnh dường như bị tử thần để mắt tới, toàn thân trên dưới vô cùng băng lãnh. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân vừa quát âm vang, rung động thiên khung. Thế nhân nhìn lại lúc, hắn đã nâng cao Long Uyên, cũng đã dẫn lôi điện, như một tôn lôi thần, tại hiệu lệnh ức vạn sấm sét, mỗi một âm thanh lôi minh đều cực kỳ chói mắt, mỗi một đạo lôi đình đều rung động nhân tâm. Không cần hỏi nữa. Đây là vĩnh hằng tiên thể kiếp. Nhưng cái này sao có thể, Triệu Tử Long độ chính là tiên nhân kiếp, nhưng hắn rõ ràng đã là tiên nhân đỉnh phong nhất, đây con mẹ nó. Hắn một hồi thiên kiếp là từ tiên nhân đệ nhất trọng, phong đến tiên nhân đỉnh phong nhất. Không có người cho đáp án. Cũng không người biết huyền cơ. Bây giờ còn có người nào tâm tình nghĩ những thứ này. Oanh! Triệu Bân đã huy động Long Uyên, chỉ phía xa thiên hạ. Hắn đúng như một tôn lôi thần, hiệu lệnh ức vạn sấm sét, thiên kiếp lôi đình, như mưa to, từ mờ mịt chút xuống, từng sợi xen lẫn, thành một mảnh hủy diệt lôi hải, che đậy cái kia vùng trời. Phốc! A, à, huyết quang chợt hiện, tiếng kêu thảm thiết nhất thời. Lúc trước vây giết Triệu Bân chúng cường giả, bởi vì không kịp trốn chạy, nhiều bị đánh huyết cốt bay tứ tung, nội tình hơi yếu giả như động hư đỉnh phong, nhục thân tại chỗ bạo diệt, thậm chí, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Mờ tối thiên khung, nhiễm toàn màu đỏ tươi huyết sắc. Cái này hai ba cái trong nháy mắt, quỷ hiểu được có bao nhiêu người táng thân dưới thiên kiếp. Né tránh, quá nhiều người kêu gào. Cũng không cần bọn hắn nói nhảm, đều chạy còn nhanh hơn thỏ. Đi! Triệu Bân từng bước đi qua hư thiên, người kia nhiều hướng về cái nào góp. Hắn đi qua không sao, thiên kiếp lôi hải cũng như ảnh tùy hình, chỉ cần tại thiên kiếp trong phạm vi, chỉ cần độ kiếp giả tại ngươi phụ cận, quản ngươi là tiên nhân vẫn là thần minh, đều biết không khác biệt gặp sét đánh,
là cái gọi là bị động ứng thiên kiếp, thượng thương rất công bằng, gì cái tu vi liền độ gì cái tu vi kiếp. Ngưu bức a. Quỷ tinh nghịch cùng hô lỗ oa cũng đang trốn, gào to vang dội. Đầu chọc lão hán so với hai người bọn họ chạy càng nhanh, thổn thức cũng chặt lưỡi, khó trách tiểu tử kia không tiến giai, nguyên là đè lên thiên kiếp đâu. Mà lại còn là tiên nhân kiếp, hắn vẫn là đầu hẹn gặp lại tiên nhân đỉnh phong độ tiên nhân kiếp. Cảnh tượng hoành tráng. Mưa hoa tiên lẩm bẩm ngữ, có dấu nhớ lại ý vị. Ngọc Cẩn ký ức nàng cũng có, quá biết thiên tông thánh tử bản tính, mỗi lần độ thiên kiếp, chọn cũng là cảnh tượng hoành tráng, không kéo một số người một khối gặp sét đánh, có vẻ như đều đối không dậy nổi hắn bức cách. Không hổ là vĩnh hằng tiên thể, thật mạnh thiên kiếp. Lão phu càng hiếu kỳ, hắn là như thế nào phong thiên kiếp. Gặp đám lão gia kia gặp sét đánh, đúng là mẹ nó thoải mái. Thân ở người bên ngoài, mỗi cái đều là trung thực quần chúng, lại nhân thủ một khối ký ức tinh thạch, đây chính là một cái cực lớn cấp tràng diện, vĩnh hằng tiên thể không phổ biến, vĩnh hằng tiên thể độ kiếp lại càng không phổ biến, tối nay nào chỉ là bóng người tụ tập, vậy đơn giản là người đông nghìn nghịt, những cái này các cường giả, tùy tiện sách ra một cái cũng là một mạch lão tổ, bây giờ lại đều bị đánh đầy trời tán loạn. Lôi đình vạn quân, Triệu Bân lại huy động Long Uyên, ức vạn sấm sét thật chỉ đâu đánh đó, bị tập trung phương kia cường giả, trong nháy mắt bị lôi hải bao phủ, nội tình hùng hậu giả còn có thể cưỡng ép chạy ra, tu vi yếu ớt những cái kia đi. Liền ngay tại chỗ bị đánh thành cho. Tiền bối, vội đi đầu thai sao? Triệu Bân vượt ngang hư thiên, bước vào một vùng trời mới. Hắc Sơn lão ma ngay tại cái kia, thân hình sao cái chật vật phải. Phốc, lôi điện từ thiên xuống, mang theo cuốn lực lượng hủy diệt. Hắc Sơn lão ma huyết cốt bay tứ tung, nửa cái thân thể đều nổ diệt, nhưng hắn là cái kháng đánh chủ, lại cứng rắn nhảy ra thiên kiếp phạm vi, thiêu đốt bản thân tuổi thọ, sử xuất đỉnh phong nhất tốc độ. Oanh! Triệu Bân đuổi sát không buông, huy kiếm vạn đạo lôi đình. Huyết quang chợt hiện, bỏ chạy Hắc Sơn lão ma bị tại chỗ bổ diệt nhục thân, tay cầm tiên vương kiếm, cũng theo đó ngã bay ra ngoài, nhìn thế nhân một trận nhãn hiện ra, tiên vương kiếm na. Thành vật vô chủ. Nhưng, không người dám tiến lên. Tiên vương binh không giả, cũng phải có mệnh cầm mới được. Trở về. Hắc Sơn lão ma nhục thân mặc dù hủy, nhưng nguyên thần còn tại. Tiên vương trên thân kiếm có khắc hắn lạc ấn, chính là bằng in vào triệu hoán. Thuộc về ta. Triệu Bân tay chân càng trơn tru, hôm sau bắt được tiên vương kiếm. Tiên vương kiếm ông rung động, bởi vì triệu hoán chính muốn tránh thoát Triệu Bân bàn tay. Ngươi kém một trận sét đánh. Triệu Bân gắt gao nắm chặt, nâng cao tiên vương kiếm. Lấy hắn bây giờ tu vi, không phá được tiên vương trên thân kiếm lạc ấn, nhưng nếu mượn thiên phạt chi uy, vậy thì nói khác. Thiên kiếp lôi đình hủy thiên diệt địa, liền thái hư cảnh đều có thể bổ diệt, càng không nói đến lạc ấn. Đừng nói. Pháp này xác thực dễ dùng. Chịu một trận lôi đình phách trảm, còn tại ông chiến tiên vương kiếm, lúc này thật sự đàng hoàng, khắc tại trong kiếm lạc ấn, bị sinh sinh bổ diệt, tung Hắc Sơn lão ma lại triệu hoán, cũng không thấy có đáp lại. A, à, Hắc Sơn lão ma kêu gào, là phát ra từ linh hồn gào thét. Hàng thật giá thật tiên vương binh a. Có vẻ như bị hắn vứt bỏ. Hắn không dám quay người lại đại chiến, lại hiến tế thọ nguyên, nhảy ra thiên kiếp phạm vi, như một tia ô quang, chui vào không gian, hắn là trốn, nhưng đại giới thảm liệt, ngày sau sợ là lại không duyên đạo hư cảnh. Triệu Bân cũng không truy. Truy cũng không đuổi kịp. A, à, Hắc Sơn lão ma mặc dù bỏ chạy, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại không chôn vùi. Bày ra như thế cái không an phận độ kiếp giả, sao có thể không gặp nạn? Đặc biệt là những cái kia cửu gia, đều bị phá lệ chiếu cố, Triệu công tử chạy trốn tắc trơn tru, liền một cái chuẩn tắc, người kia nhiều hướng về cái nào góp, quá nhiều lão bối chôn ở trong thiên kiếp, không thiếu thái hư cảnh, chết đều chết cực kỳ phiền muộn. Tiên vương kiếm na, bị vĩnh hằng tiên thể được. Đám khán giả ánh mắt vẫn như cũ rất sáng như tuyết, lúc trước lão mà bị đuổi giết, đều nhìn thật thật sự, Triệu Tử Long cướp đoạt tiên vương kiếm, bọn hắn cũng nhìn một điểm không kém. Muốn hay không sau đó tìm cái kia hàng tâm sự. Chẳng biết lúc nào. Tiếng sấm tán đi. Cái kia phiến hỗn loạn không chịu nổi thiên địa. Trừ Triệu Bân không gặp lại người thứ hai. Hắn là độ kiếp giả. Không bị thương là giả. Kim sắc tiên khu nhiều máu khe. Trôi tràn mỗi một sợi máu tươi. Đều sán sán sinh huy. Để mạng lại. Không đợi Triệu Bân đứng vững. Liền nghe tiếng gào thét. Đó là một cái tử bào lão giả. Cũng là lúc trước gặp sét đánh người. Thân hình cực kỳ chật vật,
đã ép không được sát cơ, đã không kịp chờ đợi muốn thu thập Triệu Tử Long, không còn thiên kiếp, cái kia còn sợ cái chim này. Oanh! Tử Bào lão giả vừa đặt chân vùng thế giới kia, liền nghe tiếng sấm. Là một đạo không hiểu hiển hóa lôi, chỉ nhất kích liền đem hắn bổ diệt. Cái này! Sau đánh tới các cường giả, đều thông suốt định thân. Rất rõ ràng, Vĩnh Hằng Tiên Thể kiếp còn không có độ xong. Đích xác! Vẫn chưa xong. Thân là độ kiếp giả Triệu Bân, quá là rõ ràng nhất. Năm đó Thiên Vũ kiếp lúc, hắn chọc tới Nguyệt Thần Pháp tắc thân. Bây giờ một hồi tiên nhân kiếp, sao có thể không có một chút chương trình đặc biệt? Oanh! Oanh âm thanh chợt vang dội. Đông phương thiên khung lôi minh vang dội, có mơ hồ một cái bóng người huyễn hóa ra tới, quanh thân lôi tức quanh quẩn, lo liệu thượng thương ý chí, phải hủy diệt chi uy gia trì, khó che giấu là tang thương, như cổ lão thời đại người. Hình người! Pháp tắc thân! Thế nhân nhìn một hồi kinh ngạc, càng thuộc lão bối ánh mắt thâm thúy. Tuyệt sẽ không sai! Đây tuyệt đối là pháp tắc thân, thiên kiếp một loại. Triệu Bân nhìn ánh mắt kỳ quái, cái kia mẹ nó là phàm giới chế tài giả a. Chính xác nói, là chế tài giả pháp tắc thân. Đây là hắn lần thứ hai ở trong thiên kiếp, nhìn thấy lão gia hỏa này, lần thứ nhất, là quỷ tinh nghịch huyền thiên kiếp, hắn còn từng đi vào chiến một hồi, chiến chính là chế tài giả pháp tắc thân. Không nghĩ, hắn tiên nhân kiếp lại có cái này tôn thần. Lại là hắn. Quỷ tinh nghịch ngạc nhiên, Triệu Bân nhận ra, hắn tử cũng nhận ra. Ngày xưa huyền tiên kiếp lúc, chính là lão đầu nhi này, hơi kém cho hắn đánh chết. Như thế nào, người gặp qua? Đầu chọc lão cùng hô lỗ oa tất cả trách mắt. Quỷ tinh nghịch không giấu giếm, nói ra bí mật. Hô lỗ oa còn tốt, ngược lại là đầu chọc lão, lông mày chọn lão cao, không nhìn ra a. Vật nhỏ này lại cũng nghịch thiên như vậy, có thể dẫn xuất pháp tắc thân kiếp. Cái kia ai vậy? Không ít người hỏi thăm, cũng không ít người nhìn lão bối. Lão bối ngược lại là tại vuốt sợi râu, một bộ thâm trầm tư thái, lại không đưa ra đáp án, bởi vì, bọn hắn cũng không biết là ai, nhưng đã Vĩnh Hằng Tiên Thể dẫn xuất pháp tắc thân, nhất định là lai lịch không nhỏ. Còn có, không biết ai hô to một tiếng. Nhìn phương Tây hư vô, đạo thứ hai bóng người hiển hóa ra ngoài. Người kia hình thể, liền phá lệ hùng tráng, phải có cao 2-3 mét, để trần cái lớn cánh tay, trong tay còn mang theo một cái hư ảo cự phủ, hắn tóc đen dày đặc, khí thế bá liệt, tựa như một ngọn núi, chân áp tại trong càn khôn, cho dù cách rất xa, đám khán giả cũng không khỏi tâm linh run lên. Đó là, Man Thần. Trong đám người, có một lão đầu nhi hoảng sợ nói. Hắn chưa thấy qua Man Thần, đã thấy qua Man Thần pho tượng. Hắn cái này một lời gây nên ngàn cơn sóng, thế nhân đều kinh hãi không thôi. Tựa như nghe qua Man Thần truyền thuyết, là man tộc một mạch thần, cho nên nói, Vĩnh Hằng Tiên Thể dẫn xuất pháp tắc thân, là lệ thuộc thần minh. Có thể cùng Man Thần sóng vai, đối diện vị kia hơn phân nửa cũng là thần minh. Thế nhân lại nhìn phàm giới chế tài giả, luận khí thế có vẻ như cũng không ở phía dưới Man Thần. Tính ra như vậy, Triệu Tử Long trận này tiên nhân kiếp, dẫn xuất chính là hai tôn thần minh pháp tắc. Man Thần. Triệu Bân thì thào một lời. Con người sâu thẳm không chịu nổi. Thiên kiếp có chế tài giả pháp tắc, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn là phàm giới đi lên, đến nỗi Man Thần pháp tắc, hắn cũng giống vậy không ngoài ý muốn, hắn tẩy tủy dịch cân kinh, liền khai sáng tại Man Thần, nếu này cũng coi là nhân quả mà nói, vậy thì không có tâm bệnh, hắn phải cùng Man Thần làm một cuộc. Oanh! Man Thần trước tiên mở công, một búa chém nứt thiên địa. Triệu Bân thu Long Uyên kiếm. Tay không tấc sắt ngạnh hám Man Thần một búa. Bao! Tiếng kim loại va chạm âm vang. Tùy theo nổ tung còn có màu vàng huyết quang, đó là Triệu Bân huyết, ngạnh hám Man Thần một búa, quyền cốt nhất thời nổ tung, có kinh khủng sát ý xâm nhập thể phách, bá liệt cũng băng lãnh, lại rất khó ma diệt. Nhìn Man Thần, lại bị đánh lui. Thế nhân nuốt nước miếng, cùng thời kỳ Man Thần, lại không địch lại Triệu Tử Long. Chanh! Chế tài giả công phạt cũng đến. Một kiếm hoành quán tiên khung. Triệu Bân đăng thiên mà đi, tránh khỏi một kiếm, một cái đại xuất bi thủ, đem chế tài giả vung mạnh đến lên 9 tầng mây, nhìn thế nhân một hồi kéo khóe miệng, thần minh pháp tắc thân cái nào. Một cái tát vung mạnh lật. Oanh, phanh, Man Thần lại đánh tới. Bị vung mạnh lật chế tài giả, cũng đạp thiên mà quay về. Thần minh pháp tắc uy thế vô biên, có dị tượng chiếu đầy trời khung, cũng có cổ lão pháp tắc bay múa, có thể ngửi lôi minh. Cũng có thể nghe đạo âm,
lôi minh là trời xanh ý chí, đạo âm nhưng là pháp tắc bên ngoài hiện, cẩn thận đi lắng nghe, so thiên khung tiên vương đạo âm ảo diệu nhiều, đây cũng là chênh lệch. Tới, Triệu Bân khí huyết bốc lên, vô địch chiến ý diễn đến cực hạn. Cùng thời kỳ thần minh đối chiến, đây là vô thượng vinh hạnh. Đây là kiếp, ma luyện là tâm cảnh. Đêm, mở tối thiên khung di tích, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Triệu Bân một chọi hai, cùng man thần cùng chế tài giả chiến khí thế ngất trời, mà ba người đại chiến, cũng sẽ không câu nệ vùng thế giới kia, đi một đường làm một đường, vô luận đánh tới cái nào, cũng là một mảnh hỗn độn. Oanh, ầm ầm, thiên khung di tích càn khôn, có vẻ như cũng không dễ sử dụng. Gặp thiên kiếp, lại là có hai tôn thần minh pháp tắc thiên kiếp, có quá nhiều sơn nhạc sụp đổ, cũng có quá nhiều cấm chế nổ nát, những gì thấy trong mắt đều là một mảnh hỗn loạn, liền nói âm đều nhiều hơn tạp âm thanh. Nhìn chiến cuộc, càng là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Thế nhân cái kia chấn kinh hãi nhiên a, vĩnh hằng tiên thể quá mạnh, đơn đấu cùng thời kỳ hai thần minh, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thế này sao lại là thiên kiếp, rõ ràng là đấu chiến đài, là tiên cùng thần minh chi chiến. Oanh, man thần bá thiên tuyệt địa, lại là một búa từ thiên xuống. Triệu Bân một quyền chấn thiên khung, ngay cả lưỡi búa mang man thần cùng nhau đánh lui. Chế tài giả từ thiên ngoại giết tới, huy kiếm phác họa một đầu tinh hà, diễn liệt ra ngôi sao đầy trời, mỗi một đạo tinh quang, đều điểm xuyết lấy hủy diệt chi ý, không khác biệt phổ chiếu thế gian, ma diệt Triệu Bân thể phách. Mở, Triệu Bân ngưng luyện kiếm khí, chém nứt tinh hà. Chế tài giả cũng bị đẩy lui, quanh thân pháp tắc đều nổ tung không thiếu. Hắn cái này mới đứng vững, Triệu Bân liền giết tới phụ cận, một quyền oanh diệt nửa pháp tắc thân, mặc dù có thể khôi phục, nhưng thực ném thần minh mặt mũi, ít nhất đám khán giả thấy, cũng không khỏi một tiếng ho khan. Mà Triệu công tử, cũng phá lệ chiếu cố chế tài giả. Mỗi khi gặp bị hắn bắt được, đều không thể thiếu một trận bạo truy. Cái này tên vở kịch, nhìn thế nhân ánh mắt kỳ quái, bất giác cho là, Triệu Tử Long cùng cái này tôn thần, tựa như là nhận được, rõ ràng là độ kiếp, ngược lại càng giống công báo tư thù, không biết đã diệt bao nhiêu hồi. Phàm giới, núi góc, chế tài giả lại ngồi cái kia câu cá. Từng có một cái chớp mắt, hắn vô ý thức sờ lên cái ót, tại sao lại cảm giác lạnh siêu siêu, giống như là muốn bị gõ muộn côn tựa như, có thể quay đầu mong nhìn đồng thời không có người, thôi diễn sau đó cũng không người nhìn lén. Đây mới là lạ. Ở đâu ra gió mát? Chiến. Triệu Bân tiếng quát âm vang, cũng là công phạt vô song. Tu chiến chi đạo, chính là có ta vô địch đạo, hai thần minh chính là rất tốt đá mài đao, công phạt hắn mỗi một lần trọng thương, đều biết thành đạo ngấn lộ, mặc dù là vô hình, lại chân thực tồn tại. Hắn chiến đến quên mình. Hắn tâm cảnh đang lột xác niết bàn. Đây là cơ duyên. Cái này cũng là tạo hóa. Đáng tiếc, đốn ngộ tới không đúng lúc. Chiến bên trong, hắn lại mơ mơ hồ hồ tiến giai huyền tiên cảnh. Oanh! Thế nhân nhìn chính hưng lên, lại đột ngột lôi minh vang dội. Ngửa mặt lên trời nhìn, lại có mây đen dày đặc, lại có sấm sét vang dội. Cái này, huyền tiên kiếp. Chớ nói tiểu bối, ngay cả lão bối đều kinh ngạc. Tiên nhân kiếp còn chưa độ xong, huyền tiên kiếp liền đến. Phong! Triệu Bân lạnh quát, muốn cường phong huyền tiên thiên kiếp. Để cho hắn cao mày là, phong ấn càng là vô hiệu. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn man thần cùng chế tài giả, là cái này hai tôn pháp tắc đang quấy rầy phong ấn, loại tình huống này hắn là đầu trở về gặp phải, Nguyệt Thần cũng không cùng hắn nói qua, khi độ kiếp không thể lại phong thiên kiếp. Này liền lúng túng. Hai cảnh thiên kiếp một khối độ. Chanh! Hắn hoảng thần một cái chớp mắt, chế tài giả giết đến. Thần một kiếm bẻ gãy nghiền nát, Triệu Bân đều tránh không kịp. Tại chỗ bị tháo một đầu cánh tay, còn không đợi đứng vững, man thần lại đến, một búa suýt nữa bổ hắn, nhục thân hơi kém vỡ nát. Chiến! Triệu Bân trong nháy mắt thu thần, một đạo kiếm quang đánh bay chế tài giả. Đúng lúc gặp man thần một búa lăng thiên, bị hắn một quyền đánh cái té ngã. Oanh! Huyền tiên kiếp lôi điện giáng xuống, đánh cho hắn thịt xương bắn bay. Một màn này, choáng váng một đám tiểu đồng bọn, không phải không có gặp qua độ thiên kiếp. Nhưng tiên nhân kiếp cùng huyền tiên kiếp một khối độ, vẫn là lần đầu tiên đầu hẹn gặp lại, vĩnh hằng tiên thể không hổ là nghịch thiên huyết thống, đi quả nhiên không phải đường thường, độ một kiếp đều tốn sức, càng không nói đến hai cảnh thiên kiếp. Người nhà ăn no dỗi việc a. Quỷ tinh nghịch cơ thể căng cứng, không ngừng nhếch miệng chặt lưỡi.
Triệu Tử Long thiên kiếp độ quá vớ vẩn, nào có chỉnh như vậy. Vĩnh hằng tiên thể huyền tiên kiếp, định cũng có pháp tắc thân, cái này như góp một khối, há không nói chuyện vớ vẩn. Khò khè em bé sờ lên cằm nhỏ, một hai tôn còn tốt, nếu nhiều, độ kiếp giả hẳn phải chết. Bây giờ, bình tĩnh như mưa hoa tiên, đều xoa nhẹ mi tâm. Thiên tông trưởng giáo cái này gảy ra thao tác, đã xuất sắc phía chân trời. Sử thượng đệ nhất lần hồng trần tiên, lại cho thế nhân mở ra một tiền lệ, hai kiếp cùng độ tiền lệ. Đánh chết mới tốt, Triệu Bân các cửu gia, đều lộ hung tàn chi sắc. Tiên nhân kiếp thêm huyền tiên kiếp, liền coi như là lưỡng trọng thiên kiếp, độ khó từ cũng thành lần, nếu chôn ở kiếp chung, cũng tiết kiệm bọn hắn tốn nhiều tay chân, vĩnh hằng tiên thể thật đáng sợ, chết sớm liền sớm an tâm. Oanh! Ầm ầm! Huyền tiên kiếp lôi điện, đã xen lẫn thành lôi hải, che mất độ kiếp giả. Triệu Bân cưỡng ép xiết ra, lại đâm đầu vào đụng vào man thần một búa, lại cho hắn đánh về trên lôi hải, ức vạn lôi điện tàn phá bừa bãi, xé rách nhục thể của hắn, liền hắn bản mệnh nguyên thần, cũng bị hủy diệt phách trảm. Ừng ực! Không biết bao nhiêu người âm thầm nuốt nước miếng. Nhìn cái kia lôi hải, nhìn xem đều mẹ nó chói mắt, mỗi một đạo lôi điện đều đại biểu thượng thương ý chí, đều dắt cuốn lực lượng hủy diệt, đổi lại bọn họ đọa thân trong đó, sợ là trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Phanh! Triệu Bân lại một lần giết ra. Chế tài giả là ngược gió mà đến, lấy pháp tắc diễn hóa một ngụm lư đồng, đem Triệu Bân thu vào, lư đồng là hư ảo, trong đó lại có liệt diễm thiêu đốt, là đạo tắc bề ngoài, muốn luyện diệt Triệu Bân. Mở! Triệu Bân một đạo chu tiên quyết, bổ ra lư đồng. Chế tài giả ngược lại là bị đẩy lui, man thần lại bổ đi lên, lần này dùng không phải Phật tay, mà là đại thủ, một trưởng đem Triệu Bân quét lộn ra ngoài, tiếng xương cốt vỡ nát, so lôi mình rõ ràng hơn. Triệu Bân là cái tiểu cường, đánh không chết tiểu cường. Chịu man thần tuyệt diệt một trưởng, vẫn như cũng nhảy nhót tưng bừng. Đầy trời lôi đình hạ xuống, hắn lấy thân ngạnh kháng, một đạo tiên lôi kiếm mang, sinh bổ chế tài giả, thế nhưng hàng lại trong nháy mắt khôi phục, lật tay liền cho hắn tới một kiếm, vẫn là tinh hà, hoành quán lở mở thiên. Triệu Bân một quyền đánh nát. Hắn một bước sau bước lên trời, đại la thiên tay từ thiên xuống. Vừa mới giết đến man thần, bị đè một bước lảo đảo, hùng tráng thể phách nổ tung nửa bên, liền trong tay cự phủ, đều ảm đạm không thiếu, mất một chút uy lực, chiếu đến tinh quang nổ thành cho bụi, nhưng tại hạ một giây, cự phủ liền có tái tạo đi ra, lại nhiều rất nhiều man tộc bí văn. Kiếp số chưa tiêu tán. Tiên nhân kiếp càng đánh càng mạnh liệt. Huyền tiên kiếp lôi đình cũng càng bổ càng bá đạo. Nhìn Triệu Bân, đã là rất cảm thấy phí sức. Hắn không muốn hai kiếp cùng độ. Huyền tiên kiếp giữ lại hố người không thơm sao. Làm gì hắn không phong được huyền tiên kiếp, chủ yếu là đuổi quá khéo, hết lần này tới lần khác kiếp chung một cái chớp mắt đốn ngộ, cũng hết lần này tới lần khác là kiếp chung tiến giai. Sự tình không lớn. Nếu Nguyệt Thần tại chỗ, nhất định có một câu nói như vậy. Đồ Nhi có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, nàng không xác định, nhưng nàng sẽ đối với Triệu Bân dựng thẳng một ngón tay cái, hai kiếp cùng độ, là xưa nay chưa từng có, nhưng đã mở tiền lệ này. Nhất định có không tưởng được sự tình, này sẽ là cơ duyên, cũng là nghịch thiên tạo hóa, điều kiện tiên quyết là, Triệu Bân có thể còn sống vượt qua. Oanh! Ầm ầm! Mất đi sấm sét, bao phủ hắc ám thiên. Triệu Bân một người độc chiến hai thần minh, đánh dị thường thảm liệt, bởi vì đây không phải một hồi kiếp, tiên nhân kiếp bên ngoài, càng kinh khủng hơn nữa huyền tiên kiếp, đối chiến pháp tắc thân thời điểm, còn phải đối kháng lôi điện. Nhanh lên một chút kết thúc a. Như lời này, Quỷ Tinh Nghịch đã không biết nói thầm bao nhiêu hồi. Hắn nói tất nhiên là Triệu Bân tiên nhân kiếp, sớm kết thúc mới tốt. Nếu bắt kịp huyền tiên kiếp pháp tắc, đây mới thật sự là quần ẩu. Có ý tưởng này người, cũng không nhiều. Đại đa số người, đều nghĩ vĩnh hằng tiên thể chôn ở trong thiên kiếp. Tựa như Lương Khâu cùng Âm Tuyền lão đạo loại kia, ước gì Triệu Bân hôi phi yên diệt đâu. Phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Bân lại đẫm máu. Chịu man thần một trường, lại bị chế tài giả nhất kiếm bổ ra xương sống lưng, huyền tiên kiếp lôi điện, cũng tới hợp thời, đánh cho hắn huyết nhục văng tung tóe. T. Đám khán giả lần nữa hít khí lạnh. Bá đạo như vậy thiên kiếp, nhìn xem đều mẹ nó khiếp người, liền Triệu Tử Long đều bị đánh thảm như vậy, nếu đổi lại bọn họ, nếu do bọn hắn đi độ hai cảnh thiên kiếp, vừa đối mặt liền bị mang hộ đi. Lôi điện yếu đi. Không biết cái nào lão bối, do dự một tiếng. Lời này vừa ra, quá nhiều người đều tới tinh thần.
lôi điện yếu đi, liền tỏ rõ lấy càng bá đạo hơn thiên kiếp muốn tới. Như cái kia lão bối nói tới, lôi điện càng bổ càng ít, mãi đến cuối cùng trừ khử không thấy. Phải, thật muốn bị quần đấu, khò khè em bé ho khan đạo. Lời này không có người phản bác, vĩnh hằng tiên thể tiên nhân kiếp chọc tới hai tôn pháp tắc, huyền tiên kiếp pháp tắc, làm gì cũng phải gấp bội a. Cho dù cùng tiên nhân ngang nhau, cộng lại cũng có bốn tôn. Đến đây đi, mau tới đi, Triệu Bân các cửu gia đều trông mòn con mắt. Bây giờ, liền lúc trước bỏ chạy Hắc Sơn lão ma, đều trở về, một đôi mắt có phần tinh hồng, liền chờ huyền tiên kiếp pháp tắc thân, đem độ kiếp giả hòa mình cho, lấy tiêu tan trong lòng hắn mối hận. Oanh! Triệu Bân một quyền oanh lật man thần, hôm sau một trưởng đánh về phía chế tài giả. Nhưng, không đợi hắn mệnh chung, thì thấy một đạo âm u lạnh lẽo u mang từ đối diện đánh tới. Phốc! Huyết quang chợt hiện. Hắn bị u mang nhất kích xuyên thủng lồng ngực. Huyền tiên cấp pháp tắc thân tới. Đó là một cái người áo đen, đã đạp không mà đến, tay mang theo một cây đen nhánh chiến qua, cũng là tóc đen dày đặc, thân hình vĩ ngạn, con người trống rỗng, cô quạnh tĩnh mịch, có núi thây biển máu tại trong mắt diễn hóa. Vị này là ai? Không ít người hỏi thăm, cũng không ít người nhìn về phía lão bối. Nhìn cái kia âm minh chi lực, hẳn là minh thần. Không thiếu lão bối gỡ sợi râu, nhưng cũng chỉ là ngờ tới, phải hay không phải không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn là một tôn cùng thời kỳ thần minh. Minh thần sao? Triệu Bân một bước đạp bầu trời mà lên, tránh khỏi man thần một búa, cũng tránh thoát chế tài giả nhất kiếm, nhìn chính là người áo đen, có thể gặp âm minh chi lực, đã thành pháp tắc, vần quanh hắn quanh thân, âm hàn tận xương, liền hắn nguyên thần đều bị đông cứng kết vụn băng, có này uy thế, hơn phân nửa chính là minh thần. Ông! Điện quang hỏa thạch, minh thần đã giết đến, một mâu xuyên thủng tiên khung. Triệu Bân khí huyết mãnh liệt, tay không ngạnh hám, cưỡng ép đánh lui minh thần. Cùng một trong nháy mắt, man thần giết đến, lại là lăng thiên một búa, đánh cho hắn một bước không có thế nào đứng vững, chế tài giả gặp khe hở cắm châm, một đạo kiếm khí đi ngang qua 800 trượng thiên khung, suýt nữa hủy nhục thể của hắn. Còn chưa xong, cùng với lôi đình vang dội, đệ tứ tôn pháp tắc thân hiển hóa ra ngoài. Đó là một cái người áo trắng, đạp lên tuế nguyệt trường hà mà đến. Tiên phong đạo cốt, hàm ý tự nhiên, thấy không rõ gò má, chỉ thấy một đen một trắng hai khỏa hư ảo quân cờ, với hắn bên cạnh thân vần quanh bay múa. Cờ thần, là hắn không thể nghi ngờ. Lão phu từng có may mắn gặp qua hắn pho tượng. Không ít người hỏi thăm, không thiếu lão bối đưa ra đáp án. Trước tạm bỏ đi lập trường, bọn hắn nhìn thần minh ánh mắt cũng là kính úy. Thế nhân mà nói, Triệu Bân có thể mơ hồ nghe thấy, nguyên nhân chính là nghe thấy được. Hắn mới ánh mắt kỳ quái, đã cờ thần, đó chính là Nguyệt thần sư tôn, bàn về bối phận, hắn còn phải gọi cờ thần một tiếng sư tổ đâu. Hắn kiếp chân có ý tứ. Thiên vũ kiếp lúc đánh chính là sư phó Nguyệt thần. Bây giờ huyền tiên kiếp, có vẻ như còn muốn cùng sư tổ làm một cuộc. Oanh! Hư không chấn động kịch liệt, có thần quang phủ kín thương miểu. Đó là cờ thần thần thông, thành một tòa khổng lồ bàn cờ, giả thiên cái địa, tung cùng hoành kỳ lộ. Có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo cũng là cờ thần vô thượng pháp tắc, có thể ngửi ảo diệu đạo âm. Ngô! Triệu Bân kêu đau một tiếng, bị bàn cờ đè bị đứng vững. Sư tổ chính là sư tổ, mở màn liền cho hắn thả cái đại chiêu, hơi kém đem hắn nghiền nát. Phá! Triệu Bân cưỡng ép đứng vững, một quyền đánh xuyên bàn cờ, kèm thêm cờ thần, cũng bị chấn một bước lui lại, còn không đợi ổn định gót chân, Triệu công tử liền giết đến, một cái tát đem sư tổ vung mạnh bay. May Nguyệt thần không tại, nếu nhìn thấy một màn này, không biết nên có nhiều vui mừng. Theo Triệu công tử lại nói, đã đấu qua sư tôn, không ngại đem sư tổ cũng đánh một trận. Phốc, minh thần vượt thiên mà đến, một mâu vung mạnh lật ra Triệu Bân. Man thần cùng chế tài giả công phạt, cũng không phân tuần tự, suýt nữa phá hủy Triệu Bân tiên khu. Chiến, Triệu Bân tiếng quát âm vang, một trưởng đánh xuống chế tài giả một đầu cánh tay, lật tay một đạo tinh hà. Cuốn đi man thần nguy nga thần khu, tinh hà diễn hóa kiếm quang, đánh cho man thần toàn thân trên dưới tất cả khe rãnh, thảm nhất là minh thần, chịu Triệu Bân tiếp một quyền, nửa cái thể phách đều bị đánh tan. Nhưng, pháp tắc thân là không chết, tại trước tiên tái tạo. Mà Triệu Bân trường sinh quyết, có vẻ như xa theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Nhưng hắn phải chiến, nhất thiết phải chống nổi một loại nào đó thời hạn, mới có thể vượt qua kiếp số này. Còn có pháp tắc thân.
hư không chiến khí thế ngất trời, phía dưới cũng là kinh ngạc âm thanh một mảnh. Có thể gặp Đông Phương Thương Miểu, có lôi quang chợt hiện, thành một đạo cổ lão bóng người, thân hình mơ hồ không chịu nổi, cũng không nhìn thấy hắn tôn dung, chỉ biết sát khí ngập trời, mỗi một ti mỗi một sợi cũng như núi trầm trọng. Ngô! Triệu Bân lại kêu đau một tiếng. Đệ ngũ tôn pháp tắc thân hiển hóa, để cho linh hồn hắn vì đó run lên. Cũng là một cái chớp mắt này, hắn bừng tỉnh giống như nhìn thấy chính mình thiên sát mệnh cách. Sát thần sao? Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, không khỏi nhìn thêm một cái đệ ngũ pháp tắc thân. Nếu đoán không sai, đó là một tôn thành thần thiên sát cô tinh, cùng hắn đồng mệnh cách, hai cái thiên sát, tự có quỷ dị cảm ứng, hơn phân nửa là bởi vì thiên sát cô tinh mệnh cách, mới chọc tới sát thần. Phanh! Sát thần vượt qua càn khôn, rơi xuống đất đạp hư không minh dị thường. Hắn sát khí diễn hóa trở thành hải dương, che mất lờ mờ thiên địa, cũng che mất độ kiếp giả. Mở! Triệu Bân một đạo kiếm khí thành tinh sông, phá vỡ sát hải, như một đầu dao long vọt người mà ra. Đâm đầu vào, liền đụng phải nhà hắn sư tổ, một đen một trắng lạng quân cờ, suýt nữa đánh nổ hắn nguyên thần, sau đến minh thần, cũng là tàn nhẫn chủ, một mâu đem đóng vào minh mông hư trên trời. Ừng ực! Thế nhân lại nuốt nước miếng. Vĩnh hằng tiên thể sợ là phải quỷ a. Lan! Triệu Bân ánh mắt như đuốc, một đạo nguyên thần kiếm đánh bay minh thần. Hắn cái này vừa rút ra cắm ở trên người chiến mâu, man thần liền đến, là cái chơi búa cao thủ, một búa bá tuyệt cổ kim, đánh cho hai chân hắn uốn lượt, xương đùi một hồi lốp bốp vỡ vụn. Hiu! Chế tài giả vượt ngang hư không, tế một đầu pháp tắc xích sắt. Triệu Bân một cái vội vàng không kịp chuẩn bị pháp tắc khóa bản mệnh nguyên thần. Người biết không thiếu đi. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, cứng rắn xé đứt xích sắt. Sát thần không cho thở dốc cơ hội, một đạo sát khí kiếm quang bổ hắn nửa cái đầu lâu, sau đến cờ thần, thì nhặt một tia bàn cờ đạo tắc, hóa thành một đầu tiên hải, đem Triệu Bân cuốn vào trong đó. Phá! Triệu Bân xé rách tiên hải, lại một lần nhảy ra. Lần này, hắn đâm đầu vào đụng vào là một cái nắm đấm màu vàng óng, bừng tỉnh từ tuế nguyệt phần cuối oanh tới, bá liệt vô song. Hắn thân thể này vừa mới khép lại, liền bị đánh nổ một nửa, huyết cốt nổ đầy trời. Vị này thật mạnh a. Thế nhân tất cả ngửa đầu, nhìn chính là Phương Tây Thương Miểu. Đệ lục tôn pháp tắc hiện thân, thể phách cứng cỏi kiên cường, toàn thân thần huy lồng mộ, bản mái tóc đen dài, lại từng sợi hóa thành kim sắc, một đôi sán sán mắt vàng, tựa như hai vòng mặt trời nhỏ. Cái này thật không có gặp qua. Lão bối nhóm đều vô tận thị lực, lại tập thể rung đầu. Liền bọn hắn cũng không biết, càng chớ nói tiểu bối, đều một mặt mờ mịt. Là hắn. Thế nhân chưa thấy qua, Triệu Bân đã thấy qua. Ngày xưa, hắn tại Đoạ Tiên Vân Hải, phải vĩnh hằng tiên thể bản nguyên lúc, từng đấu qua một cái kim quang bóng người, cùng cái này đệ lục tôn pháp tắc không có sai biệt, hoặc có lẽ là, hai người bọn họ chính là cùng là một người. Vĩnh hằng tiên thể một mạch tiền bối. Triệu Bân hít sâu một hơi, không chút nào chất vấn thân phận đối phương. Cho nên, đây vẫn là một hồi nhân quả kiếp, hắn truyền thừa đối phương huyết mạch, lúc này mới dẫn xuất bản tôn pháp tắc, khác như man thần, chế tài giả, sát thần, minh thần, cờ thần bọn hắn, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, cùng hắn có chút liên quan. Oanh, phanh, đệ lục pháp tắc thân xưng hắn vĩnh hằng tiền bối, đã đạp thiên mà đến. Hắn bước chân trầm trọng, mỗi một bước đều đạp hư không ầm ầm, luận khí thế, lại lực áp toàn trường, mà hắn cho Triệu Bân áp lực. Cũng là tối cường kinh khủng nhất, vừa mới một quyền kia hơi kém đem hắn đả diệt. Tú Nhi không có gạt ta, Triệu Bân tự lẩm bẩm. Vĩnh hằng tiên thể một mạch, cũng là thanh nhất sắc tuyệt đại ngoan nhân. Mạch này truyền thừa uy danh, cũng là đánh ra, cùng giai chưa từng thua trận. Bước ta chơi bạc mạng a. Triệu Bân một bước đứng vững, huyết tế thọ nguyên. Dòng dã sáu tôn thần minh pháp tắc, hắn phải liều mạng a. Oanh! Vĩnh hằng tiền bối trước tiên mở công, trong tay vô binh không khí, lại một quyền rung động vạn cổ. Từ này một quyền, Triệu Bân ngửi được có ta vô địch chiến ý, cái này tiền bối tu cũng là chiến chi đạo, bá liệt khí thế, vô song chiến lực, cũng là vô địch khắc họa, vô cùng thuần túy. Chiến! Triệu Bân cũng là một quyền, chiến ý như lửa thiêu đốt. Lưỡng đạo kim quyền nghênh thiên va chạm, oanh âm thanh thiên chấn địa, có kim sắc huyết bắn ra, có ánh sáng choáng lan tràn. Phiến thiên địa này còn sót lại vài tòa sơn nhạc, cũng bị nghiền sụp đổ, bị triệt để san thành bình địa. Không ít người gặp nạn. Không thiếu quần chúng bị chấn lật ra đi.
nhìn đấu chiến song phương. Triệu Bân quyền cốt lại nổ tung, nửa cái thể phách đều huyết cốt tràn trề. Vĩnh Hằng tiền bối cũng không tốt gì, nắm đấm hóa thành một mảnh lôi quang, một quyền ngạnh hám, hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, truyền thừa hắn huyết mạch tên tiểu bối này, đoạn đường này có vẻ như cũng là cùng giai vô địch. Oanh, phanh, khác năm tôn pháp tắc thân cũng đến. Cờ thần chống ra bàn cờ, lại giả thiên cái địa, sát thần thì mang theo cuốn sát hải, chìm càn khôn, minh thần tay cầm chiến mâu, âm minh chi lực hóa thành pháp tắc, mà chế tài giả cùng man thần nhưng là một trái một phải, một người cầm búa đầu, một người chân đạp rực rỡ tiên hải, thần minh đạo tắc xen lẫn cùng múa. Chiến! Triệu Bân vừa quát trấn tiên khung, không sợ hãi chút nào. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, chân chính kiếp phạt mở màn. Sáu tôn thần minh pháp tắc vây công độ kiếp giả, đánh thiên băng địa liệt. Triệu Bân dục huyết phấn chiến, giết đến điên cuồng, vô địch chiến ý cùng tâm cảnh, diễn đến đỉnh phong nhất, cái này cũng là thiên kiếp một loại, không thể có mảy may sợ hãi, càng sợ thiên kiếp liền sẽ càng cường đại. Hắn ngỗ nghịch, lại gây sâu xa thăm thẳm ý chí. Vốn đã không sấm sét, bây giờ lại lôi đình đầy trời. Thế nhân vừa lui lui nữa, cho dù là vô tận thị lực, cũng lại nhìn mơ hồ mấy người thân hình, chỉ thấy mấy đạo bóng người mơ hồ, tắm lôi điện công phạt, mỗi một trong nháy mắt đều có thể gặp màu vàng huyết quang. Đó là Vĩnh Hằng tiên thể huyết. Bị sáu tôn thần minh pháp thân thì vây công, hắn không đẫm máu mới là lạ, quỷ hiểu được hắn chịu bao nhiêu tầng sáng tạo, thật tiểu cường mệnh, một lần lại một lần bị lôi hải bao phủ, lại một lần giết ra. Quá mạnh mẽ. Chớ nói bọn tiểu bối, ngay cả lão bối đều âm thầm nuốt nước miếng. Lời này, hơn phân nửa là đối với Triệu Bân nói, phải biết, những cái kia đều là đồng thời kỳ thần minh, tự tu luyện đến phong thần, cơ bản đều là cùng giai không thua trận, sáu người vây công lại bắt không được Triệu Tử Long. Chống đỡ a. Khò khè em bé nắm tay nhỏ nắm chặt, có chút không nhìn nổi. Quỷ tinh nghịch cùng đầu chọc thần thái, cũng đều không sai biệt lắm, sáu tôn thần minh cấp pháp tác thân cái nào. Đây con mẹ nó cái gì đội hình, dù là một chiếc trong nháy mắt hoàng thần, đều có thể chôn ở trong thiên kiếp. So sánh bọn hắn, mưa hoa tiên coi như bình tĩnh. Sử thượng đệ nhất tôn Hồng Trần Tiên, sẽ vượt qua kiếp nạn này. Chết đi. Đánh chết mới tốt. Cửu gia thần thái liền có đủ dữ tợn. Đích xác, đại đa số người cũng không muốn độ kiếp giả sống sót ra ngoài, trong truyền thuyết Vĩnh Hằng truyền thừa, quá mạnh cũng quá đáng sợ, một khi để cho nó trưởng thành đứng lên, tất thành mầm tai vạ, chết sớm sớm an tâm đi. Phanh. Trong tiếng ầm ầm, thiên kiếp rời chiến trường. Triệu Bân dũng mãnh vô song, mà sáu tôn pháp tắc thân, cũng đều sáng lập qua một đoạn truyền thuyết xa xưa, đều có hủy thiên diệt địa thần thông, dù ai cũng không cách nào cầm xuống ai, bọn hắn có thể đánh, độ kiếp giả cũng kháng đánh. Cứ thế từ đông phương tối thương miểu, chiến đến phương tây tối hư vô, sập hơn phân nửa thiên khung di tích. Thiên khung tiên vương như còn tại thế, nên có nhiều lúng túng. Không ít người thổn thức, thật tốt một mảnh di tích, bị gây rối loạn. Lúc trước nhiều tại tầm bảo, số đông đều tay không mà về, chỉ vì di tích nhưng có rất nhiều cấm chế, thậm chí bí bảo đều bị che vào trong càn khôn. Bây giờ gặp hai cảnh thiên kiếp, di tích càn khôn triệt để sụp đổ, có quá nhiều tiên quang từ tứ phương bắn ra. Mỗi một đạo cũng là một kiện dị bảo, có thể nói đủ loại. Có bảo không giả, phần lớn đều nổ thành một mảnh cho. Thiên kiếp quá bá đạo, không biết hủy bao nhiêu bảo vật. Oanh! Càn khôn một hồi động rung động, giả thiên bàn cờ lại hiển hóa. Cờ thần sát sinh đại thuật, đích thật là hủy diệt cấp, đem Triệu Bân vây ở trong bàn cờ, vô số pháp tắc vào trong bay múa, khóa Triệu Bân thể phách, cũng khóa hắn nguyên thần, cực điểm luyện hóa. Mở! Triệu Bân tiếng gào này, là phát ra từ linh hồn chiến ý. Người bị buộc đến tuyệt cảnh, là có thể sử dụng vô tận tiềm lực, tựa như một cái chớp mắt này Triệu Bân, nghiễm nhiên đã quên đi sinh cùng tử, chỉ còn dư một cái chiến chữ, lấy nó thành đạo, sử xuất vô song vĩ lực, cứng rắn xanh phá bàn cờ gò bó, cách không một quyền, cờ tướng thần đả cái thể phách bạo diệt. Vì thế, Triệu Bân cũng bỏ ra huyết tầm thường đại giới. Minh thần một mâu xuyên thủng đầu của hắn, kinh khủng sát ý. Đánh cho hắn nguyên thần khe rãnh ngang dọc, phía sau chế tài giả, suýt nữa đem hắn nguyên thần bổ ra nhục thân, sát thần cuốn sạch sát khí hải dương, vô cùng cụ hóa diệt chi lực, lại đồng hóa bổn mạng của hắn khí huyết, mạnh nhất là Vĩnh Hằng tiền bối, gặp thấy hắn ra tay, Triệu Bân nhất định huyết cốt bắn bay, đánh so man thần còn càng tăng mạnh hơn thế. Hình ảnh huyết tinh không chịu nổi. Sáu tôn thần minh đều quá độc ác.
Triệu Bân tiên khu bị phá hủy một lần lại một lần. Sợ là phải quỷ a. Không thiếu quần chúng sắc mặt trắng bệch, cái thiên kiếp này độ quá khốc liệt. Lại đối chiến như vậy, vĩnh hằng tiên thể sẽ bị sinh sinh đánh hôi phi yên diệt. Tiên nhân kiếp suy yếu. Mưa hoa tiên khẽ nói, vẫn là nàng nhìn thấu triệt. Nhìn tiên nhân cấp 2 tôn pháp tắc, thế công đã lớn không bằng trước. Nàng nhìn không giả, man thần cùng chế tài giả công phạt đang dần dần mất uy, liền bọn hắn thể phách, cũng theo đó mỏng manh không thiếu, cái này liền chứng minh, Triệu Bân trận đầu tiên nhân kiếp đang tại hướng đi kết thúc. Không biết cái nào trong nháy mắt, man thần cùng chế tài giả công phạt ngừng. Hai tôn thần minh vốn vô tình, lại tại tiêu tan phía trước lộ ra nụ cười nhạt. Triệu Bân cũng muốn trở về bên trên thi lễ, làm gì còn có huyền tiên kiếp 4 tôn pháp tắc, không cho hắn cơ hội, bất quá. Man thần cùng chế tài giả tiêu tan, đích xác để cho áp lực của hắn chợt giảm, đây là một cái điểm tốt. Thật có thể bị hắn chịu đựng được. Thế nhân có chút hoài nghi khi trước kết luận. Vĩnh hằng tiên thể chiến lực cùng kháng đánh năng lực, viễn siêu bọn hắn đoán trước, làm sao đều đặt xuống không ngã, không những đặt xuống không ngã, cái kia hàng còn rút sạch đánh cái phản công, 4 tôn thần minh pháp tác thân cứ thế ép không được hắn. Phốc, lại là vạn chúng chú mục, kim sắc huyết quang nổ đầy trời khung. Triệu Bân vĩnh hằng tiên khu, cuối cùng là bị pháp tắc đánh bể, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, mặc dù cũng kim quang rực rỡ, lại là thủng trăm ngàn lỗ, bị thần minh sát ý, một lần lại một lần độc hại, bất luận cái gì trong nháy mắt, đều có nổ diệt khả năng, một khi nổ diệt chính là hồn phi phách tán. Ta tâm không chết, thân ta bất diệt. Nguyệt thần từng nói qua một câu nói, Triệu Bân đã như lạc ấn khắc vào trong linh hồn. Cái này chính là một hồi cửu tử nhất sinh kiếp. Hắn phải giữ vững ban sơ chấp niệm, tung chỉ còn dư nguyên thần, còn tại liều chết đại chiến, nguyên thần chi hỏa đốt sáng tỏ, có rực rỡ quang huy phổ chiếu thế gian. Trời không phụ người có lòng. Trận này kiếp hắn cuối cùng là chịu đựng được. Chiếu đến ảm đạm tinh huy, huyền tiên cấp 4 tôn pháp tắc thân, cũng đều tập thể ngừng công phạt, đứng ở đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng, đều có ảo diệu đạo âm vang vọng, bừng tỉnh giống như thành một mảnh vĩnh hằng khúc, thế nhân vẫn như cũ thấy không rõ bọn hắn hình dáng. Nhưng thần chi bóng lưng, lại đều như bất diệt tấm bia to. Tiên nhân kiếp kết thúc. Huyền tiên kiếp cũng chậm rãi tiêu tan. Bừa bộn không chịu nổi thiên địa, chỉ còn dư một đạo tàn phá nguyên thần, đã mỏng manh gần như trong suốt, theo từng đợt gió, tới lui chập chờn, lại trải qua không dậy nổi bất luận cái gì đả kích, thảm liệt đến tối cực điểm. Tĩnh. Hiện trường tĩnh đáng sợ. Tất cả mọi người đều tại nhìn đạo kia nguyên thần, tiềm ẩn một vòng sợ hãi. Tiểu tử này quá mẹ nó đáng sợ, hai kiếp cùng độ, 6 tôn thần minh pháp tắc vây công, cỡ nào đội hình, lại đều không giết chết hàng này. Giết, vắng lặng một cách chết chóc, cuối cùng là bởi vì một tiếng kêu gào bị phá vỡ. Là Triệu Bân cửu ra động thủ, 4 phương 8 hướng đều có, tại cùng một trong nháy mắt đánh ra công phạt, cái kia từng trương diện mục, cũng như lệ quỷ giống như dữ tợn, vượt qua thiên kiếp lại như thế nào, vẫn như cũ không sống được. Lại là đao mang kiếm quang. Lại là trưởng ấn quyền ảnh. Mỗi một tông cũng là sát sinh đại thuật, bao phủ cái kia vùng trời, tất cả mọi người đều biết, này công phạt, Triệu Tử Long gánh không được, đạo kia tàn phá nguyên thần, đã là nỏ mạnh hết đà, mệnh chung liền thân tử đạo tiêu. Diệt ta! Triệu Bân cười lạnh một tiếng. Tại công phạt tới người phía trước một cái chớp mắt, hắn trốn vào vĩnh hằng giới, hắn cần tìm chỗ chữa thương, nhưng chuyện này không xong, chờ hắn khôi phục thể phách, chờ hắn đúc lại nguyên thần. Sẽ ai cá thanh toán? Thiên kiếp kết thúc. Độ kiếp giả táng diệt. Đây là thế nhân hy vọng gặp. Có người ai thán. Có người nhe răng cười. Chửi mắng giả từ cũng không ít. Như nước thủy triều bóng người, cũng như cái này đêm tối lờ mờ, dần dần thối lui, chờ quang minh phổ chiếu đại địa, lộ ra đã là một mảnh hỗn độn, bởi vì hai trận thiên kiếp họa loạn, thiên khung di tích càn khôn triệt để sụp đổ. Không gặp lại tu vi cảnh giới áp chế, ngay cả hoa hoa thảo thảo đều điêu linh nguyên bản màu sắc. Vĩnh hằng giới. Triệu Bân bản thân mà ngồi. Hắn thương cực kỳ thảm liệt, tan nát vô cùng bản mệnh nguyên thần, có từng sợi lôi tức xé rách, đó là thiên kiếp sát ý, như từng đạo bất diệt lạc ấn, điều khác ở trên linh hồn hắn, rất khó loại trừ. Còn tốt. Hắn nội tình rất hùng hậu, hoàn toàn đỡ được. Tẩy phách dịch hồn kinh cùng vạn pháp trường sinh quyết điên cuồng vận chuyển. Một lần lại một lần rèn luyện thể phách, là tái tạo bản mệnh nguyên thần, cũng là ma diệt thiên kiếp sát ý, tại trong khô diệt cực điểm khôi phục sinh cơ. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Long Uyên kiếm treo ở đỉnh đầu Triệu Bân,
bay múa kim sắc kiếm khí, tựa như một mảnh thác nước, bao phủ Triệu Bân thể phách, giúp chủ nhân tẩy luyện nguyên thần, từng đạo thiên kiếp sát ý bị nó cường thế luyện diệt. Còn có ta, tiên lôi cũng chui ra, kèm theo ầm ầm lôi minh. Chủ nhân hai trận khoáng thế thiên kiếp, nó là ăn thật no, tiên nhân kiếp trợ nó thuế biến, huyền tiên kiếp để nó niết bàn, đáng sợ lôi uy, tiềm ẩn hủy diệt chi ý, liền Long Uyên đều có chút kiêng kỵ. Có lẽ là tâm thần xa vào, hắn nghiễm nhiên bất giác thời gian trôi qua. Vĩnh hằng giới thời hạn đến, hắn không thể không đi ra chữa thương. Lại là đêm, hắc ám lại bao phủ di tích. Có thể gặp top 3 top 5 bóng người, trong phế tích vừa đi vừa về tản bộ, tu vi cảnh giới đều không cao, sở dĩ còn chưa đi, là muốn tìm một chút bảo bối, cho dù là pháp khí mảnh vụn, cũng có thể đem bán lấy tiền. Nghịch thiên huyết mạch a, cứ như vậy chết, kéo nhiều người như vậy chôn cùng, hắn cũng đủ vốn. Tầm bảo giả đang tìm cơ hội duyên thời điểm, vẫn không quên tụ tập nghị luận. Thổn thức chặt lưỡi từ nhỏ không được, càng nhiều hơn chính là ai thán tiếc hận. Trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể, bực nào kinh diễm, bực nào bá đạo, lại chôn ở bọn chuột nhắt trong tay, quả thực bôi nhỏ tiền bối uy danh. Rạng sáng đi qua, Triệu Bân lại vào vĩnh hằng giới. Có Long Uyên kiếm cùng tiên lôi trợ chiến, sát ý liên tiếp bị ma diệt, mà hắn bản mệnh nguyên thần, cuối cùng là giấy lên ánh sáng sáng chói, tiếp đó chính là hắn vĩnh hằng tiên khu, lấy nguyên thần làm gốc làm diễn hóa, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều từng tấc tái tạo. Được thiên kiếp tẩy lễ, đã thành cương cân thiết cốt, như tự hoàng kim đúc nóng như vậy, dấu vết của đạo vào trong khắc họa. Hô! Hắn không biết thứ mấy ngày mở con mắt, một ngụm chọc khí ói niềm vui tràn trề. Độ kiếp tạo hóa là không thể so sánh, đem hắn nhục thân cùng bản mệnh nguyên thần, từ trong ra ngoài, rèn luyện triệt triệt để, chủ yếu nhất là tâm cảnh, ác chiến thần minh pháp tắc là vô thượng ma luyện. Không tệ! Triệu Bân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt dạng ngời rực rỡ. Tiến giai huyền tiên, toàn thân trên dưới đều sức mạnh tràn đầy, đặc biệt là hắn vĩnh hằng tiên thể bản nguyên, gặp hai trận thiên kiếp tẩy lễ, càng là âm thầm hồi phục không thiếu, liền vĩnh hằng giới đều biến lớn rất nhiều. Ông! Đột nhiên một tiếng vù vù, vang vọng vĩnh hằng giới. Triệu Bân trách mắt đi xem lúc, đang gặp một tôn màu đen tiểu tháp xông phá phong ấn. Đó là Hắc Sơn lão ma bản mệnh pháp khí, lúc trước đấu chiến lúc, bị hắn cưỡng ép túm đi vào, lấy bí pháp phong cấm. Bây giờ nhưng vẫn cái phá phong mà ra, lại linh trí siêu cao, đang hướng hắn đánh tới. Phá! Triệu Bân tay cầm Long Uyên, một kiếm bổ tới. Bịch âm thanh vang lên theo, hắn cái này bá tuyệt một kiếm, càng là không lay động được cái kia màu đen tiểu tháp. Bên trên, có Hắc Sơn lão ma khắc xuống lạc ấn, có khắc cổ lão bí văn, hắn một kiếm chi uy, phần lớn là bị bí văn tháo bỏ xuống, còn có chế tạo tháp này tài liệu, so với hắn trong tưởng tượng cứng rắn hơn. Có chút ý tứ. Triệu Bân trong tay Long Uyên kiếm, đổi thành tiên vương kiếm. Đừng nói, vẫn là thanh kiếm này dễ dùng, màu đen tiểu tháp cứng rắn đi nữa, cũng không cứng bằng tiên vương binh, bị một kiếm bổ ra vết rách, trên tháp quang huy đều chôn vùi không thiếu, Triệu Bân gặp chi nhíu mày, rất kháng đánh a. Kết quả là, hắn lại cho tiểu tháp bổ nhất kiếm. Tiểu tháp tại chỗ nổ tung, thành từng khối màu đen mảnh vỡ nhỏ. Ta tới. Long Uyên kiếm tặc tự giác. Để ngang hư không, tan vỡ màu đen tiểu tháp, lại không nửa chút uy thế, bị Long Uyên cường thế hấp thu. Hảo kiếm, Triệu Bân nắm tiên vương kiếm, lật tới lật lui nhìn lại nhìn, đây là hàng thật giá thật tiên vương binh, không chỉ cứng rắn, còn có dấu vô song kiếm uy, màu đỏ thấm kiếm thể, như máu đỏ tươi. Không lâu, Long Uyên kiếm chuyển trở về, vòng quanh Triệu Bân vòng tới vòng lui. Rất rõ ràng, nó còn nghĩ đem tiên vương kiếm cũng dung. Đây là một bữa tiệc lớn. Liền không sợ nghẹn chết sao? Triệu Bân còn tại mong nhìn tiên vương kiếm, cũng muốn cho Long Uyên dung, đáng tiếc a. Đây là một tôn tiên vương binh, biết bao cứng rắn, Long Uyên bổ không ngừng, hắn cũng đánh không nát. Cuối cùng liếc mắt nhìn, hắn quay người ra vĩnh hằng giới. Bừa bộn một mảnh thiên khung di tích, vẫn như cũ bị bóng tối bao phủ. Hắn được áo bào đen, như một pho tượng, đứng ở phế tích bên trên nhìn tinh không. Xem xét chính là hơn nửa đêm, từ độ lưỡng cảnh thiên phạt, hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái, bừng tỉnh giống như thiên kiếp còn chưa xong. Thì ra là thế. Thật lâu, mới ngửi hắn một tiếng lẩm bẩm ngữ. Chiếu đến ảm đạm tinh huy, hắn vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Oanh! Tâm pháp một khi vận chuyển, liền nghe cửu tiêu sấm sét vang dội. Tiếng ầm ầm tới quá đột ngột,
thậm chí còn tại trong di tích tầm bảo giả, đều xuống ý thức ngửa ra đầu, trong đó có mấy cái như vậy, còn kinh hãi một hồi nước tiểu rung động, êm đẹp, thế nào lại đột nhiên sét đánh. Thiên kiếp, không ít người kinh ngạc. Cũng không phải, lão bối vuốt sợi râu, nhìn hai mắt híp lại, cũng nhìn lão con mắt thâm thúy, vậy đích xác không phải thiên kiếp, thế nhưng từng đạo lôi đình bên trong, lại đều tựa như tiềm ẩn thiên kiếp uy thế. Đây là gì cái đạo lý? Càng quỷ quái còn tại đằng sau. Sấm sét càng là đang đan sen bay múa, tụ trở thành một đầu lôi đình kỳ lân, lại phảng phất có linh tính, tại hư không đầy trời mừng rỡ, đạp thiên khung từng đợt động rung động, liên hạ phương sơn nhạc đều bị đánh sập. Cái này, bọn tiểu bối một mặt mộng bức, lão bối nhóm cũng kinh ngạc. Không đợi phản ứng, lôi đình kỳ lân không ngờ biến hình thái, hóa thành một đầu nguy nga như núi lôi long, mạnh mẽ khổng lồ thân rồng, lại nghiền hư không một hồi lắc lư, càng mơ hồ tiếng long ngâm, vang dội thiên cửu thiên. Thế nhân càng phủ, đây con mẹ nó ảo thuật sao? Nơi đây không nên ở lâu. Tầm bảo đám người nhao nhao rút đi. Tàn phá di tích quá mẹ nó tà dị. Triệu Bân không đi. Đúng là hắn vô căn cứ dẫn lôi. Cũng là hắn đang thao túng lôi điện. Đây cũng là hắn hai cảnh thiên cướp đặc quyền, cho dù không phải trời mưa xuống, cho dù không có thiên kiếp, hắn đồng dạng có thể mượn lôi điện, chỉ cần một cái tâm niệm liền tốt, hơn nữa lôi đình này, tiềm ẩn uy lực của thiên kiếp. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân nhàn nhạt một tiếng, huy kiếm hiệu lệnh lôi điện. Cái này thần cấp treo xác thực dễ dùng, chỉ đâu đánh đó, đến nỗi uy lực, mặc dù kém xa thiên kiếp, nhưng cũng xa không phải thông thường lôi điện có thể so sánh, sau này như bị quần ẩu, vậy liền một trận sét đánh trực tiếp gọi. Lão đại, tiên lôi cười ha ha, từ vĩnh hằng giới chui ra. Như bực này sấm sét, người không cách nào thôn phệ. Triệu công tử ung dung nở nụ cười. Tiên lôi đốn ỉu xìu không kéo mấy, còn nghĩ lại ăn một trận đâu. Càng là nuốt không thể. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, triệt hồi cửu tiêu lôi điện, hai kiếp cùng độ thật có đại tạo hóa. Về nhà, Triệu Bân cười quay người. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đối với di tích chắp tay thi lễ, là đối với thiên khung tiên vương biểu đạt xin lỗi, thật tốt một chỗ di tích, bởi vì hắn hai trận lôi điện hóa thành phế tích, có vẻ như cùng phá nhà cửa không có gì khác nhau, bất qua cái này thiên khung di tích, hắn thật sự không uổng công, được tiên vương kiếm, còn mở thần cấp treo. Trừ này, còn cướp đoạt không thiếu chiến lợi phẩm. Nếu đây là làm ăn, đó chính là kiếm bồn đầy bát xoanh. Ta cứ nói đi, hàng này không chết. Mới ra di tích, đâm đầu vào liền đụng phải quỷ tinh nghịch. Hồ lỗ hoa cùng đầu chọc cũng tại, nhìn Triệu Bân ánh mắt tựa như nhìn quái vật. Lần thứ ba, này hàng đã là lần thứ ba chạy thoát. Hai cảnh thiên kiếp sau đó, chỉ còn dư một đạo tàn phá nguyên thần, chịu đầy trời công phạt, cái này đều không chết. Vĩnh hằng tiên thể thật có một loại cổ lão bí mật bất truyền, có thể tại trong tuyệt cảnh tuyệt đối chạy trốn. Vẫn là nói, tiểu tử này có khởi tử hồi sinh chi lực. Hai kiếp cùng độ sáu pháp tắc, người thực nghiêu a. Quỷ tinh nghịch nhếch miệng chặt lưỡi. Tất cả thế lực lão tổ, bị ngươi diệt còn hơn một nửa. Hồ lỗ hoa cũng thổn thức. Liền cái này, đều không giết chết ngươi nha. Đầu chọc lão tử trong thâm tâm giơ ngón tay cái, hắn rất hít bội phục người. Bây giờ có vẻ như lại thêm một cái, Triệu Tử Long không hề yếu cái kia cá tính cuồng. Điệu thấp, Triệu Bân vừa nói chuyện thâm trầm, bức cách còn không để ý dần vào giai cảnh. Hắn cũng có tư cách này, diệt nhiều như vậy lão gia hỏa, tùy tiện sách ra một cái đều lão tổ cấp, thử hỏi tiên nhân cảnh lĩnh vực, ai có như thế cường hãn chiến tích, hắn có khinh thường một đời nội tình. Đột nhiên một tia gió nhẹ phật tới, cuốn lấy một vòng nữ tử hương. Tất nhiên là mưa hoa tiên. Cũng tin tưởng vững chắc Triệu Bân còn sống, đã ở di tích bên ngoài đợi đã vài ngày, thiên tông trưởng giáo cũng không có dễ dàng chết như vậy, Ngọc Cẩn ký ức bày rõ ràng, hắn là mệnh tiểu cường. Thái hư cảnh, quỷ tinh nghịch ba người tất cả nhíu mày, trên dưới mong nhìn mưa hoa tiên. Làm gì vị này được một kiện áo bào đen, thấy không rõ mặt mũi. Bọn hắn tại nhìn, mưa hoa tiên cũng tại nhìn, nhìn chính là Triệu công tử, hàng này tiến giai huyền tiên, khí huyết lại bàng bạc không thiếu. Căn cơ cũng mạnh kinh khủng dị thường, xưng hắn cùng giai vô địch hẳn là không mau bệnh. Đi gặp Long Phi, mưa hoa tiên khẽ nói nở nụ cười. Dễ nói, Triệu Bân đi đầu một bước mở ra bước chân. Ai là Long Phi? Hẳn là một cái cô nàng. Hơn phân nửa là lão tam con dâu. Quỷ tinh nghịch bọn hắn em bé cũng theo sau, líu díu không xong. Vẫn là mưa hoa tiên thanh tĩnh, chỉ khi thì trách mắt nhìn một chút Triệu công tử.
Trong lúc đó, Triệu Bân từng lấy ra Tiên Vương kiếm, chớ nói quỷ tinh nghịch bọn hắn ba, liền Mưa Hoa Tiên, đều lộ sợ hãi thán phục chi sắc, đây là một tôn bất phàm Tiên Vương binh, nhìn hắn kiếm ý liền biết có nhiều bá đạo, ném đi như thế một cái binh khí, Hắc Sơn lão ma nên có nhiều phiền muộn, hơn phân nửa đang ở trong nhà chửi mẹ. Đáng chết! Lão ma đâu chỉ đang mắng mẹ, cả người cũng như phát điên điên. Hắn đi di tích là đọ sức cơ duyên, đọ sức tiến giai đạo hư cơ duyên, kết quả là không xem thời cơ duyên, làm cho chính mình hố, nhục thân bị đả diệt, nguyên thần bị thương nặng, còn ném đi bản mệnh khí cùng Tiên Vương kiếm, từ hắn bước vào tu đạo, chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy, thua quá khốc liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.